tiền đâu. 500 một triệu mình được. Nó mua cái phải cái đồng bộ làm cái gì nó phải cẩn thận. Tôi tiếc đâu bà, cứ nói đi tin. Tôi không phi đâu mà mặc thế đấy. Nhưng mà tôi có tiếc đâu bà, anh ta đi tin. Rồi bà tôi cứ nghĩ tôi cái thật. Và ông nói là ông tiếc, tôi không biết. Không tiếc nhỉ? Tôi tiếc mà là... Mong bao lấy cho em. Chả có thời gian đi dưỡng ấy. Mà làm săn như này mà rối nó khó ấy, chị nhỉ? Khó gỡ ấy. Rối xuống khó gỡ. Mà rất là đẹp nhá. Nhá. Bạn này béo quá. Béo khỏe à. Lên 2 cân đấy, bụng to. Hello, xin chào tất cả các chị nhá. Xin chào chị Trúc Nguyễn. Xin chào chị Hải Liên Việt Huy. Xin chào chị Thu Ngọc. Em xin chào chị Trương Phương. Xin chào chị Ngọc nhá. Chị Ngọc thấy em nhớ tên không? Xin chào tất cả các chị tham gia vào buổi live stream trưa ngày hôm nay của em nhá. Buổi trưa ngày hôm nay thì tóc dài đẹp. Chị ơi, tóc dài đẹp nhưng mà em làm tóc xoăn bây giờ nó rối lắm. Đây này, làm tóc xoăn bây giờ nó rối ơi là rối. Nó mà chả có thời gian để đi dưỡng ấy. Cho nên là nó cứ kiểu gì ấy. Chào chị Trần Lan Anh nhá. Buổi sáng cứ thế là buộc lên thôi. Đây này, em còn chưa cả chải đầu từ sáng đến giờ các chị nhá. Cứ thế là quấn lên là đi vào bán hàng thôi. Áo này bao nhiêu? Áo này bán cho các chị tất với giá của nó là 195.000 này. 195.000 đối với áo này nhá. Đây của nó là gen pha lụa. Hôm nay mới về được ít thôi. Xin chào chị Luyến Võ nhá. Xin chào chị Thiên Ân nhá. Gửi quần mèo và quần tất 3D 6S cho em chưa? Chị Nguyễn Hải ơi, nếu mà bên em đã chốt được hàng là gửi cho các chị rồi. Đây là quần 3D này này. Tối hôm qua em bán một lúc một cháy quần 3D nhá. Trưa nay bán cho các chị nhưng mà phải chiều nay mới có hàng về để trả hàng đây này. Bởi vì cái hàng 3D này nó rất rẻ mà nó rất là đẹp. Xin chào chị Nguyễn Hiền nhá. Mà hàng chưa được bon bao giờ vậy ạ? Ok chị nhá, thì em sẽ ưu tiên cho các chị. Ưu tiên các chị nào là khách quen, chia sẻ like cho em một lần với trang cá nhân của mình, 3 lần các hội nhóm lớn, tổng cộng là 4 lần của em ấy nhá. Lên là phao đen ngắn đi. Cái phao ngắn hôm nay em có bạn tất đây. Tất cả em còn tuần này con ở đằng sau, nó rơi vào được khoảng hơn 100 con. Em sẽ bán tất cho các chị với giá của nó là 150.000 tất luôn. Em nói chân này với các chị là con áo phao đó là khách hàng đặt. Khách hàng đặt tức là lấy xỉ đặt đấy. Các chị tầm người chỉ độ khoảng 45 cho đến 55kg mà các chị mặc vừa. Đặt em lấy cho chị 200 con rồi. Nhưng mà về đến đây thì chị bảo chị lấy có được khoảng 50 con thôi. Làm em bị nhỡ mất một chuyến hàng đó. Mà trong khi đó khách hàng của em thì là tất cả các chị đều là những cái người to ấy. Từ 55 cho đến 65 cân là nhiều. Đó, áo vàng đằng sau em bán với giá của nó là 150. Tối hôm qua em bán là con xả mấy đấy em chả nhớ nữa. Vậy à chị Ngọc Thư. Được nên em cho em rồi nhưng mặc được. À thế à chị Ngọc Thư, thế thì em cảm ơn chị nhá. Tất cả những cái hàng đổi bên em có gửi lỗi, tức là có gửi nhầm cho các chị thì nó cũng là hàng đẹp chứ không phải hàng xấu đâu. Nhiều khi cái mác của nó giống nhau quá cho nên là nhân viên gửi nhầm thôi. Chứ bên em không cố ý nhá, bởi vì bên em cho các chị kiểm tra hàng trước thanh toán. Nếu mà gửi nhầm cho các chị đương nhiên là các chị phải trả lại hàng rồi. Cho nên rất là phiền phức. Em mua nhiều cũng chả được bom bao giờ. Ok chị Thành Thảo nhá. Lông vũ là áo nào hả Hương? Chị ơi, lông vũ là áo tối hôm qua em bán đấy, hết sạch rồi, không có hàng đâu. Em đang cháy hàng áo phao con lợn, gọi chung của nó là áo phao con lợn nhá. Áo này của em chỉ có màu này thôi. Không biết cái nào. Hỏi phao lông vũ biết cái nào. Thế thì mai ra, đằng nào trở ra. 62kg chị Lê Huyền ơi, em còn phao cho chị mặc vừa. Cái phao đó là 370.000. Thế nhưng mà cái hàng phao đấy thì là hiện tại bây giờ màu của nó không còn đủ. Thế nên các chị cứ gọi điện cho bên em. Còn cái size nào các chị mặc vừa, size nào, màu nào bên em sẽ lấy cho các chị màu đó. Nó không đủ, cái chất này của em nó là gen pha nhụ, tức là gen pha lụa nhá chị nhá. Con áo này thì em đắt hàng lắm. Con áo này em về nhiều cực kỳ luôn. Riêng con áo này em về lần nào hết cháy hàng lần đó, không có hàng. Thế nhưng mà đợt này thì lại về lẻ lẻ được có ít thôi. Đó, em không dám bán vào buổi tối mà dám bán vào buổi trưa. Bởi vì làm sao? Buổi tối các chị rất là đông. Bên em chốt hàng dạo này toàn thiếu đơn hàng các chị thôi. Ít nhất là cho đến 5-60 chị thiếu áo, thiếu hàng. Em không dám bán ở trên đấy nữa. Không dám bán vào buổi tối thì nó quá đông luôn. Nó đông hơn ở ban ngày các chị nhiều lắm. Cho nên là ưu tiên cho các chị ban ngày. Chị nào mua được con áo này thì là sẽ mua luôn. Xin chào chị Coco Nguyên nhé. Quần bao nhiêu và áo nữa? Áo đang bán là 195.000 này. Quần bán với giá là 250. Và quần tất này thì em bán với cái giá của nó là 120.000 cho các chị. Đây là quần tất 3D, bên trong có lông vàng. Và dưới chân của em bốt. Các chị nào mua thì em giới thiệu các chị chỗ mua bốt luôn.
rất là rẻ. Chị đặt áo 2 tuần rồi, 2 tối rồi mà không thấy. Cao Sang ơi, vậy à? Cao Sang để lại cho em số điện thoại là chậm shop đơn của chị đi. Bởi vì dạo này là nó ẩn comment chứ không phải là bên em không chốt hàng chị nhá. Áo em mặc là mã số 1, nghiện em mất rồi. Cảm ơn chị Hoa Ấn Dương nhá. Rồi xin chào chị Tiết Vũ nhá. Áo em đang mặc bao nhiêu tiền hả em? Em đang bán với giá của nó là 195.000 cho các chị nhá. 195.000. Tất cả các chị mà chia sẻ like cho em bây giờ sẽ bán cho các chị, giảm ngay cho các chị là 5.000 nếu như các chị chia sẻ. Tức là chị nào không chia sẻ like, em sẽ bán giá của nó là 209.000, đúng bằng like khác bán. Cái like khác người ta bán 209.000, cũng là bán chuẩn giá và thấp nhất cho các chị rồi. Thì em bán giá này của nó là giá chia sẻ và giá ưu tiên nhá các chị nhá. Giá chia sẻ và giá ưu tiên, tức là comment cho em đã chia sẻ kèm mã số 1, kèm số điện thoại là các chị sẽ có con áo này 65kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Chị Bích Tâm Dương Ngọc ơi, chiều nay tầm được khoảng 6 giờ bên em mới chốt xong đơn của tối hôm qua nhá. Chị nào chưa được chốt thì cứ bình tĩnh, chiều nay bên em sẽ chốt hàng các chị. Đó, áo phao 62kg chị Lê Huyền ơi, có vừa. Chị Hạc mặc cái hàng 370 mà tối nay em có một cái dòng của nó về là 360.000, các chị cũng có mặc vừa. Tối nay em sẽ giới thiệu các chị sau. Xin chào chị Thiên Ân nhá. 57kg các chị mặc được cả vừa cả quần cả áo nhá. Nào, chia sẻ like cho em ạ. Ok, mã 1-2 cái của chị Ngọc nhá. Thấy chị không? Em có nhìn thấy chị Nhã Lý này. Cho chị xem bốt em đi với. Ôi đây này. Bốt của em đây. Đó, đây nhá. Không biết rơi kiểu gì cho các chị xem. Nhìn chung là bốt của em thì đẹp lắm. Em mua bao nhiêu nhỉ? Em mua có 100 em mua đôi bốt này có 120.000 thì phải. Em thì hay mua lắm. Nhưng mà toàn mua những cái dạng gọi là rẻ thôi. Bởi vì là đi chơi thì không được đi bao giờ, toàn ở nhà. Bán hàng mà đi những cái đôi cao cấp quá trong nhà này mà chỉ để đi lại để cho nó nâng dáng thôi thì nó hơi phí. Cho nên em toàn dùng hàng rẻ thôi các chị nhá. Nhưng mà thực ra là nó cũng rất là bền, nó là do mình biết chọn hàng thôi. Có những chị mua những cái áo da 8-900 một triệu, một năm vẫn nổ bình thường. Nhưng mà mua hàng bên em thì là rẻ thôi, 4-500 nhưng mà các chị mặc 2-3 năm không nổ. Đó, phao dáng dài. Có nhìn thấy chị Trần Phương nhá. Phao dáng dài không có đâu, hôm nay chỉ có phao dáng ngắn thôi. Vâng ạ, cảm ơn chị Vũ Yến nhá. Mình đặt đơn 1 triệu 3 ngày rồi mà chưa nhận được, hóng quá vậy à chị Hải Liên Việt Huy. Rồi ok, lâu lắm rồi em mới nhìn thấy chị đây này. Hay là chị bị ẩn comment, hay chị đặt lúc nào, hay là chốt hàng mới nhìn thấy, chứ còn em có nhìn thấy chị trên này đâu. Còn like đơn hôm 10 ngày chưa nhận được, áo da mỏng công 1 quần vậy à chị Hồ Nga. Tí nữa em sẽ kiểm tra đơn thôi chị nhá. Cho em một đôi bốt nha. Thiên Ân ơi, bây giờ mà cho chị đôi bốt này thì em đi đôi bốt nào? Cả nhà em có mỗi đôi bốt. Nhưng mà thực ra là em nói thật, nó rẻ thật, nó đẹp thật đấy. Đó, em không biết ở đâu, tức là em không có thời gian để bán thôi. Chứ nếu mà em có thời gian bán thì em lấy tất cho các chị đôi bốt này. Các chị thấy không? Bán vừa lấy hộ thôi, vừa bán vừa kỷ niệm, các chị ai cũng cần. Có bao nhiêu tiền ạ? Có 120.000. Em không nói điều một tí nào, nói điều mất hết lộc. 120.000 thôi nhá. Tất em đang đi. Cái quần tất em đang mặc này em bán với giá của nó là 120.000 các chị nhá. Em nhận được hàng rồi, ưng lắm, cảm ơn chị Đào Phạm nhá. Bây giờ em sẽ vào xả bom cho các chị này. Lưu ý là chia sẻ like cho em một lần vào trang cá nhân của mình, 2-3 lần vào các hội nhóm đối với em nhá. Em đặt mãi quần mà có được đâu, vậy à chị Kim Phụng Hữu. Nó bị ẩn comment chứ không phải là bên em không bán hàng cho các chị đâu. Đó, em nhìn thấy các chị xem là có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Hôm nay có mẫu gì mới không? Có chứ. Mẫu em mặc trên người đều là mẫu mới mà. Bây giờ em sẽ nhìn xem các chị chia sẻ like cho em được bao nhiêu lần rồi ạ. Đó, mới có 140 lần thôi. Chia sẻ like cho em nhanh tay đây nào. Mới có 140 lần. Quần sóc em đang mặc bán bao nhiêu? 250 chị nhá. Riêng quần sóc nhung này thì không ai bán rẻ được hơn đâu. Bởi vì hàng sóc nhung này chỉ có những like lớn mới có thể bán với giá này. Những like nhỏ bán toàn cho các chị là 290 lại 350. Tất cả đây của nó là hàng sóc nhung, hàng Quảng Châu lại một đấy các chị ạ. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho các chị quần sóc nhung sau. Đó, bây giờ em sẽ cho các chị xả bom này. Tặng bom cho các chị với giá của nó là 0 đồng này. Đây là của chị Thanh Mây, chả hiểu sao chị Thanh Mây lại không nhận hàng. Đơn hàng này của chị ở Hưng Yên 0912784126, gồm có 2 quần legging các chị nhá. 52kg, 1m54, chắc chắn là không bao giờ chật rồi. Mà gói hàng này còn nguyên si, chưa bóc một tí nào. Lưu ý là chia sẻ like cho em ấy ạ, một lần vào trang cá nhân của mình, 4 lần và các 3 lần vào các hội nhóm lớn, tổng cộng là 4 lần nhá. Eo rẻ vậy mà mua cho em đôi. Chị ơi, nó rẻ thật mà. Đôi bút này nó rẻ lắm luôn nên em còn giật mình. Nhưng mà làm sao em biết mối ở đâu được, em cũng mua qua người ta thôi. Đây là em nhờ bạn em mua hộ. Bây giờ mà các chị thích những cái dòng hay là nó vừa bán nó vừa tặng em thì em không biết, nó là bạn em.
Đó, chị Thủy Trương ấy. Chị nào mà mua bên Thủy Trương rồi Trương Thị Thủy ấy, thì các chị biết bây giờ đang phát bằng cái nick của Hoàng Cường ấy, bán giày dép rất là đẹp. Hiện tại em còn mấy đôi giày thể thao ở bên bạn ấy đang gửi tặng mà đang trên đường về. Nhìn chung là bạn bè với nhau thì chắc là cũng vừa tặng vừa kỷ niệm thôi. Chứ còn đôi bốt này mà 120.000 thì em cũng hơi khó tin. Các chị thích bốt giày dép đẹp, túi xách đẹp các chị sang bên đó. Thích quần áo đẹp thì các chị sang với bên em. Nó rất là nhiều. Nhớ các chị nhá. Bán hàng đi, đem xả bom một tí thôi. Comment cho em bom số 1 nhá, xả bom một tí cho các chị phấn khởi. Đó, chị này thì đơn của chị ý chuyển phát nhanh có 35k thôi này. Tất cả bao bì tem mác khi đến hàng với các chị, các chị phải kiểm tra hộ em xem nó còn nguyên tem mác hay không nhá, trừ khi mình bắt rồi. Đây ạ, comment cho em nhá. Bom số 1 kèm số điện thoại, tặng luôn các chị với giá của nó là 0 đồng. Tặng luôn với giá là 0 đồng này, hai quần của chị nhá. Và đơn hàng này là của chị đơn hàng này là của chị nào đây ạ? Hàng bất thường. Khách từ chối, sao lại hàng bất thường là như nào nhỉ? Đó, chia sẻ like cho em nhé, hàng bất thường. Đây là khách bảo hàng bất thường. Để em xem là chị đặt bất thường này của nó là bất thường như thế nào. Chị này là chị Tuyết Minh Lê ở Đồng Tháp. Đó, ở phố cả không lãnh à? Đồng Tháp, đơn hàng của chị vào tận Đồng Tháp có 40.000 chuyển phát nhanh, 3 hôm nhận được hàng các chị nhé. Chia sẻ like cho em với ạ, không biết là cái gì em cắt luôn này. Lưu ý là chia sẻ like cho em nhé. Comment cho em đã chia sẻ kèm bom số 1 kèm số điện thoại nào. Rồi em nhìn thấy các chị lên rất là đông. Chị kiếm cho em vài mã áo dài tay nhé. Tí em bán mã dài tay. Lên tất cả mã len. Mã len tí mang vào đây em trả hết 120.000. Áo len cánh rơi trong này này. Đây nhé các chị nhìn em nhé, em cắt cho các chị xem này. Trưa nay là em sẽ xả nhiều đấy, các chị cố gắng là chia sẻ like cho em mới nhìn thấy các chị được, không là không nhìn thấy đâu. Rồi ok, nhìn nhưng mà lưu ý nhá, chia sẻ cách nhau ra em với nhá. Đây ạ, đây của các em là con quần ong này, với giá của nó là 135.000, bán rất là rẻ. Hàng này thì hàng này đi một đi không trở lại, ít lắm, nhưng mà chị này là trở lại đầu tiên đây. Nó vào một con áo này, đây là con áo này, là con áo hiện tại bây giờ các chị mặc được rồi. Hôm đấy em bán cho các chị có giá là 150.000 thôi, chả bán đắt một tí nào các chị nhá. Nhìn em với ạ, đây của chị là chị thứ hai. Sang đến chị thứ ba này. Chị thứ ba này là đơn hàng của chị Phạm Thu đây. Chả biết là của chị Phạm Thu đây. Chị Hương Phạm Thu này có hai đơn quay về. Chả hiểu lý do vì sao. Hương Phạm Thu này là ở Hải Phòng, Hải An Hải Phòng. Comment cho em nhá. Chị này có mấy đơn đấy chị Bình nhá. Chị Phạm Thu này này, Hương Phạm Thu này có mấy đơn nên không phải một đơn đâu. Đây là một con áo công. Đây là con áo công này. Nhìn em nhá. Đây là áo công. Đó, tối hôm qua nhiều áo công chị Bình nhỏ, chút nhiều áo công không? Nhiều ghê à, có thiếu hàng đấy. Đây là áo công nhá, và một con quần mèo. Con quần mèo này hiện tại bây giờ các chị mới nhận được hàng, các chị sẽ mặc được luôn rồi. Mặc được ngay, thế mà lại không nhận hàng cho em, bỏ hàng này. Và đây của em là con áo công. Vừa tối hôm qua bán cho các chị 160.000 xong. Con công này nó đi theo với em, nó gần 1 tháng nay rồi. Và nó đến với tay các chị cũng gần 1 tháng nay rồi. Và con áo công này của nó thì em khẳng định nó rất đẹp. Nếu như chị nhận hàng, chị đang ghi con áo này là bất thường. Thì theo em thì theo các chị bây giờ đánh giá thì con áo này nó bất thường ở chỗ nào ạ? Nó bất thường bởi vì nó quá đẹp, hay nó bất thường bởi vì là cái nó bất thường bởi vì nó quá đắt, hay nó bất thường bởi vì cái ý thức của chị kém? Đó nha các chị nhá. Để ý của em với ạ. Em thì không bao giờ nói gọi tính chất gọi là mang tính chất gọi là xúc phạm các chị trên này cả, nhưng mà nói cái gì nó cũng có lý một tí, có tình có lý. Hàng của em nó như thế này mà chị bảo em là hàng bất thường, thế chẳng nhẽ bây giờ chị mua cái hàng lành em gửi cho chị cái hàng rách để nó bất thường à các chị? Đó, lưu ý của em nhé. Đây ạ, đây là con áo công. Tí nữa áo công này sẽ bán xả cho các chị với giá của nó là 160.000. Đây để em xem còn bao nhiêu con áo công ở cửa hàng dưới em lấy nốt nhé. Chị Bình đưa cho em cái điện thoại đen của em nào. Đây nhé, còn bao nhiêu con áo công để em lấy nốt này, tí nữa em sẽ bán cho các chị luôn. Chia sẻ like cho em với ạ. Đây nhé, nhìn em này, con áo công này rất là đẹp. Buổi trưa hôm nay chị nào thích áo công này em sẽ bán cho các chị với giá của nó là 160.000 nhá. Đây để em gọi con công này đã. Nếu không có xe hàng của em nó lại về mất. Chia sẻ like cho em nhé. Nhá, các chị chia sẻ like cho em nhé. Em thấy các chị lên rất là đông rồi. Comment cho em bé ạ. Em cắt nốt một bom nữa sẽ xả luôn một loạt nhé các chị nhé. Sẽ xả luôn một loạt. Đó, chia sẻ like cho em này. Đây là của chị Hồng Vũ này. Hồng Vũ này là ở Cầu Giấy Hà Nội. Đấy, ở phường Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội này. Không biết là ở chỗ nào đây mà lại bom hàng của em. 0972382108. Chị Bình nhắn tin nốt cho cái like này, cái này của em với. Và còn bao nhiêu con size L, con XL là em lấy nốt. Còn đâu thì bổ sung size M nhá. Vứt luôn sang nhà hôm trước cho chị em để cho xe lấy hàng nhá.
bảo nó thế. Đó, các chị nhìn em nhá, rất là xinh. Mình là áo công mãi chả được mà lại có người không nhận. Thu Hồng ơi, Thu Hồng ơi, tí nữa em bán áo công đấy. Tí em bán áo công, xả áo giữ nhiệt 150. Áo giữ nhiệt 150 tí nữa sẽ bán luôn bây giờ. Đấy, đây này, con đầu rồng đây này, con đầu rồng dài tay này bán cho các chị có 130.000 nhá. Đây này, con này của nó bán cho các chị có 170.000. Hết sạch hàng chẳng có. Đây tặng luôn các chị nhá. Chia sẻ like cho em đấy ạ. Cố gắng là chia sẻ like nhanh tay lên cho em nhá. Nhìn thấy lượt chia sẻ của các chị rất là thấp luôn. 100 mới có 140 lượt chia sẻ sao mà thấp thế. Mua nhiều quá mà không được. Comment luôn cho em bom số 1 kèm số điện thoại này. Bom số 1 kèm số điện thoại của em nhá. Con bom số 1 này nhìn thấy chị Ngọc Hà. Của chị Ngọc Hà, đuôi số của chị là 795, chị Ngọc Hà con số 1. Con số 2 của em là bom số 2 kèm số điện thoại. Đây là con tay công. Bom số 2 kèm số điện thoại em nhé. Lưu ý là chia sẻ like một lần vào trang cá nhân của mình, 2-3 lần của nhóm lớn của em ạ. Đây là con bom số 2. Bom số 2 của em tay công kèm số điện thoại. Tí con tay công này em sẽ bán luôn cho các chị bây giờ. Tay công kèm số điện thoại cho em, bom số 2 kèm số điện thoại nhá. Rồi nhanh tay lên, bom số 1 qua rồi các chị ơi. Bom số 2 nó chả đáng bao nhiêu tiền đâu các chị ạ. Nó rất là rẻ thôi. Thế mà các chị bom hàng của em các chị không nhận rất là tiếc luôn. Rồi chị Hà Ngân ơi, em sẽ kiểm tra đơn cho chị nhá. Ưng lắm. Hàng bên em chị ưng lắm, cả cô bé bán hàng xinh nữa. Vâng, cảm ơn chị nhá, chị Hà Trần nhá. Bán hàng thì phải nhẹ nhàng với các chị chứ, cứ lên đây chơi ché làm sao mà bán được hàng đúng không? Bản thân em cũng là con người nhẹ nhàng mà. Đấy, chị nào lấy chốt cho em này, bom số 2. Bom số 2 kèm số điện thoại nhá. Bom số 2 này em nhìn thấy của chị Ngọc Anh. Của chị Ngọc Anh đuôi số của chị là 863. 863 của chị Ngọc Anh là con số 2 này. Sang con số 3 của em nhá. Số 3 là con áo này. Số 3 là con áo này. Comment cho em bom 3 kèm số điện thoại. Bom 3 kèm số điện thoại. Đây là áo body, chất của nó co giãn 4 chiều mặc thoải mái luôn. Bom 3 kèm số điện thoại em nhé. Em nhìn thấy của chị Thúy Nhi. Của chị Thúy Nhi nhá, của chị Thúy Nhi đuôi số của chị là 634. 634 của chị Thúy Nhi này. 6 à không phải 634, chị Thúy N Nhi. Đuôi số của chị 0963. 0963 444 132. Rồi của chị Thúy Nhi nhá. Đó, sang con này. Con này của em nó là cái con quần giả, quần mèo. Quần mèo này hôm nay còn khoảng 200, tí nữa sẽ bán nốt luôn. Từ giờ đến tối con mèo này còn 200, tí bán nốt luôn cho các chị nhá. Quần mèo này xả cho các chị là 0 đồng và miễn phí ship. 0 đồng và miễn phí ship cho các chị con quần mèo này, mặc rất là thích luôn. Chưa nào em cũng bán. Bom số 4 của em ấy nhá. Bom số 4 này em nhìn thấy cho chị của... Bom số 4 này không phải rồi, không phải chị nhá. Bom số 4 đi, đừng bom số 3 nữa. Em chưa nhìn thấy chị nào lên bom số 4 cả. Bom số 4 của em ấy ạ. Bom số 4 này là của chị Gia Bảo nhá. Gia Bảo đuôi số của chị là 657. 657 của chị Gia Bảo này, bom số 4 này. Con bom số 5. Ôi tiếc lắm. Số 5 là con áo đầu rồng. Chị nào lấy con số 5 thì chốt cho em này. Số 5 kèm số điện thoại. Con áo này thì từ 50 đến 70kg các chị mặc vừa. Số 5 kèm số điện thoại của em ạ. Lưu ý là chia sẻ like cho em nhá. Số 5 kèm số điện thoại này. Số 5 kèm số điện thoại rất là đẹp luôn. Ok, em đã nhìn thấy của chị Vũ Nụ. Chị Vũ Nụ, con bom này là con bom số 5 nhá. 0984 này, 692191 của chị Vũ Nụ nhá. Đây là con bom số 5. Bom số 5 của chị Vũ Nụ. Các chị lưu ý là có bom mà không có hàng thì là phải lưu ý gọi điện cho bên em, không là lại nhầm hàng của các chị nhá. Đó, đây của em là gửi nhầm bom rất là nhiều. Những cái bom bên em gửi nhầm nhiều lắm. Các chị cứ bảo là vừa nãy có chị này gọi điện đến, ô chị tên là thế này, nhận bom xong tí lại có chị, ô chị ơi em tên là thế này em nhận bom nhưng mà đọc đuôi số điện thoại ra thì có đúng đâu. Nhưng lúc mà kiểm tra ra thì đã gửi đi từ lâu rồi. Đó, đây ạ. Đây của em là con bom số 6. Số 6 kèm số điện thoại em nhá. Số 6 con quần legging này đẹp lắm. Hàng ong này bên em còn đang cháy hàng các chị này. Từ quy từ mác của nó dập rất là cẩn thận luôn. Các chị nhìn em nhá. Thế mà các chị bom hàng các chị trả lấy hàng. Túi của nó rất là sâu. Đó, hàng legging này bên em nó tủ rồi. Chị nào lấy cho nhanh cho em nhá. Đây là con bom số 6 kèm số điện thoại này. Bom số 6 này em nhìn thấy của chị Khoa An. Của chị Khoa An nhá. Đuôi số của chị là 786 của chị Khoa An này. Đó, đấy là con bom số 6. Bây giờ em sẽ tập trung vào bán hàng nhá. Em vẫn còn bom đấy. Bây giờ em sẽ bán hàng, sau đó là xả áo phao cho các chị với giá là 150. Có thể là các chị mặc vừa, các chị mặc, còn không thì các chị mua cho con, cho cháu, nó rất là đẹp. Con nào đó em thực sự với các chị là em rất là tiếc. Bây giờ em sang bán con mã số 1. Mã số 1 này em còn khoảng 70 con. Em bán toàn bộ cho các chị với giá của nó là 195.000. 195.000 con áo số 1 này, tất cả đây của nó là lụa pha gen các chị nhá. Lụa pha gen và cái hàng này của nó được thêu công nghệ và tất cả cái đá này của nó được đính. Cái hàng này em đã bán rồi. Chị nào đã nhận được hàng này rồi thì chất của nó không bao giờ chê. Và cái hàng này em đi con nào em sẽ hết con đó và không bao giờ thấy quay trở lại, bởi vì bên em cho các chị kiểm tra hàng trên thanh toán. Chị nào đấy thì chốt luôn cho em này. Đây là mã số 1 là áo. Quần của em nó là quần đùi nhung với giá là 250 và quần tất em bán với giá của nó là 120.000. Đây của nó là quần 3D các chị nhá. Chị nào lấy thì chốt cho em này. Mã số 1 kèm số điện thoại của em đấy ạ. Đó, mã số 1 kèm số điện thoại em các chị nhá. Màn hình tự nhiên tối om.
Mã số 1 của em với này. À, quần đó bao nhiêu? Quần đang bán với giá là 250. Áo công còn không? Chị ơi, áo công em hết sạch. Áo công ra thì em còn, tí nữa em sẽ bán cho các chị bây giờ. Có thể chị ơi, sửa số điện thoại chưa ạ? Bây giờ chị có đơn đi, bên em sẽ kiểm tra cho chị nhá. Nếu như tí nữa em sẽ cho người kiểm tra số điện thoại của chị xem là đúng hay chưa. Bởi vì từ tối hôm qua đến giờ bên em cũng rất là bận, bán hàng thì khuya. Chị nào lấy chốt cho em mã số 1, ok, chị Nhung Lê có nhá. Cho em mã số 1 kèm số điện thoại, lưu ý là chia sẻ like cho em. Chị Dung Hải có này, chị Nhung Lê có này. Mã số 1 của em nhé, có tần này trên tay thôi. Bom em đã kết thúc bom rồi. Đó, chị bật cho em cái quạt sửa nhé. Kéo cái dây điện vào đây. Đó. Quần mèo, ok. Quần mèo, quần mèo mã số 1. Đây của nó là mã số 1 chị nhá. Hình như hàng ít không được bom hay sao ý chị ơi. Không phải là hàng ít hay hàng nhiều. Có đa 90% các chị là không có hàng mua về hàng em bao giờ các chị lại được bom. Ok, Võ Yến có nhá. Quần của em là quần nhung chị nhá. Chị nào lấy đi cho nhanh cho em mã số 1. Đó, tay của nó tay nhung. 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. 195.000 nó quá là rẻ con áo này. Nếu như bình thường hôm trước các chị mua là 209.000, thậm chí là 240 mấy nghìn cơ. Ok, của chị Ngọc hai cả hai con nữa nhá, có đủ size cho các chị. Đây ạ, nhìn em này, đây là bao bì tem mác của nó là hàng Quảng Châu loại 1. Có bộ thể thao cao cấp không chị ơi? Bộ thể thao cao cấp em có bộ nhung em hết mất rồi. Quần 3D ok của chị Nguyễn Danh Lân có nhá. Xin chào chị Nguyễn Oanh nhá. Chị nào lấy mã số 1 thì chốt cho em mã số 1 kèm với điện thoại cho chị mặc tay lỡ. Cho chị mã canh mặc tay lỡ, tí đi em sẽ bán mã đó sau. Mình nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Yến nhá. À, cho xem áo len vàng, chị ơi áo len vàng hết rồi, em không còn đâu. Áo len vàng đấy của nó là mã xả 4 tối hôm qua hay sao ấy. Bắt đầu. Chị mà lấy áo len vàng có chứ. À, quần bò nhung tâm còn không em? Quần bò nhung tâm. Quần bò nhung tâm à? Quần nhung tâm còn không á? Em chỉ còn quần ngố thôi mà. Ôi dồi ôi, Thu Ngọc ơi. Cái áo này mình mặc kết hợp. Ok, của C lên tím cho em số điện thoại nhá. Các chị lưu ý là phải cho em số điện thoại em mới chốt được hàng, các chị nó không chốt được đâu. Em ở In Thế Bắc Giang và em ship hàng toàn quốc cho các chị. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em mã số 1 này của chị C lên tím có một con nhá, để lại cho em số điện thoại các chị nhá. Lấy cái gì các chị phải để lại cho em số điện thoại. 195.000, 195.000 cho các chị nhá. Rẻ mà đẹp con áo này. Chị nào lấy cắn cẩn thận, cầm cái ổ ghê quá. Chị nào lấy chốt luôn nhá. Mã số 1. Quần đùi ý, chị Nguyễn Thị Ngọc ơi, quần đùi đang bán là 250. 250 đấy là quần đùi nhung mà chị. Chị nào lấy áo chốt cho em nhé. Chị nào khoảng mã số 1 cái này. Em ở Yên Thế Bắc Giang và em ship hàng toàn quốc. Chị lên mùa này em nhìn quen quen em mà. Quần lên sinh chờ em một tí nhá. Hôm trước mình là quần giả bò xong thấy bạn chị Hàn Hằng để lại cho em số điện thoại nhá. Quần bò ông le chưa đây ạ? Ưng ý hết. Đó, hết tiền rồi. Thế thì em biết làm thế nào. Chị Sally tím để lại số điện thoại nhá. Sally tím để lại số điện thoại cho em, Thúy Nhi để lại cho em số điện thoại nhá. Đó, chị nào lấy chốt luôn cho em này, mã số 1 kèm số điện thoại em. Lưu ý là chia sẻ like cho em một lần với trang cá nhân mình, 3 lần cộng nhóm lớn. Ok, của chị Việt Trần có nhá, của chị Thúy Nhi có này. Mã số 1 của em ấy ạ, mai lấy đồ đẹp nha. Ok nhá, Sally tím có nhá. Nhung tâm, cái quần nhung tâm em đang mặc mà nó là quần đùi nhung tâm thôi chứ làm gì có quần nào nữa đâu. Chị nào lấy chốt luôn cho em mã số 1 kèm số điện thoại. Muốn mua mà không được mấy lần rồi chị Hán Hằng ơi, vậy à chị gọi điện cho chị Bình đi vào số 280 ấy, chị Thanh Nguyễn một con nữa ạ. Con áo này em có rất là ít, chị Lê Hải một con mã số 1 này. Xin chào chị Hà Khoa nhá. Chị nào lấy chốt thì chốt cho em mã số 1 nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại của em này. Mã số 1 của chị Thanh Nguyễn có nhá. Mã số 1 đi, mã số 1 này của nó đẹp cực kỳ luôn, mình nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Ngọc nhá. Hôm nào cũng hóng về à chị Thuyền Trần. Hát chị nhìn em dáng áo nhá. Tất cả đây là dáng áo của nó này. Đó, đẹp long lanh. Riêng con áo này thì phần trước của nó là lụa và phần tay này của nó đều là kết hợp thêu. Chị nào lấy đi chốt cho em với ạ, chị Hương Bông. Mã số 1 của chị nhá. Mã số 1, cái gì chị Hương Bông nhỉ? Mã số 1 của chị Hương Bông một con nữa này, của chị Thanh Nguyễn một con nữa ạ. Các chị comment cái gì mà năm chị lấy 5 cái hay là 1 cái? Comment cho em mã số 1 nhá. Mã số 1 của em, con áo công này sẽ bán cho các chị với giá là 160.000. Chị nào lấy áo công thì chốt cho em áo công. Của chị Nghiêm có này, của chị Long Biên có nhé, của chị Thanh Bình Châu có nhé, của chị Thanh Nguyễn có này, chị Hường Đông có này. Chứng tỏ các chị đang biển comment rất là nhiều. Xin chào chị Đỗ Yến nhé. Các chị mới vàng chia sẻ like cho em với nhá. Chị Hương Nguyễn một con mã số 1 nữa ạ. Bao nhiêu một áo? 195.000. Chị Nguyễn Loan Loan nhé, 195.000 quá là rẻ luôn. Chị Hoàng Hương ơi, 195.000. 195.000 cho các chị con áo này. Hàng của chị một tuần rồi, chị Thu Trần tí em kiểm tra luôn, để lại cho em số điện thoại nhé. Em ở In Thế Bắc Giang và em ship hàng toàn quốc các chị nhé. Tất cả hàng bên em đi các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán. Áo chị bạc bao nhiêu vậy? Đang bán với giá của nó là 195.000. Chị Nhung Lê có rồi nhá, của chị Hương Nguyễn một con nữa này. Chị nào lấy chốt cho em mã số 1. Xin chào chị cái gì nhỉ? Hermi Thị à? Thị Hermi hay là cái gì đây? Tên nó không rõ ràng, em chả đọc chuẩn là tên các chị đâu. Đó, chia sẻ like cho em nhé. Đây của nó là con mã số 1. Chị nào lấy chốt nhanh cho em mã số 1 kèm số điện thoại. Mã số 1 của em nhé. Bao nhiêu đang bán với giá của nó là 195.000. 195.000 các chị nhá. 195.000. Con này không chút bán 179.000 đúng không? Đúng không? 179.
chị nào lấy chút luôn cho em mã số 1 này. À, hàng nhận rồi đẹp đúng, cảm ơn chị nhá. 41kg chị mặc cho em với size S. Cái hàng này em có size S, size M và size L. Từ 40kg cho đến các chị 65kg mà các chị mặc vừa rồi. Áo này hôm trước mua rồi đẹp lắm. À, nhưng đắt hơn hôm nay chị Nguyễn Hồng ơi. Đúng rồi, hôm nay em đang xài hàng mà của chị Lương Biên một con nữa ạ. Áo công chờ em một tí nhá, lên áo phao chờ em một tí. Quần em đang mặc bao nhiêu? Quần em đang mặc này, quần ngoài thì nó là 250, còn quần trong là 120.000 chị nhá. Đó là quần 3D. Rồi chị Thu Trần một con nữa ạ. Áo ni đẹp lắm, các chị mua đi. Con áo này thì nói thật với các chị này, chẳng có hàng. Nếu như em có là khoảng 100 con thì em chỉ chốt 50 con thôi. Ngày mai kiểu gì cũng cháy hàng. Chị Nguyễn Thị Ngọc có mã số 1 đấy nhá. Chị Liên Mai cho em số điện thoại. Đó, chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại. Hàng của nó toàn là hàng Quảng Châu cao cấp chứ không phải là hàng linh tinh. Hàng này về cứ lẻ tẻ rất là buồn. Những hôm thiếu hàng thì nó lại trả về đủ, mà những hôm nó về nhiều thì nó lại không có hàng để trả. Đấy, nó rất là khó. Bên em bán hàng khó lắm các chị, toàn bộ hàng Quảng Châu chứ nó không phải hàng như của mình. Ok, chị Ngọc Lan một con này. Hàng Quảng Châu thì bao giờ cũng phải chờ, thiếu cũng phải chờ nó về. Còn hàng của mình thì gọi cái là nó sẽ có ngay. Nhưng mà hàng mình thì nó lại không được đẹp, mà hàng Quảng Châu nó lại như thế cơ. Rất là khó. Ok, của chị Cầm Liên nhá. Sang mã số 2 các chị này. Mã số 2 này, con áo này bán tất cả cho các chị với giá của nó là 165.000. Chị Khanh La có nhá. Khanh La có này, 165.000 là em xả nốt cho các chị nhá. 165.000 chị Thu Ngọc có này. Đó, đây ạ. À, áo ni đẹp các chị mua đi. Chị Vi Long Thủy ơi, em cũng sắp hết rồi mà. Chắc là còn được khoảng 5-6 con nữa thôi này. Không có đâu, nó hết sạch. Áo bao nhiêu đang bán với giá là 195.000 chị nhá. 195 áp dụng chia sẻ live stream ở chế độ công khai. Đây của em nó là con quần nhung. Quần nhung này bán là 250. Và quần 3D ở bên trong em bán với giá của nó là 120.000. Đây là quần 3D. Tí nữa em sẽ giới thiệu các chị chi tiết sau. Áo đang mặc giá là 195.000 chị nhá. Áp dụng chia sẻ live stream ở chế độ công khai thì các chị mới có thể có đơn hàng của em được. Rồi chị Hương Nguyễn có ạ. Đây là của em là áo mã số 1. Chị nào lấy mã số 1 chốt cho em mã số 1 nhá. Sang con mã số 2. Mã số 2 này bán tất cho các chị là 165.000. Ai ngồi đây? Hả? À? À? 165.000 cho các chị con mã số 2 này. Mã số 2 165 nha các chị nhá. Đấy, con mã số 2 165.000 cho các chị này, xả nốt nhá. Đang xả hàng đấy, chị Hoài Duyên ơi, làm gì còn bom ở đâu nữa. Quần legging chờ em một tí nhá, hôm nay có nhiều lắm, cái gì cũng có. Quần legging mã 2 hôm qua còn nhá chị nhá. Áo công bao nhiêu ký mặc vừa, con áo công đấy thì 60kg xuống các chị mặc vừa. Chị nào lấy mã số 2 chốt luôn cho em ạ. Đây của nó là hàng Quảng Châu loại 1. Con này thì em có size M và size L. Tất cả 65kg xuống các chị mặc vừa. Em còn tầng này con nhá. Hôm trước các chị mua với giá của nó là 179.000 cơ. Em có màu trắng này. Hàng này thì em còn màu trắng, em xem màu trắng lên. Còn màu trắng và màu đen nhá. Tất cả đây là hàng Quảng Châu loại 1. Các chị nhìn em ạ, đá của nó rất là đẹp. Áo em đang mặc bán với giá của nó là 165. Tất cả phần tay này của nó được phần tay là tay nơ bông và kết hợp cái dưới này của nó là đá chạy dọc nhá. À, xem áo phao chờ em một tí, các chị cứ bình tĩnh, cái gì em cũng bán áo phao tí nữa em chờ lượng khách của các chị gom đủ em sẽ bán cho các chị với giá của nó là không có màu đỏ, chỉ có màu trắng thôi. Mã số 2 của chị Ngọc một con nữa này, của chị Vàng Bò một con, 165.000. Hôm trước các chị mua với giá là 179.000. Chị nào lấy trắng thì chốt cho em trắng nhá. Áo vừa nãy đó là mã số 1 chị Nguyên Lê nhá, xem lại like của em với ạ. Mà nãy các chị nhìn thấy thì các chị không chốt luôn cho em, bây giờ làm sao em mặc lại được. Đó, lượng khách thì đâu. À, mã số 2 của chị Khanh La cho em rồi điện thoại nhá. Áo len dài canh mặc hết rồi chị ạ. Ok, mã 1 của chị Nguyễn Minh Nguyệt có nhá. Áo canh dài bên này đúng không? Áo con này bên này thì chị nào lấy thì comment cho em là màu vàng thôi. Chứ bây giờ mình lấy chốt đơn các chị len ong vàng. Chứ bây giờ em có hết hàng rồi, bên em còn đang trả hàng bên ngoài sự còn thiếu. Chị Lê Hải có nhá. 165. Mã 2 một cái màu đen ok của chị nhá. Của chị Thảo Cu một con màu trắng nữa này. Màu trắng còn rất là ít. Màu trắng chị còn tuần này con thôi. Em đang xả cho các chị nhá, xả số 2, quần mèo cho người 70kg không vừa rồi thẳng khu có nhá. Của chị mã số 2 cho chị một cái, của chị Hường Bông cho em số điện thoại nhá. Chị Khánh Lam một con nữa này, Khánh Lam một con này, của chị Hường Đông một con nữa này. Mã số 2 kèm số điện thoại em nhá. Lưu ý là chia sẻ like cho em, 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. 65kg đổ xuống là các chị có thể mặc vừa. Bây giờ mới nhìn thấy comment của Hoài Duyên là mã số bom số 4 thì làm sao mà nhận được bom. Đúng không? Tương tác rất là kém. Của chị Nguyễn Lan mã số 1 có ạ. Chị nào lấy mã số 2 cho luôn nhá. Mã số 2 này, tất cả mã này của nó là hàng Quảng Châu loại 1. Mã số 2 của chị Nguyễn Thị Lưu có nhá. Hoài Duyên có chốt mã số 2 thì chốt thôi. Chứ còn hôm trước bán con áo này là 179.000, hôm nay bán 165.000 là quá rẻ rồi. Chị Thúy có nhá, của chị Phương Thanh có ạ. Mã số 2 của em, hàng Quảng Châu loại 1.
Sim này đẹp lắm. Đúng rồi chị Nguyễn Thu Hằng ơi, bên em cho các chị kiểm tra hàng chứ thanh toán, không đẹp thì các chị không phải mất một cái gì cả. Mình được sờ tận tay, dây tận mặt, các chị có thể là sờ trực tiếp vào con áo này khi em gửi cho các chị nhá. Bưu tá ở đó kiểm tra trực tiếp, đẹp các chị lấy không thì thôi. Ok, của chị Kim Võ Chi một con nữa này. Chị nào lấy chút luôn cho em mã số 2. Áo phao đi, áo phao có chị Gia Huy nhá, của chị Hà Thanh có mã số 2 này. Mã số 2 em đứng lên cho các chị nhìn thấy nhá. Nó rất là đẹp mà cũng chẳng có nhiều. Đây ạ, hàng này của em thực ra là nó về nhỡ. Cái hôm để trả hàng cho khách thì lại không có hàng về để trả. Nhưng mà cái hôm nay thì nó lại về hàng. Đó, em bán nốt cho các chị với giá của nó là 165.000. Quá là rẻ cho các chị luôn. Rất là đẹp. Con áo này tất cả của nó, đuôi công và phần thân này của nó trên đều là đá các chị nhá. Rất là may mắn khi mà con áo này mình làm năm nay của nó mốt là công. Của chị Bích Hằng có này, của chị Nguyễn Ánh có nhé, của chị Lily Hoa có nhé. Áo mẫu đẹp, đúng rồi, áo này đẹp mà. Len ong vàng của chị Đặng Thị Hiền có, chị Hà Thanh có này. Chị nào lấy tốt cho em ấy ạ, len vàng của chị Thu Hương nhé. Giá bao nhiêu, đang bán là 165.000 đối với con áo này. Mã 2 màu đen của chị Thanh La có ạ. Quần mèo lót lông không có, như chị em là nắng tí em sẽ bán luôn. Của chị mà mã số 2 màu trắng ok của chị một con nhé. Chị nào lấy màu nào thì chốt cho em nhé. Ok, của chị Cường Bùi có nữa này. Chị nào lấy thì chốt cho em mã số 2. Số 2 kèm số điện thoại chị Bin Xuyên, mã số 2 màu trắng nhá. Số 2 màu trắng kèm số điện thoại em nhá. Màu trắng dơ ngay đằng sau cho các chị xem rồi. Thì Ngọc Lan của chị là màu đen 58kg có mặc vừa. 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. Chị Tuyết Đào có này, mã số 2 của em nhá. Cái nhiêu 165.000 các chị nhá. Lưu ý là phải chia sẻ like cho em các chị mình có đơn hàng. Chị lấy áo phao về bán đi. Ôi chị ơi, áo phao bạc, áo phao dài nó thật với các chị này. Cái lông của nó xô lắm, khó bán. Nói thật với các chị như thế. Cái gì đẹp em phải nghiên cứu em mới bán cho các chị được, chứ không phải là cứ thấy các chị hỏi cái gì là mang lên để bán bừa. Nó rất là khó, em phải nghiên cứu nó đẹp em mới bán. Kể cả sau người ta bán được khoảng vài ngày hay là một tuần, nhưng mà nó phải đẹp, nó về hàng thì em mới bán, chứ không bán linh tinh được. Ok, của chị Thanh Tâm Máu Công nhá, của chị Tám Cô có này. Màu trắng chờ em tí chị Thảo Cô nhá. Tám Cô một con nữa này. Ok, của chị Đỗ Hoàng một con nữa nhá, của chị đợt Lê à, của chị Lê là của chị Thế Lệ La Thế đúng không ạ? La Thế của chị Ngô Thị Đỗ một con mã số 2 nhá. Không có màu đỏ đâu chị ơi, chỉ có màu đen thôi, của chị Ngọc Thảo một con nữa này. Cũng sắp hết rồi, chẳng có hàng. Đây ạ, chị lẻ tẻ lẻ tẻ thôi, nhưng mà chốt các chị cứ gì một tí là hết. Con này của nó là áo Quảng Châu đấy. 1m70 65kg có mặc vừa chị Thanh Thanh Hằng nhá. Chị mặc cho em cái size lớn nhất của nó thì chị sẽ mặc vừa. Chị Ngọc Thảo có ạ. Trường 3 quần mèo size 50 cân đổ xuống để chị giá xỉ thì tốt. Tuyết Dương ơi, chị mua có 3 cái quần mèo size từ 50kg đổ xuống. Bên em người ta mua mặc, người ta đã mua 5 cái rồi. Làm sao mà em tính giá xỉ như thế được đúng không? Chị nào lấy thì tốt luôn cho em có thể bớt cho chị một tí chứ không thể là bớt nhiều được. Mà hiện tại quần mèo bây giờ em bán 120.000 không bớt được tí nào luôn. Rồi ok, chị Mai Nghiêm cho em từ điện thoại nhá. Áo vest em hết sạch rồi, các chị còn khoảng vài cái ở cửa hàng bổ sung thì em lấy thôi. Mặc thử màu trắng nào, ok mặc thử màu trắng luôn nhá. Chị nào lấy trắng thì chốt cho em trắng nhá. Đây là hàng Tang Mác Quảng Châu này các chị nhìn em nhá. Tất cả đây của nó là hàng Quảng Châu. Riêng màu trắng của nó mặc lên thì rất là nhẹ nhàng, rất là xinh. Đó, màu trắng này của nó mặc xinh lắm. Chị nào lấy trắng thì chốt cho em nhé. Đây là màu trắng ạ. Mã số 2 màu trắng của em nhé. Đây là màu trắng các chị nhé. Đó, con áo này thực ra là mình khoác với cái gì cũng đẹp, mình mặc với cái gì nó cũng đẹp. Em đang mặc cái size của nó là size to. Em chỉ mặc size M thôi, nhưng mà bây giờ nó đang mặc size to, nó ở ngoài thì em mặc luôn, chứ không tránh rỡ ra tí lại phải gặp vàng cho các chị. Ok, của chị là Thế có nhá, của chị Mai Nghiêm có số điện thoại này. Em đang bán với giá của nó là 165.000 các chị ạ. Ok, của chị Nguyễn Ánh một đen một trắng nữa này. Một đen một trắng của chị Nguyễn Ánh nhá. Chị nào lấy màu nào thì chốt luôn cho em màu đó. Riêng cái hàng xả này chốt đúng số lượng, không có hàng, nó ít hàng lắm. Khách quen nhà, à khách quen á. Chị Tuyết Dương ơi, nếu mà khách quen thì cũng chỉ bớt cho các chị một tí thôi, làm sao em bớt được nhiều. Mình có chưa, của chị là có rồi ạ. Quần mèo 55kg có mặc vừa nhá. Rồi ok, của chị gái nhà quê à. Gái nhà quê một cái màu đen nữa này. Còn 6 con màu đen cho các chị nhá. Còn 6 con màu đen. Còn 6 con màu đen này. Và 6 con màu trắng. Áo lông mũ đi chờ em một tí nhá, gái nhà quê một con nữa ạ. Cái áo vàng đang mặc ở hình là đằng sau có bán không? Em có bán, comment cho em. Đấy là áo vàng ong. Áo vàng ong kèm số điện thoại, bán cho chị đen giống như em. Chị Giao Huy cho em số điện thoại nhá. Giao Huy cho em số điện thoại, em chốt được đơn hàng chứ. Thế chốt 3 cái quần mèo nhé. Chị Tuyết Dương cho em quần mèo 3 cái kèm số điện thoại nhá. Của chị Nga Võ này. Nga Võ một cái áo trắng nữa ạ. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Nó rất là đẹp, nhìn chung là mặc nó sang lắm. Chị nào lấy chốt luôn cho em. Mã số 1, à mã số 2, đây là mã số 2. Chị Loan Loan một con nữa ạ, chị Nga Võ một con màu trắng này. Loan Loan một con nữa này, còn 4 con màu trắng. 5 con, cả con em mặc, chị nào lấy thì chốt luôn. Lấy chỉ nhật trực tiếp trên line, bên ngoài em không có hàng nhé các chị nhá. Bên ngoài không có hàng đâu, có quần bò kim tuyến cặp cao không xốp. Quần bò cặp cao kim tuyến à, hàng đó em hết rồi, không còn rồi. Chào con nhá, chào Huy nhá. Chào Huy nhá.
Hương chào. Xin chào. Bye bye. Cười. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Chị ok của chị Đặng Thị Hiền có này, 165.000 nhá. Màu đen của chị Mi Nguyễn có ạ. À. Quần mèo của chị Nguyễn Thị Lưu có nhá. Tay bó có chặt không? Tay các chị mặc thoải mái. Đây ạ. À. Tay của nó co giãn thoải mái cho các chị nhá, không bao giờ sợ bị chật. Nó đã là 65kg đổ xuống, tất cả các chị 65kg đổ xuống các chị đều mặc vừa. Đấy, chị nào lấy quần mèo thì comment cho em quần mèo. Quần mèo thông báo với các chị này, em chỉ còn 200 nữa là hết hàng, không có hàng. Và hàng bây giờ trên đường nó cũng đang về. Ok, chị Ưu Loan có nhá. Bao nhiêu ca vậy sốt, em đang bán quần áo này với giá của nó là 165.000. Bây giờ bán cho chị sang một cái mã nữa này, nó rất là đẹp. À, bây giờ muốn em bán cái gì luôn nhỉ? Tối hôm qua còn không chị ơi, không biết là còn không, 60k còn không, 60kg chị Sushi có vừa nhá, Gia Huy có này, một áo da đen có, lấy một áo đen, lấy một áo da đen, Út Mai phải để lại cho em số điện thoại. Ok chị em là nắm hai quần mèo nữa này, chị nào lấy cho nhanh cho em nhá. À con áo này còn màu đỏ đây đấy, bỏ luôn ra đi, vẫn còn hàng em vẫn còn đây này, con này màu đỏ em còn hai con. Còn hai con màu đỏ áo này chị nhá, chị nào lấy màu đỏ chốt thêm màu đỏ nhá. Xin chào Thủy Tịnh nhá. À, áo vàng ong ok chị Trần Phương. Đây này, em còn hai con màu đỏ đây này, chị nào lấy thì chốt hết màu đỏ. Màu đỏ này của nó đang cháy hàng. Áo phao áo lông vũ đi. Áo lông vũ thì không có, chưa hôm nay em chỉ có áo phao thôi. Áo phao ở bên trong của nó là trần bông đấy ạ. Em sẽ xả cho chị là 150. Em xả luôn bây giờ. Áo đỏ này em còn hai con nhá. Vẫn là mã này nhưng mà màu đỏ còn hai con. Chị nào lấy thì chốt cho em đỏ kèm số điện thoại. Gửi ok chị Phan Oanh nhá, nếu chuyển khoản rồi thì nhân viên bên em sẽ cho đơn đi ngay. Chuyển nhanh thì các chị chỉ 2 ngày nhận được hàng thôi. Ok của chị Thảo Trần màu đỏ này có hai con màu đỏ thôi, không có nhiều. Có nhiều em mặc lên đây ngay. Có nhiều em mặc lên đây ngay. Màu đen em còn có 7-8 con. Chị nào lấy đen thì chốt nốt cho em nhá. Đen còn có 7-8 con này. Đây là còn chưa hàng. Bán cho các chị sang áo nhá. Đây ạ, à, con áo này em bán tất cho các chị với giá của nó là 150.000. Em xem màu chị nhá. 150.000 tất cho các chị nhá. Từ 55kg đủ xuống các chị mặc vừa thôi. Vẫn còn mới tinh nguyên đai nguyên kiện đây này. Em bị bom đấy. Con áo này các chị chả lấy ở đâu được 155 đâu. 150.000. Quá đẹp quá rẻ luôn. Chất của nó không cần phải chê một câu nào. 150.000 cho các chị nhá. Từ 55kg đủ xuống các chị mặc vừa. Con áo này tháo đầu mũ, chị đọc cho em đúng cái mã này nhá. Chất vải của nó thì mềm cực kỳ luôn. Đó, size này thì dành cho các chị 55kg đổ xuống các chị mặc vừa. 150.000 đây là em chi ân cho khách hàng của em thôi, chứ không phải là bán đắt cho các chị nữa. Bình thường các chị mua ngoài không bao giờ có giá này các chị nhá. 150 này. Đó, các chị thấy đẹp không? Có 150.000, chị nào lấy chốt nhanh cho em. Thực ra là bây giờ em mặc vào người rồi em mới thấy nó tiếc, nó rất là đẹp. Chị nào lấy chốt cho em mã số 3 kèm số điện thoại. Màn hình nhà em hơi tối vậy ạ, chị tí em sẽ kiểm tra sau nhá. Chị nào lấy chốt cho em này. Bo dưới chung của nó rất là đẹp, 55kg đổ xuống các chị mặc vừa nhá. Chị chọn cho em cái mã này xem nào. Ngoài chị còn ba nào? Cắt hết thì chị không là còn đấy. Đó, nhìn với em nhá. Đây là 155, các chị có thể tháo ra mũ. À 150.000. À, ship tỉnh thì chắc là mất độ khoảng 28.000 đổ xuống thôi chị nhá. Phao này của nó mềm và đẹp. Tất cả ống tay của nó nhìn với em. Chị nào mà là khách quen của em nên lấy con áo này về mặc, bởi vì nó quá đẹp luôn. Bán có 150.000 cho các chị. Em xả là cháy hàng, hết hàng nhá. Đây là giá áp dụng chia sẻ livestream. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. Trước mắt là em bán màu này, chị nào lấy màu này thì chốt cho em màu khác. Bây giờ em không đảo màu liên tục được. Ok ok. À, chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Tất cả khách quen nên lấy cái này. Các chị nhìn em nhá. Vải của nó rất là mềm, rất là đẹp. 150.000 cho các chị này. Đang xả hết hàng cho nó đỡ chật nhà. 64kg không mặc được rồi. Không có, chị nào lấy màu này thì chốt cho em màu này nhá. Đây của nó là màu tím than đẹp. Ok của chị Ngọc hai con nữa này. Chị nào lấy chốt em. Cắt cái bao kia ra đi. Cái bao ngoài cửa ấy. Cắt hết ra đi để em xả hết đi. Xem nó còn không, một tí nữa này. Còn không, cái này em chốt đúng số lượng thôi. Ok ok. 60kg không vừa. Đó, chị nào lấy chốt luôn nhá. Đẹp lắm. Từ cái bên trong lót của nó này. Bên trong lót này cái này thì là em có màu này trước. Mã này của nó thì em chỉ có màu này thôi, không có màu khác. Tí nữa sang cái hàng màu khác thì em sẽ giới thiệu sau cho các chị. Bởi vì là bán đến mã nào em chốt luôn mã đó. Số 3 55kg có mặc vừa. Cho em số 3 kèm số điện thoại nhá. Số 3 của chị Phương Mai có ạ. Đó, ok của chị Lê Huyền có này. Đây của nó là màu xanh rêu. Đây của nó, à màu, màu này màu gì nhỉ? Màu đen đúng rồi. Đây là màu đen đấy. Cái ánh điện của em chiếu vào. Có màu rêu không? Không có đâu. Màu rêu tí nữa là mã khác nhá. Ba quần mèo ok chị Tuyết Dương ạ. À, tiếc thật mình 60kg không vừa các chị ạ, chỉ 55-56 độ xuống các chị mặc vừa thôi. Phương Mai có này cho em số điện thoại nhá. 57kg không bon chen được các chị ạ. Đó, nó thế nó mới tiếc. Em tiếc á, em cũng tiếc á. Em bán giá này là em tiếc, bởi vì là em lấy nó đã hơn giá này rất là nhiều rồi.
mà em còn đang sản cho các chị, chứ bình thường các chị trả đi mua đâu con áo này 150. Rất là đẹp luôn, chị Vũ Tâm có này. Và nếu như các chị mà chị nào mà chị đặt cho vui thì các chị đừng đặt, bởi vì bên em không có lãi con áo này, em đã lỗ vốn rồi. Thì màu trước mắt là em bán màu này nhá, chị Nguyễn Phượng có này. Chị nào lấy màu này thì chốt cho em. Ok của chị Ngà Nguyễn có nhá. Chống sâu răng thích lắm vậy à chị Vũ Thị Ánh. Thuốc sâu răng chị đã nhận rồi rồi à, đẹp lắm chị Trà Hương Lê ơi, bên em không biết gì ship chị nhá. Đó, chị nào lấy chốt cho em này. Rồi ok chị Trần Lan Anh một con nữa ạ. Mã 2 màu đỏ chị Vũ Bích Hồng có nhá. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. Đây nhá, rất là đẹp. Hàng về nguyên đanh, kiện em còn chưa có bóc ra thế nào. Không phải xanh than à, đây của nó màu đen, kim liên trần có này. Rẻ quá em ạ, rẻ đúng rồi, chị Oanh Trần có nhá. Chị các chị lấy xỉ có thể lấy con này về bán rất là tốt. Em kiểm tra xem nó là mã nào, em chốt đúng đủ số lượng các chị thôi. Chị Quỳnh My An An một con này, 150 cho các chị nhá. Đấy, cái áo mẫu như thế là chỉ còn màu này này. Đấy, đây, hết chưa? Hết chưa? Chị tìm em đây nữa này. Đây đúng không? Nhặt đúng mẫu vào nhá. Đây của nó có màu, nó đánh mã số hẳn màu đấy chị nhá. Cắt hộ em dây nào. Tí nữa ai nghe cái đơn của chị Lê Thị Thủy này thì nghe luôn cho em đi nhá. Ngày nào em cũng thấy chị gọi cho em 4-5 cuộc. Đó, chị nào lấy chốt cho em ấy, 53kg có vừa, 41kg có mặc được. Của chị Bích Liên có nhá, chị nào lấy chốt cho em nhá. Đó, đây của nó là màu, đây của nó là màu, màu tím than này, màu đen đấy em, như là màu tím than, đây là màu tím than này. Đẹp ơi là đẹp, chị ơi rẻ quá chị mình ạ. 150.000 nó đẹp như thế này cơ mà. Đẹp lắm luôn đấy các chị ạ. Đấy, bao nhiêu vậy? 150.000. 150.000 các chị nhá. Ok của chị Hà Bùi nhá, chị Nguyễn Hương có này. Đó mã số 3. Đây của nó là màu xanh rêu. Em tiếc lắm luôn nhưng không làm gì được các chị nhá. 55kg của chúng các chị mặc vừa, cắt tơi của em thế nào. Thực ra là em chạy quen cái hàng có size có số rồi. Đẹp nhỉ? Chị Bình vào đứng đây chị xem. Đẹp nhỉ? Chính ra cái hàng đấy lại đẹp ý. Đẹp không? 150.000 em tiếc thế. Đây nhá các chị nhìn nhá. Đấy, đấy là chị Bình mặc này. Đây là chị Bình mặc đấy. Ban nãy là em mặc, bây giờ chị Bình mặc. Chiếc này Viettel hộ tính nhá chị nhá. Quần em đang mặc là quần da à chị ơi. Nó là quần da. À nó là quần, quần gì nhỉ? Đây là màu xanh rêu đây này. Màu xanh rêu đây các chị nhá. 55kg đổ xuống các chị mặc vừa. Đây là màu xanh rêu. Chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Đây là mã số 3 màu xanh rêu này. Tím than đúng rồi, màu tím than thì đẹp lắm. Sâu răng dùng cho cả trẻ con mà chị. Chủ yếu là mình bảo vệ răng cho trẻ con là chính, còn người lớn mình dùng để phòng ngừa thôi. 60kg không vừa, 55cân đổ xuống thôi. Các chị thấy không, đẹp lắm. Màu xanh than mã 3. Để lại cho em mã 3 màu rêu này. Đó, các chị thấy đẹp lắm luôn. Em khách quen nhá, em mời các chị khách quen đi. Ok, rêu của chị Bùi có nhá, của chị Ngọc Dung có nhá, chị Thiên An có một rêu này, 60kg không vừa. Em chốt đúng đủ số lượng trả cho các chị thôi, em không có hàng đâu. Chị lôi hết trong bao ra cho em xem là có không. Đó, mã này 45kg có mặc vừa, 150.000 nhá. 150 một tím than chị Hoàng Mến có này. Rẻ cứ tiếc là vậy. Chị ơi tiếc lắm, thật mà em nói chân thành các chị, kể cả các chị, cái hàng này của em nói lại mới chị một câu, không phải là hàng đủ đống, không phải là hàng rẻ. Mà hàng này em đặt hàng rồi, như về thứ nhất là em bị bom của các chị là khách xỉ. Thứ hai là hàng của nó bị lệch sai lệch số. Em đặt hàng cho các chị từ 40kg cho đến các chị 65kg các chị mặc vừa. Bên em không bao giờ bán hàng một size cho các chị đổ xuống cả. Thế nhưng mà hàng này của nó lại bị nhỡ sai. Đó, màu rêu của chị Thu Thủy có nhá. Ok của chị Thúy Trần có này, chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. Thúy Trần có màu rêu. Áo này 150.000 thôi chị nhá. 150 xả tiếc lắm. Quang Huy một con màu rêu nữa này. Mai Anh Nguyễn một con màu tím than. Ok nhá. Cứ chị Thúy Trần có màu rêu. Màu rêu của chị Emily Hoàng nữa. Lưu ý hộ em là 55kg của chúng chị mặc vừa thôi. Đó, màu rêu của chị Bảo Đỗ có. Áo đang mặc này bán với giá của nó, mã số 3, 155.000 cho các chị, 150 nhá. Ok ok của chị Nga Thi nữa này. Tiền ship nhiêu chị? Cái này các chị có thể mua cho người trong gia đình nhà mình mặc rất là đẹp. Tiền ship này những con nào phao hiện cái này nó chả đáng bao nhiêu tiền đâu. Đây nhá, rất là đẹp. Đẹp ơi, đặc biệt là cái chun bao của nó này. Đây ạ, em cho các chị nhìn từng cái nắp túi của nó nhá. Hết rồi không chị Bình? Ôi mã sale này hết rồi này. Đó, ok em hết rồi nhá. Con này của nó em gồm có một con màu đỏ đô và hai con màu hồng. Một con đỏ đô thôi này. Chị nào lấy con đỏ đô này em không phải rước ra nữa. Còn một con đỏ đô, hai con màu hồng cánh sen. Tiếc nhỉ chị nhỉ? Một con đỏ đô và hai con màu hồng cánh sen này. Đó, cái này nhá các chị nhìn em nhá. Đây của nó là có hai con màu hồng cánh sen, một con màu đỏ. Của chị Huyền My một con màu đỏ nữa này. Đấy, đỏ đô em chỉ có một con thôi, màu hồng này có hai con. Chị nào chốt thì chốt luôn nhá.
Nhìn em ấy 55kg của mặc vừa. Đẹp ơi là đẹp. Con của nó là còn có quả lông lúc nữa. Chị nhìn thấy không? Rất là xinh đúng không? Ôi nó đẹp lắm luôn. Thôi đừng chốt nhá, hết rồi. Chỉ có hai con dành cho hai chị thôi. Thôi em hết rồi các chị nhá. Đỏ đừng chốt đỏ nữa, không có hàng đâu. Em nói thật mà các chị, dưới tổng thì đầy. Nhưng mà em mà lấy 150.000 về em bán cho các chị thì em chỉ có lỗ chồng thây nhà em bay cả nóc nhà. Đấy em đã tiếc rồi, em đã thông báo các chị trước rồi. Bây giờ sang cái mã này. Mã nào chung chị nhỉ? Mã này có hồng và vàng đúng không? Màu đen kia là mã nào đấy? Cái mã đấy là mã này. Con này à? Đây nhá. Mã này thì em có màu vàng này. 155.000. Nhìn chung là mã nào của em cũng đẹp. Mã này 150. Có màu đen với màu gì đấy chị? Đây ạ. Màu hồng. Chị ơi hết màu hồng rồi, không có đâu. Các chị đừng comment nữa. Hết rồi. Lưu ý là chia sẻ like cho em nhé. Con này của nó cũng là tháo mũ ra được này. Con này của nó là con màu vàng. 150.000 cho tất cả các chị luôn. 150 cho tất cả các chị nhá. Con áo này của nó đẹp này. Nó may rất là sang luôn, cái mũ của nó rất là xinh. Chị nào lấy thì chốt cho em 55kg được xuống các chị mặc vừa. Và lưu ý hộ em hàng này không đổi trả các chị nhá. Em kiểm tra con áo lỗ em sẽ bỏ ngay. Hàng này không đổi trả các chị nhá, bởi vì em đã bán xả rồi. Chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Đây là mã số 4 kèm số điện thoại em này. Số 4 kèm số điện thoại em nhá. Số 4 kèm số điện thoại. Đó, con này của nó xinh. Con này chị nào lấy chốt cho em số 4 kèm số điện thoại này. Đẹp nhỉ chị nhỉ? Em tiếc lắm, em bán mấy bao áo phao này em rất là tiếc luôn. Nó phải là mã này không chị? Không. Không phải. Chị ơi, cái này có màu xanh luôn đây. Xanh này cái này là khác à? Hết sạch hàng chưa? Bình lấy một con này mà mặc. Nhẹ ơi là rẻ mà ấm mà đẹp. Chị nào lấy chốt cho em mã số 4 nhá. Rồi mã số 4 em ạ, mã 3 em hết rồi. Vàng vàng của chị Emily Hoàng một con này, chốt cho em mã số 3 kèm số điện thoại nhá. Mã số 4 ấm lắm, các chị mặc đi đường, mặc ở nhà làm cũng không tiếc con áo này. Chị Lê Huyền ơi em hết rồi, vàng của chị Emily có này. Màu vàng em có một cặp này thôi đúng không chị? Màu vàng chỉ có đúng một cặp này thôi này. 150.000 cho các chị nhá. Còn đúng có một cặp này vàng thôi. 60kg không vừa, con này thì chỉ dành cho các chị độ khoảng 55kg đổ xuống thôi. Mũ này có tháo được chị nhá, mũ này tháo ra thoải mái. Cái mũ này các chị không cần để mũ, cái mũ này của nó có khóa đằng sau này mà nó ấm lắm. Cái phao này của nó mềm, nhìn em nhá, nó mềm cực kỳ và không bao giờ bị nổ, không bao giờ bị cháy, đẹp cực kỳ. Một chiếc màu đỏ đô, chị Nhung Mai ơi hết rồi. Con áo này của nó có màu đen không ạ? Con này có màu đen không? Màu đen này của mã nào đấy chị? Màu đen này của màu 2 ấy. Màu 3 có cái nào không? Màu 3 có những màu gì mang lên đây cho em? Đấy, ok, vàng của chị Lê Huyền có này. Hình như là có màu đỏ đây, để em kiểm tra xem có màu không. Đó, tất cả. Đây có màu hồng. Có màu hồng và có màu rêu các chị nhá. Màu hồng tím và màu rêu này. Màu vàng. Có màu đỏ nữa này. Màu đỏ nữa đúng không? Có màu đỏ nữa các chị này. Đây ạ, chị nào lấy màu nào chốt cho em màu đó nhá. Cho em cái màu đen mã 3. Ôi chị ơi hết rồi, không có ấy. Có màu đỏ không chị Thắm Huy ơi, có màu đỏ nhá. Có cả màu vàng cốm này. Đúng túi này không chị ơi, túi khác mà. Túi này túi chéo. Không, túi kia là túi chéo đấy. Đấy có màu đỏ đô này. Có màu vàng, có màu hồng. Đó chị nào lấy chốt cho em nhé. Hai vàng chị Trung Nguyễn cho em số điện thoại nhá. Chị để đuôi ra cho em, chỗ đấy là chỗ em bán hàng mà. Hai vàng của chị bỏ cho em màu đỏ đi. Hai vàng của chị nhá. Rồi chào chị tìm, em tìm nhá. Cho chị màu rêu Nhung Mai cho em số điện thoại nhá. Hai màu ok, hai cái của chị nữa này, 150.000 thôi. Đỏ đổi vàng ok chị Lê Huyền nhá. Lê Huyền con màu vàng cái này chị nào lấy chốt cho em. Lại đỏ đổi vàng, chị nào cũng thích. Cái này của nó rất là dễ mặc, rất là đẹp, rất là ấm. Chị nào lấy chốt nhanh cho em với ạ. Em ơi màu dành cho 60kg không có. Cái này chỉ 55kg và xuống thôi. Màu rêu của chị Lê Việt một con nữa này. Lê Việt một con màu rêu này. Liên Việt một con màu rêu nữa nhá. Tổng 4 màu, chị treo màu lên cho em. Treo màu em. Đỏ đô của Thảo Nguyên cho em số điện thoại. Các chị lưu ý là cho em số điện thoại nhá. 55kg xuống các chị mặc vừa nữa này. Chị nào lấy chốt cho em đấy ạ. Quần mèo đang bán với giá của nó là 120.000 chị nhá. Đỏ ok của chị Trần Ngọc Diệp một con đỏ nữa này. Dồn đơn báo nhân viên chốt đơn cho em nhá. Chị nào lấy chốt cho em đỏ ạ. Ok, đỏ của chị Kim Oanh có nhá. Đỏ còn con nào không chị? Đưa lên nút con đỏ đây. Đỏ Kim Oanh có này. Chị nào lấy đỏ chốt cho em đỏ ạ. 63kg không vừa đâu. Của chị Lập Len màu đỏ nữa này. Đây nhá, đây là màu đỏ của nó này. Xinh lắm. Có màu đỏ. Đây của nó hình như là màu hồng cánh sen. Nhưng mà có vài con thôi.
Nhìn em đẹp lắm, 150.000. Mình mặc cái nào cũng đẹp. Cái này của nó thì không tháo được mũ, cái này của nó là liền. Cái này của nó là cổ có mũ lông. Đấy, đỏ của các chị nữa này. Rêu 33 hết rồi chị nhá. Màu rêu ok của chị Ngô, chị Ngô chị Đỗ ơi, mã 3 màu rêu không biết là còn không. Còn thì em mới chốt cho các chị được. Chị ơi, cái này có mũ à? Không. Cái này không, đúng không? Mặt đây. Đây vàng, chị nào chốt vàng thì chốt này. Đỏ ok của chị Ngọc Diệp có nhá. Em ở Yên Thế Bắc Giang và ship hàng toàn quốc cho các chị nhá. Đây của nó là vàng này. Mã 4 màu vàng của chị Phạm Luận có nhá. Em xem chị ấy đang cầm. Đây đang cầm nó là cái này. Đây màu đen của nó đây này. Chị nào lấy đen thì chốt cho em đen nhá. 300.000 hai cái. Em nói thật với các chị, quần áo đi chơi mặc đi chơi, quần áo ở nhà mặc ở nhà. Như cái này các chị mặc đi chơi còn đẹp hơn các chị mua ngoài cửa hàng rất là nhiều. Một cái đỏ đô trường đông cho em từ điện thoại nhá. Có quần ấm lông không? Có nhá chị nhá, 67kg có vừa. Thương Huyền cho em đen nhá, chị Lê Huyền cho em đen nữa này. Đây là màu đen của nó. Lê Huyền cho em số điện thoại nhé, chị Thương Huyền. Thế là Thương Huyền lấy mấy cái màu nào em cũng thấy chị comment. Thế thì tóm lại là lấy màu nào để em chốt cho chị này. Đây của nó là màu đen, 55kg được xuống các chị mặc vừa. Bao nhiêu? 150.000 nhá. Có màu đen không? Triệu Khánh Nguyên ơi có màu đen này. Chị Triệu Khánh Nguyên để lại cho em số điện thoại màu đen nhá. 150.000. Chị nào lấy thì chốt cho em ấy ạ. Chị Thương Huyền màu đen nữa này, chị Lê Huyền màu đen nữa này. Chị nào lấy màu đen thì chốt cho em nhé, chốt đúng đủ số lượng thôi, hàng này em không có dư. Đây ạ, bao bì tem mát của nó toàn bộ nhìn em nhé, rất là đẹp. Đỏ, ok đỏ của chị Bạch Tuyết một con nữa ạ. Màu đen của chị Duy Hoàng có này. Chị nào lấy đen thì chốt cho em đen nhé. Duy Hoàng có đen. Cho mình mã 4 màu rêu, ok chị Hồng Tuyết một con màu rêu nữa ạ. Chị nào lấy rêu, chị ơi đây là có mũ mà. Bạch Tuyết một con màu rêu nữa này. Đây là có mũ. Bạch Tuyết có màu rêu nữa đúng không? Rồi ok, chị Bạch Tuyết màu rêu. Có cả một đây màu đen là mã 2 đây. Vàng, ok vàng của chị nữa này. Chị nào lấy màu nào chốt cho em màu đó nhé. Đây của nó là con màu đen. Có size, cái này có size nhưng mà 55kg được xuống mặc vừa thôi. Đơn tối qua bên em đang gọi em ở Tam Tiến Yên Thế Bắc Giang. Đây là màu đen nhá. Chị nào lấy đen chốt cho em đen này. Đen còn 4 con, 5 con đen, 6 con đen cho các chị. 150.000, quá là rẻ luôn. Chị Hường Đông có này. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ, chị Thủy Hiếu có nhá. Chị ơi hôm nay nhân viên gọi chốt hàng có màu rêu đi, coi màu rêu đi, chờ em một tí. Màu rêu hình như là mã này của em còn hết màu rêu rồi. Màu rêu của nó là hàng có mũ cơ. Chị Bình ơi xem cái hàng này sao lại linh tinh thế. Có một con này màu hồng hết rồi này. Đây chị nào lấy chốt nốt nhá. Ok, lấy đen của chị Lan Hương có này, của chị Tâm có này, của chị Trương Lê có đen này. Đó, hết rồi, còn có 2-3 con đen thôi. Còn có 2 con đen. Chị nào lấy cho nốt 2 con đen nhé. Mã số 4 của em, 2 con đen. Chị Kim Oanh có đen này. Ok, đen của chị có này, 49kg, đúng mặc con em thôi. Mã 3 cứ để lại cho em, mã 3 kèm dưới điện thoại em xem là còn không. Đây của nó là màu hồng nhá. 150.000, màu hồng này các chị, em nói chân thành này. Màu hồng của này, màu hồng và màu vàng nó rẻ, nó trẻ mà nó đẹp. Ví dụ như các chị hay đưa đón con đi học ấy thì các chị nên mua cho các con những con áo này để các chị thêm khoác thêm ở ngoài. Đấy, khoác thêm ở ngoài những con áo này nhá. Nó rất là dễ mặc luôn. Đó, mình khoác cho con gái ở ngoài ấy, kể cả trẻ từ độ khoảng 7-8 tuổi là mình khoác được rồi. Mặc nó kín từ trên xuống dưới và nó kín ống tay, không cần phải đi tất hay đi găng tay gì cả. Con nhà em cũng thế. Ok, màu đen của chị Hồng hít cho em từ điện thoại, chị Nguyễn Thanh cho em từ điện thoại nhá. Đây là màu hồng. Chị nào lấy chốt thì chốt cho em màu hồng này. Mình có thể là mua cho con mình mặc. Ok, màu rêu của chị Thanh Nhàn Bùi còn thì em sẽ chốt cho chị luôn. Chị nào lấy chốt cho em màu hồng nhá. Trẻ con ấy mà mặc con áo này nó rất là dễ. Đối với các chị có con mà học lớp 5, lớp 6, những cái áo này cho các con mặc thêm khi trời nó lạnh thì nó rất là đẹp. Đó, cái mũ này có thể tháo ra. Ok, của chị Tâm Béo Khanh nữa nhá. Cao 1m67 vừa không? Cao 1m67, căn bản là chị phải bao nhiêu cân? Chiều ngang của chị có vừa hay không? Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. Màu kèm số điện thoại nhá. Một mã của nó thì em có mấy màu chứ không phải là có một màu. Tại làm sao em muốn bán từng mã cho các chị nó rất là dễ. Nếu như bán lộn xộn này không biết chị nào lấy màu nào, chị Kim Anh một con màu hồng như này. Mình có thể là mặc cho các con mình khoác thêm mà nó rất là rẻ, bằng một con áo, không bằng một con áo cộc mà mình khoác cho con của mình, hoặc là mình mặc cho nó sẽ trùng ống tay khi đi đường. Tươi Phạm có này, của chị Hiền có này, của chị Nguyễn Hải có này. Chị nào lấy hồng thì chốt cho em nhé. Hồng này em có 5-6 con thôi. Có một con hồng nhạt này của nó là có mũ này. Đó, hồng này có 5-6 con, không có nhiều.
Hồng của chị Thân có nhá, của chị Thúy Thanh có này. À màu đen của chị đúng ạ, 63kg không mặc vừa đâu, 65kg, 55kg một xuống các chị mặc vừa. Của chị Thân Thân có nhá, hồng của chị Lan Phương có ạ, chị nào lấy thì chốt nhanh cho em. Còn ba con em đang mặc trên người. Của chị Nguyễn Hằng có màu đen đúng không ạ, màu rêu của chị Duyên Nguyễn có màu rêu nhá. Cao 1m65, 50kg có mặc vừa chị Lê Huyền nhá. Có màu rêu, comment cho em màu rêu, chị Phương Ngô có một con màu hồng này. Đó, tránh trường hợp các chị chốt quá dư cho nên em không dám chốt chốt thẳng tưng lên cho các chị, bởi vì là phải đọc tình tên có đến đâu chốt đến đó. Chị Nguyễn Thanh có nhá, Trần Phương có này, 53kg 55 các chị mặc thoải mái vừa. Vàng ok của chị Nhung Vương có nhá, 52kg 1m50 có mặc vừa chị nhá. Bao nhiêu? 150.000 cho các chị thôi. Màu rêu thì hiện tại không biết là còn màu rêu của mã nào, không biết là màu rêu của mã nào còn. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Con vàng này bán cho các chị với giá của nó là 150 này. Đó là màu vàng. Sang đến cái mã này. Chị Bình ơi. Mã nào có màu rêu? Mã có mũ, mũ có lông này. Cái này có màu này là mã nào đấy? Màu đấy là màu này. Mã này là mã nào đấy? Đấy, mã đấy. Đây đúng không? Ừ, đấy. Chị treo màu lên cho em đi. Em mặc một con thôi đâu, chị treo màu cho em. Sang đến cái màu hồng cát này các chị nhá. Màu hồng cát này cũng 150 này, gồm có màu xanh rêu, màu tím than, màu đỏ và màu hồng, màu hồng cát này đẹp này. 150.000, cái màu hồng này tháo được mũ các chị nhá. Rất là đẹp. Đây của nó là màu hồng cát. Các chị nhìn em này. Màu hồng này là màu hồng cát rất là xinh. Ok chị Đặng An ạ. À, áo chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Còn đỏ đô không? Đỏ đô em còn mã khác. Tất cả những cái này còn mã khác. Cái màu này có màu đỏ đô này. Chị treo lên em vậy này. Đây của nó là màu hồng cát các chị nhá. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em đấy ạ. Đây là mã số 5. Mã số 5 kèm số điện thoại em này. Chị đánh dấu mã vào chị mình nhá. Đánh dấu mã mà không nhầm đấy. Đây là mã số 5 của em này. Đây là màu hồng cát. Ok của chị Linh Triều màu đen có nhá. Màu vàng trên cây thì comment cho em đấy là màu đấy. Chị nào lấy màu vàng hồng cát thì chốt cho em này. Hồng cát kèm số điện thoại. 55kg được xuống các chị mặc vừa. Mua cho con mình mặc thoải mái, không những mình mặc. Tương đương nhiên là có thể tháo được mũ, có cái nào tháo được mũ thì em sẽ tháo cho các chị. Đây ạ. À, chị Bình ơi, tiếc quá chị Bình này. Cái này mà vào dịp Tết mà dép thì đổ ra bán thì em nói thật các chị cứ 250 một cái thì bán tương tương luôn. Nếu như là vào dịp Tết hồng cát thì nào lấy hồng cát chốt cho em nhá. Ok hồng cát này. Đấy em bán hàng mà em ỉu xìu luôn bởi vì em tiếc con hàng này. Nó không có size cho các chị, 55 cho đến 65 nếu mà có thì là em sẽ bán con này bay ngay trong vòng 1 phút thôi. Nó sẽ hết ngay. Đấy đây là hồng cát nhé. Hồng cát có bao nhiêu con chị? Hồng cát đây ạ. Chất vải của nó thì mềm, không cần phải chê một câu nào. 150 cho các chị. Hôm nay hứa với các chị là xả buổi trưa cho nên là em mới xả chứ không có hàng đâu. Đây của nó là hồng cát các chị nhá. Hồng cát kèm số điện thoại, xinh lắm luôn. Ở trong con áo như thế nào, ở ngoài nó y như thế, các chị được kiểm tra hàng chứ thanh toán. Minh Hiếu ơi, 55kg của chúng các chị mặc vừa. Hồng cát kèm số điện thoại này. Áo đó bao nhiêu? 150.000. Em nói thật với các chị, Tết năm nay nếu mà nó mà lạnh ý thì là những con áo này cứ đổ ra bán với giá của nó 200-250, quá ngon lành luôn. Nhưng mà nhà em ý thì lại thuộc dạng là bán like. Đây đây nhá, nhân viên nhà em đang mặc đây này. Em đứng ở đây. Em Quỳnh đang mặc áo đỏ đây này. Xinh lắm, nó ấm lắm, tranh nhau mặc. Ok của chị Dứa Xanh có nhá. Hồng cát em hết rồi chị nhá. Đấy, hồng cát chắc là có ít thế thôi. Màu đỏ bao nhiêu con chị? Con này là con khác chưa? Đây là hồng cát này. Vẫn y như thế mà. Đây của nó là màu... Đây là màu gì chị? Màu này màu rêu à? Không, màu này là màu... Đây ạ, à. Ôi hồng cát hết rồi các chị nhá. Đây của em là màu... Màu gì à? Màu này là màu gì các chị? Các chị phân biệt hộ em với xem nó là màu nào. Đẹp lắm ý, không phải là đùa đâu. Nhìn em nhé. Màu này của nó có hai con đấy á. Em gọi điện ngay cho cái chị dì Thủy Thủy đấy nhá. Có vấn đề gì? Bây giờ các chị chốt hàng, các chị phải bảo các chị là có vấn đề gì để em giải quyết và gọi một lần thôi. Không, bên đất chị không gọi điện thoại được, chị toàn gọi qua Messenger thôi. Chốt gọi thì một ngày bao nhiêu lần? Đây ạ, à, đây là màu nâu à? Đây là màu gì các chị nhờ? Đây là màu gì các chị chốt rồi em? Màu này thực ra là em tắt thử cái ánh điện đi xem nó là màu gì. Đây nhá, các chị nhìn thật màu của em nhá. Màu này của nó gọi là màu xám à? Màu xám đúng không? Màu rêu xám à? Đây là màu rêu à? Màu cà phê. Lại tranh nhau cãi màu rồi. Đây của nó là màu rêu đi. Màu gì chị nhờ? Em chả biết màu này là màu gì các chị. Lấy cái đang mặc, chị Lan Hương ơi, cái đang mặc này của nó là màu gì? Màu gì để em chốt màu nào? Màu xám đúng không? Cho em màu xám kèm với điện thoại nhá. Cái màu này của nó sang. Ơi là sang. Không có mã 6. Đây là xám xám.
ghi xám, đúng rồi, ghi xám là chuẩn đấy ạ. Xám kèm số điện thoại em nhé. Xám kèm số điện thoại. À, lại màu ghi đá à. Thôi cho em xám kèm số điện thoại đi. Xám kèm số điện thoại này. Màu hồng đấy còn không chị? Mã 1 đúng không? Màu hồng đấy của mã 1 à? Nhiều đấy á. Đây ạ, chị nào lấy xám thì để cho em xám nhé. Để cho em xám kèm số điện thoại này. Xám kèm số điện thoại cho em. Rồi ok, xám này em có ít thôi. Chị nào lấy xám thì chốt cho em xám kèm số điện thoại nhá. 55kg đủ chúng ta các chị mặc vừa, tránh trường hợp mình chốt dư. Đấy, 55kg là chúng ta vừa nhá. Mã khác chị nhá. Mã này của nó là màu hồng à. Chị ơi, mã này là màu hồng à. Cái này màu hồng này có bao nhiêu con? Ôi chị ơi, hồng này cho mà hồng cát kia đi. Hai màu tương tự nhau. Thiếu hàng đấy, lúc chốt cái này ra là chết. Đây là màu tím than. Đây là của mã nào chị? Đây à? Đây là màu tím than nhé các chị nhá. Đúng rồi. Đây là màu tím than. Tím than của mã số 4, tím than. Màu đỏ chắc là hết rồi. Mã này là mã số mấy? Mình đang chốt là mã số mấy đấy? Mã số 5 nhưng mà là mẫu 3 của... Đây ạ, chị nào lấy màu tím than thì chốt cho em màu tím than này. Tím than kèm số điện thoại của em. Màu rêu em hết rồi chị nhá, xám em cũng hết rồi. Đây là màu tím than này. Hình như là mã 4 hay sao chứ chị? Mã 4. Màu rêu này mã mấy đây? Đây là màu tím than này. À, nhấn mỏi tay chẳng được cái nào. Ôi trời ơi, thế thì lấy sang cái khác đi. Đó, cái này của nó hình rất là xinh này. Nhìn nhá, có hai cái tay của nó xinh nhỉ. Túi gọi là ấm cực kỳ luôn. Chị nào lấy chốt cho em nhá, xám tím than của chị Hằng Nguyễn một con nữa ạ. À, hồng cát có được không? Được nhá chị Elisa ngốc nhá, cứ để lại cho em số điện thoại hồng xám của chị Ương Lê nữa ạ. Ok, xám của chị nữa này, chị nào lấy tím than chốt cho em nhá. Cho con màu đỏ với, chờ em tí, tím than này em có 5 con thôi. Một con này, hai con này, ba con này, bốn con này. Tím than này có 4 con, của một chị một con rồi này. 58kg không mặc vừa đâu, 55 đổ xuống mặc vừa thôi. Chị nào lấy tím than chốt cho em ấy ạ. Áo phao chị mặc bao nhiêu? 150.000 chị nhớ. Chị Tống thì dung một con nữa ạ. Hàng này là em đang xả hàng cho chị Ân thôi chứ không có giá này đâu. Cái này xanh đúng hơn, cái này là màu tím than. Màu tím than ý, xanh tím than của em. Ok, tím than của chị Mai Hương nữa này. Xin chào chị Phương Thảo Phan nhé. Đấy, chị nào lấy chốt cho em tím than kèm số điện thoại. Tím than kèm số điện thoại của em này. Đây là màu vàng. Vàng chanh. Cái màu hồng cát lại đẹp chị nhỉ. Vàng chanh còn bao nhiêu con này? Cái gì? Chị để đấy cho em. Em lấy cái đấy, cái này nhỏ này. Đây là màu vàng chanh này. Tím than, cho em số điện thoại các chị nhá. Chị ơi gọi hộ em với, chị gọi lại hộ em để nhận hàng với. Chứ bây giờ làm sao mà em biết bưu tá ở đâu được hả chị? Chứ khi người ta gọi bên em. Chị nào lấy vàng chanh thì chốt cho em vàng chanh này. Của chị Phạm Nga có nhá. Ship ngoài Hà Nội bao nhiêu chị? Một con áo này chắc mất 28-30 nghìn thôi. Bởi vì là áo phao này của nó nhẹ, tùy theo các chị có cái gì nữa. Mà 55kg của chúng các chị mặc vừa nhá. Các chị quá 55kg các chị đừng chốt con khác. Đừng chốt cho em, bởi vì là chốt như thế cũng không có hàng đâu. Đây ạ, đây của nó là con màu vàng chanh. Hồng cát, ok, bây giờ cũng con hồng cát. Cái con màu hồng cát này đẹp thật chị Bình nhỉ. Nhờ. Đây ạ, chị nào lấy vàng chanh thì chốt cho em nhá. Vàng chanh kèm số điện thoại. Vàng chanh của em đấy ạ. Ok, chị Nguyễn chuyển cho em số điện thoại nhá. Nhiều áo đẹp quá, chị ơi, đẹp mà lại rẻ, có 150.000 thôi. Đây là em đang xả hàng, nó rất là ấm. Con áo này mình mua mặc ở nhà nó cũng ấm, mà mình mặc đi đâu loanh quanh ở nhà nội trợ nó cũng ấm. Nếu như các chị mà cứ nghĩ là nó không phải hàng đắt tiền, mặc đi đâu các chị sợ nó không sang, thì tốt nhất là các chị mặc ở nhà nó cũng đẹp. Như đối với em thì em đi ra đường, em đi lấy hàng, em đi chơi em vẫn mặc những con áo này bình thường, bởi vì nó rất là đẹp. Các chị nhìn em nhé. Đây ạ, em đang mặc trực tiếp cả bộ cho các chị nhìn thấy. Mặc trực tiếp cả bộ cho các chị nhìn thấy nhé. Chị nào lấy đi chốt luôn cho em vàng chanh kèm số điện thoại. Ok ok. Đẹp quá. Đúng rồi, con áo này chỉ cho các chị 55kg đổ xuống thôi. Chị nào lấy đi chốt cho em đấy ạ. Chia sẻ like cho em để được công khai nhé. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Đổi màu hồng cát chị ơi, hồng cát em còn hết rồi đấy nhé. Vàng chanh của chị Vĩnh Trang có này. Tím than của chị Maria có. Ok, của chị Ngọc có màu vàng chanh nữa nhé. Hồng cát hết rồi chị Thiêm biết nhé. Em hết rồi đấy ạ. Đây em chỉ còn có 5 con vàng chanh. Em gần hết rồi đấy, không có hàng nữa đâu. Đó, đô này cũng hết rồi này. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Đó, đô này chị để về giả vào hàng kia đi, không có đâu.
đô này là cái hàng này. Đó, chị nào lấy chốt cho em nhé, đỏ đô với hồng. Ok, vàng chanh của các chị nhá. Vàng chanh em còn có 4-5 con là hết này. Vàng chanh em còn có 4-5 con thôi, không có hàng. Cái này đã bảo là bị bom rồi, còn bị khách xỉ bom. Đây ạ. Đây là màu vàng chanh. Màu rêu này. Đấy, cái này mà gần Tết mà rét nhỉ. Lửa tháng thôi chứ mấy, nhưng mà nhà mình không có chỗ để. Đây nhá, đây là màu hồng. Màu đen này chị này. Màu đen này không có hàng này. Màu đen này của cái con Văn Hoa này. Màu hồng hết. Đây là màu đỏ đây nhá chị nhá. Màu đỏ này còn đúng không? Đỏ cúc. Màu đỏ đây chị nhá. 55kg đổ xuống các chị mặc vừa mà. 55 đổ xuống vừa đúng không? 55kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Chẳng có cỡ to, chị Phạm Út ơi. Nếu mà cỡ to hàng này ấy, thì em nói thật với chị này, em chả bao giờ em bán nó các chị với giá là 150.000 đâu. Không bao giờ em bán, bởi vì nó quá đẹp luôn. Nó quá đẹp và quá ấm luôn các chị nhá. Nhìn em với ạ. Có 150.000 cho các chị không bằng một con áo cộc. Rồi vàng chanh của các chị nhá, màu rêu của chị Lan Xuân có này. Đây là màu đỏ đô. Có màu đỏ đô này, chị nào lấy đỏ đô thì chốt cho em đỏ đô nhá. Nhìn chung là nó cũng hết, cũng chẳng có đâu. Ok của chị Hoa Cao có này. Chị nào lấy chốt thì chốt cho em màu đỏ nhá. Đỏ này còn 4-5 con. Màu rêu của chị này. Đấy, 150. Chị nào mà khách quen mà không lấy thì tiếc. Mà các chị đừng bom của em nhé. Ok, và chị Nguyễn Thị Phương có này. Bởi vì là cái này em bán nó quá rẻ rồi, các chị đừng bom nữa. Quần mèo 55kg có mặc vừa của chị Mai Linh bống cho em số điện thoại nhé. Mai Linh bống cho em số điện thoại này. Cái này của nó đẹp. Cái này màu hồng là màu nào vậy chị? Màu hồng nhá các chị nhá. Màu hồng này có 3-4 con thôi này. Màu hồng này chị nào có con gái thì mua được này. Mình mặc còn đẹp đấy nhỉ. Đấy, chị nào lấy thì chốt cho em nhé. Đây là màu hồng. Em mặc đen xem nào. Em vừa mặc đen xong. Chị Mai Hương có này, của chị Ngọc Đặng có này. Chị nào lấy hồng thì chốt cho em hồng nhé. Ok, của chị Triệu Khánh Nguyên có màu đen nhé. Chị nào lấy hồng thì chốt cho em hồng nhé. Hồng này của nó là hồng đậm. Cho em hồng đậm kèm số điện thoại các chị nhá. Đấy, hồng đậm kèm số điện thoại. Mai ai chốt hàng này chị phải báo là nhân viên là chốt là phải hỏi xem là còn không nhé. Không tránh trường hợp mà cứ đổ xô và lấy một màu lúc không có hàng trả đâu. Còn nhỡ nhà. Không thì tôi để chốt nhặt luôn. Không thấy được. Bởi cái này là tối chốt mà. Đấy, các chị nhìn em nhé. Đây là màu hồng. Rồi ok, màu hồng của chị Mai Hương có này, của chị Phương có này. Nó không có hàng ấy. Đây là màu đen của các chị nhá. Cái mã số 1 đẹp, đẹp nhỉ. Con số 1 đẹp nhỉ. Đẹp nhất. Tiếc thế. Mà cái phần thân của mấy ôm cũng cực kỳ luôn. Đây là hồng nhạt các chị nhá. Trời ơi, không có rồi, hết rồi. Đây là hồng nhạt. Hồng nhạt của các chị nhá. 150.000 con hồng nhạt. Đó, con hồng nhạt này thì em có được khoảng 6 con. 6 con hồng nhạt cho các chị này. Chị nào lấy chốt cho em hồng nhạt 6 con nhá. Hết sạch luôn, 2 bao áo, chả còn con nào. Đây là hồng nhạt chị nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em này. Hồng nhạt kèm số điện thoại em, tất cả đều có túi. Con hồng nhạt này cũng đẹp chị nhỉ? Con nào mà đẹp thì tận mình béo mông con rất không béo. Rất không béo hả? 150 cho các chị nhá, chị nào lấy màu hồng chốt cho em nhé. Chính ra là các chị hả? Nói chung là nhập. Đây nhá, chị nào lấy chốt cho em nhé. Đây là màu hồng nhạt của nó này. Thực ra là mặc cái váy, mặc cái quần tất 3D. Thực ra các chị cứ nghĩ là mình mặc mặc phải bo bo nó mới đẹp đúng không? Em thì em thích trơn, nó thoải mái. Hồng nhạt của em ấy ạ. Ok, hồng nhạt hồng đậm của em ấy nhá. Nếu không được thì cho em hồng nhạt nhé. Ok chị Lan Phương, cái này thì mai bên em chốt đến ai. Các chị không lấy màu này, các chị lấy màu khác của em. Tất cả các mã em vừa mặc cho các chị xem rồi. Con nào của nó cũng đẹp. Đấy, em còn có 4-5 con hồng nhạt thôi này. 4-5 con hồng nhạt hết sạch hàng các chị nhá. Hết sạch rồi. Không có con nào cả. Hết sạch nhá. Rồi ok. Đó, chị nào lấy màu nào thì cứ để lại xem, mà mai còn dư đơn thì em sẽ chốt cho các chị thôi, chứ còn nó hết hàng rồi. Không có hàng. Đây em sang một con quần legging bán cho các chị với giá của nó là 130.000 này. Ok, của chị Nguyễn Thị Phương nhá. 100. Bây giờ bán quần tất 3D. Quần tất 3D này thì các chị comment cho em này. Quần tất 3D này thì nó chân thành các chị như thế này ạ.
Cái con quần này bên trong của nó có 1 cân. Bà Hà mang cho em một cái. Bên trong của nó có 1 cân các chị nhá. Và con quần này thì 65kg của xuống các chị có thể mặc vừa. Kết thúc hộ em với nhá chị nhá. Kết thúc hộ em với ạ. Kết thúc hộ em với nào. Áo phao em hết rồi nhá. Em đã nói rồi, em đã thông báo trước cho các chị là em xả rồi. Giá rất là yêu thương, rất là đẹp. Quần 3D bao nhiêu một chiếc? Quần 3D này bán với giá là 120.000 thôi. Riêng dòng 3D này em bán cho các chị với giá của nó là 120.000. Xin phép các chị là màn hình của em nó hơi thấp. Cho nên là em sẽ đứng lên ghế để các chị nhìn tổng quát cái quần của nó nhá. Em sẽ đứng lên để các chị nhìn tổng quát cái quần của nó. Đây của nó có 2 gân. 1 gân đằng trước và 1 gân đằng sau thôi. Chứ quần này của nhìn chung là nó như một con quần bình thường. Và em bán cho các chị với giá của nó là 120.000. Đây là con mã số 6 của em. Chị nào lấy thì chốt cho em nhé. Số 6 kèm số điện thoại hoặc 3D kèm số điện thoại của em cũng được. Nhìn em ấy ạ. Bên trong của nó lông là lông vàng. Ôi dồi ôi các chị ơi, vẫn comment nhiều quá. Vẫn comment áo phao nhiều ơi là nhiều. Nó thực ra là nó rất là nhiều. Nhưng hiện tại con áo này em đang nhập ở dưới kia với giá của nó là 185.000 cơ. Chứ không có giá này. Em xả cho các chị này em lỗ vốn rồi. Không, kể cả bây giờ các chị có đặt lên là 1.000 con em không dám lấy về em bán nữa. Không ai bán lỗ vốn cả. Đây là các chị nhìn em nhé. Đây là con áo này. Con quần này bán cho các chị với giá của nó là 120.000. Chị nào lấy thì chốt cho em 3D kèm số điện thoại. 3D kèm số điện thoại em nhé. Giá này là 120.000. Bán toàn bộ các chị với giá là giá yêu thương. Em sẽ đứng lên tổng cho các chị nhìn thấy nhá. Ống chân quần của nó ôm. Tất cả hàng này của nó đều là hàng ôm các chị nhá. Em sẽ đứng lên này. Đây em sẽ đứng đây để cho các chị nhìn thấy thôi. Không phải thiết kế. Chị nào lấy cho em nhá. Quần 3D kèm số điện thoại. Đó, rất là ôm, rất là đẹp. Bên trong có lông. Gân của nó thì chỉ kết hợp có 2 gân chứ không có 3 gân các chị nhá. Không có 3 gân, không bị hở mông, không bị hở gì cả. Và đặc biệt cạp của nó thì được thiết kế cạp chung của nó dày. Chị nào lấy 3D để cho em 3D kèm số điện thoại nhá. 3D kèm số điện thoại em 120.000 cho các chị. Không ở đâu bán giá này. Đặc biệt quần này không xù, không bay, không nhão, không mỏng. Quay mới giặt thoải mái, không cần phải giặt tay. Không cần phải giặt riêng mấy cái quần áo khác các chị nhé. Kể cả dây móc áo con các chị giặt bình thường. Nó rất là dai này. Đó, các chị nhìn em nhé. Em kéo cho các chị xem ở bên trong của nó lông. Áo em đang mặc 68kg, áo này các chị có mặc vừa. Đó, chị nào lấy thì chốt cho em nhé. 3D kèm số điện thoại em ấy ạ. Duy nhất em bán cho các chị 120.000. Kết thúc ngày hôm nay, kể cả đến tối bán nữa, sang ngày mai em sẽ lại bán với giá của nó là 135.000 bình thường. Đấy, chị nào lấy thì chốt cho em này. 3D kèm số điện thoại. Áo phao chị lấy con nào thì cứ comment cho em là áo phao thôi. Có hàng thì là mai em sẽ bù cho chị luôn. Bình thường thì hàng này áo phao hiện tại ở bên nhà em là em hết rồi, không có đâu ạ. Mai chị nào không lấy, không nghe máy thì em chuyển sang cho các chị. Đấy, chị nào lấy chốt cho em nhé. Đây của em là quần 3D, bán với giá của nó là 120.000 cho các chị nhé. 120.000, tí nữa có cả quần 6S màu đen em sẽ bán luôn. Chị nào lấy chốt cho em 3D. Ok, 3D kèm số điện thoại em nhé. Chị Bé Ngoan có này, chị Hoa Lê có 3D và 6S này. Áo phao hết mất rồi, tiếc quá. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. 3D của chị Annie Thái Trần có nhá. Chị nào lấy 3D chốt cho em ấy ạ. Áo len sau bao nhiêu? Chị ơi, áo len sau này đúng không ạ? Áo len sau này đang bán giá của nó là 150.000. Áo len ong. Áo len ong ở ngoài hiện tại là đang xếp hàng đúng không chị? Chị nào lấy chốt cho em nhá. Đây của em là quần 3D này. Sau quần 3D sẽ bán cho các chị sang áo len. Xả rất là nhiều hàng. Ok, 3D của chị Nga Trần có, chị Hiệp có nhá. Chị Bùi Thị Tiếp có này. Của chị Bích Hoàng có ạ. Lấy chị áo màu đen. Ok, chị Út Mai cứ để lại cho em số điện thoại. Áo này đang bán với giá của nó là 165.000 chị nhá. Chị nào lấy cho nhanh cho em này. Của chị Hoan Lê có ạ. Của chị Bé Đoàn, Bé Vi có này. Ok, chị Kim Anh có quần 3D nhá. Của chị Đặng Nam có quần 3D nữa à. À, cho chị áo em đang mặc, đúng rồi. Áo đang mặc này nó là mã số 3 hay sao ấy. Ok, của chị Kim Liên Trần có nhá. Cái gì nhà chị Đặng Nam ơi. Chị nào lấy chốt cho em nhá. 3D. Áo phao vàng chanh không biết là có còn không. Vàng chanh thì em có 5 cái thôi chứ không có hàng. Chị nào lấy cho nhanh em nhá. 3D kèm số điện thoại em này. Tí nữa sẽ xả nó chỉ một quần mã legging nó cũng rất là đẹp. 3D hộ em kèm số điện thoại nhá. Chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Có áo lông cừu không? Lông cừu chưa có đâu chị ơi. Chị Ngọc Đặng rồi, ok chị nhá. Xem áo len đi, chờ em một tí, chị Út Mai có số điện thoại này. Chị nào lấy quần 3D chốt cho em nhá. Chị Ngọc Đặng có 3D. Đấy, nhìn em nhá. Kể cả bây giờ nói thì nó hơi là vô duyên. Cởi ra thì các chị bảo là mặc cái quần này nó như kiểu là mình ở đây nhá. Như nó là một con quần bình thường thôi. Nhìn em nhá. Nó không phải là hở thịt, bên trong của nó là lông. Cái lông vàng đấy là lông mà đằng sau của nó chỉ có một lớp thôi. Em cũng đang mặc ở bên trong của nó đấy, mà ấm lắm. Mà đặc biệt là nó mặc thoải mái chứ nó không gò bó như những cái con quần 3D khác các chị mặc nhá. Cái chính khi em bán hàng cho chị là em phải kiểm nghiệm vào người em, xem mặc nó có thoải mái hay không, nó có đẹp hay không. Giá nó là một chuyện, rẻ hay đắt nó là một chuyện. Nhưng mặc lên người nó có thoải mái không nó lại là chuyện khác. Hàng này của em toàn bộ là hàng Quảng Châu các chị nhá. Chị nào lấy chốt cho em 3D kèm số điện thoại. Bình thường các chị mua ngoài thì ở ngoài thị trường không bao giờ có cái này đâu. Chốt đơn dứt khoát của rồi không bỏ lửng. À chị Lê Thị Thủy ơi, chị khách muốn gọi.
Chị ơi, chị Thủy ơi, chị gọi cho em một lần vào Maxiger thôi, chị nhắn tin cho các bạn đấy, ai là người không chốt giúp khoan cho chị. Sáng nay nhân viên của bên em chốt cho chị mấy lần rồi mà. Cứ gọi ngày nào em cũng thấy chị gọi mấy lần mà không biết là gọi về cái vấn đề gì hay là có khúc mắc trục trặc gì về tiền nong hay không. Em ái ngại nhất là lăn tăn về tiền nong của các chị thôi. Còn chốt hàng chưa được thì các chị chốt báo nhân viên chốt dứt khoát của em với. Đó. Nào đấy chốt cho em nhá. Chứ còn bây giờ một ngày cứ chốt mấy lần như thế lại sợ chốt nhầm đấy chị ạ. Lại trùng đơn của các chị thì chết, chứ không phải là đùa mà các chị để ở tận bên nước ngoài cơ. Thế nào chốt cho em 65kg có mặc được. Quần đùi đang bán với giá là 250. Ok, chị Nguyễn Bích Hằng có nhá. Chị nào đấy thì chốt luôn cho em nhá. Đó, 3D, đen cộng đỏ của chị thêm biết. Bây giờ vẫn đen cộng đỏ áo phao nó làm gì còn. Andy Thái Trần này, 13D, 16S có này. Đấy, đây là quần 3D. Chị nào là 3D, chốt cho em 3D này. 3D này có đẹp nhỉ. Quần áo này đẹp hết nhỉ. Có mũi gì nhỉ. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Đây là cái con quần 6S này. Chị nào lấy quần tất 6S thì chốt luôn cho em cả thể luôn cho nó dễ. Đây là quần 6S cho các chị nhé. 6S này em đang bán với giá của nó là 135.000. 135.000 cho các chị quần 6S này. Riêng cái dòng 6S này thì là nó dày. Bên trong của nó là có lông. Rất là dày các chị nhá. Dày lắm. Đây ạ. Dày này. Rất là dày luôn. Bên trong của nó lông là lông nhung. Chị nào lấy quần 6S thì comment cho em là 6S. Tất cả bên nó của nó thiết kế là một gân đằng trước, một gân đằng sau. Không như con quần khác. Con quần khác của nó có hai gân, đó là gân bên này và gân bên này. Riêng cái dòng đó các chị mặc váy hay mặc mấy cái gì cũng thế nó sẽ bị hở mông ra. Nhưng dòng này thì không, bởi vì nó có một gân như một gân giữa thôi. Xem quần mèo lông chờ em một tí nhá. Quần đùi này của nó là quần nhung chị nhá. Chị nào lấy quần 6S thì chốt cho em quần 6S kèm tới điện thoại. Riêng dòng này thì lúc nào em cũng bán và tối em sẽ bán lập lại. Mỗi buổi tối em sẽ bán lập lại những cái con quần tất một lần. Các chị chú ý mua em nhé. Chị nào lấy cho em nhá. Đấy, của nó là 6S. Chị nào chốt 6S thì chốt luôn cho em. Quần mèo lông chờ em một tí nhá. Sau đó là bán cho các chị sang một mã áo nữa của nó rất là đẹp. Em chuẩn bị sang quần legging này. Đã lên lấy hàng rồi á. Được 200 đơn chưa? Hôm nay chốt cứ chậm thế nào nhỉ? Còn nhiều hả? Ở trong đấy còn nhiều. Mang lên em xả len thôi. Quần này cho em size M thôi chị. Quần này em mặc size M thôi. Cái quần legging này bán cho các chị là 130.000 nhá. 130 đối với quần legging này. Tất cả các chị 65-67kg đổ xuống các chị mặc vừa này. Quần này mặc thoải mái, có túi đằng sau, có túi đằng trước rất là sâu. Hàng này của nó là legging cao cấp. Đẹp nhỉ? 65-68kg đổ xuống các chị mặc vừa con quần này hộ em nhé. Áo luôn. Bị lỏng dây đâu cả. Áo này có màu gì? Màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu cà phê. Quyên đã đánh xong rồi á? Chưa. Thế làm gì đã lo xe đón. Các chị nhìn em nhé. Đây là con quần legging. Em bán toàn bộ quần legging này cho các chị. Chị ơi nạp pin cho em nào. Quần legging này bán cho các chị với giá của nó là 120.000 này, 130.000 này. 130.000 đối với quần legging cho các chị nhé. Chị nào lấy thì chốt cho em. Đây là mã số mấy chị nhỉ? Legging cho em là mã số 6 nhá. Mã số 6 quần legging cho em ấy ạ. 130.000 cho các chị, 68kg đổ xuống các chị mặc vừa. 68kg đổ xuống các chị mặc vừa. Chị nào lấy đi chốt luôn em nhé. Đây là quần legging, rất là đẹp luôn. Riêng dòng này cạp của nó các chị nhìn em nhé. Tất cả cạp này của nó được thiết kế bằng cạp chun. Và đây của nó là hình cusi. Quần 6S bao nhiêu? Quần 6S đang bán với giá của nó là 135.000. 135.000 đối với quần 6S. Chị nào lấy đi chốt em này. Đây của em nó là 130.000. Cái gì đấy? Đây ạ, chị nào lấy quần thì cho em quần số 6 kèm số điện thoại nhá. Số 6 quần kèm số điện thoại, cạp của nó rất là đẹp.
áo vàng sau em hết rồi chị nhá. Chị Bình ơi, chị tháo em con áo vàng này ra cái. Chị nào bổ sung qua đi. Chị nào lấy áo vàng ong thì chốt cho em nhé. Vàng ong kèm số điện thoại. Đấy là áo ở đằng sau. Nếu bây giờ bên em cũng hết rồi còn vài cái thôi. Lết dinh mẫu khác không chị ơi? Còn lết dinh mẫu này. Chị nào lấy lết dinh mẫu này thì chốt cho em này. Ngoài kia còn lết dinh mẫu khác không chị? Còn đây sao bé kìa. 130.000 cho các chị này. Cứ đứng mãi chả nhìn thấy các chị hỏi cái gì cả. Thôi em ngồi đây. Mã 6 của chị Lê Hải có nhá. Chị nào lấy mã 6 chốt cho em mã 6 nhá. Áo con công mẫu canh mặc. Áo con công mẫu canh mặc đấy là mã số 2 chị nhá. Con công canh mặc là mã số 2. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Áo đang mặc bán cho các chị nốt là 140.000. Nốt luôn 140 hết sạch nhớ các chị nhá. Con áo này người ta đang bán chị giá cao đấy ạ. 6S có mấy màu. Quần 6S thì nó là cái quần tất, làm gì có mấy màu hả chị. Quần tất của nó chỉ có một màu thôi. Quần tất thì em chỉ có một màu. Quần tất em chỉ có một màu này. Thể đi lấy hàng chưa? Chị Bình bảo lấy nhà chị Khoa của em này. Lấy nhà chị Khoa này. Lấy nhà Trân Hưng này. Lấy nhà Dung Phương này. Lấy nhà Dung Bắc này. Nhá. Mấy nhà cơ. Áo công giá bao nhiêu? Áo công tí nữa em. Áo công kia đang bán với cho các chị với giá là 165.000. Quần 6 có mấy màu? Quần 6S em chỉ có một màu thôi. Chị nào lấy hộ em với ạ. Hôm nay chị Lai à. Chị Phúc Nguyên ơi. Buổi trưa hôm nay em xả áo phao vừa mới xả xong. Chị nào lấy quần chốt cho em nhé. Ô, chị Lê chị Thủy ơi, bên em chị Lê Thủy ơi, bên em đã chốt đơn cho chị rồi, tức là có đơn rồi. Đã chốt đơn thì có đơn, nhưng nếu không có đơn thì làm sao bên em chốt cho chị được? Chị mà cứ gọi như thế là chốt thành mấy đơn liền đấy ạ. Chị mà cứ gọi như thế là chốt thành mấy đơn giống nhau cơ. Các chị bên em đã gọi điện xác nhận lấy địa chỉ rồi, tức là các chị đã có đơn rồi. Đó, em like được mấy em like ở được muốn mấy con. Cái gì chị Phúc Nguyễn nhỉ? Đấy, chị nào lấy chốt cho em nhé. Mã số 6 quần. Đây là áo len mã số 7. Áo len này thì em gồm có màu đỏ này. Áo len này gồm có màu đỏ. Len này của nó rất là dày. Có màu đỏ, màu đen. Màu đỏ, màu đen là màu vàng. Màu cam. Nè. Đây là màu đỏ nhá. 140.000 cho các chị. Cái hàng này trước của nó là 169.000. Đây của nó là hàng Quảng Châu loại 1. Không có hàng nhái. Len của nó rất dày và ấm, không bị xù. Nhìn em nhá. Đây của nó là màu đen này. Chị nào lấy màu nào chốt cho em màu đó. Không có quần bò chị Quang Thủy nhá. 6S của chị Oanh Bùi có nhá. Đấy. Bảo tên đi nhà Khoa nữa. Không phải quên nhà chị Hoa này. Này nhớ nhà Khoa nhá. Nhà Khoa Hà này. Nhà Khoa, Khoa này. Dung Kim Phương Hoa này. Dung Phương này. Trâm Hưng này. Trâm Hưng này. Nhung Bắc này. Nhung Bắc này. Áo Thái. Dung Phương ấy. Đấy. Áo vàng ong giá bao nhiêu? Áo vàng ong kia đang bán với giá của nó là 150.000. Nhưng mà các chị bổ sung ngoài của em với. Quần nhung 65kg có vừa chị nhá. Quần kaki, không có quần kaki đâu chị Elisa ngốc nhá. Một đơn hơn 800. 10 ngày rồi không nhận được. Dứa xanh ơi vậy à. Làm gì đến 10 ngày đâu. Đơn của dứa xanh mới vừa đi. Mới đi cách đây 3-4 hôm. Tay em là người ghi. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Chị không lấy hạ cho dứa xanh này chị bạn. Áo len này đẹp này. Áo len này các chị không lấy tiếc này. Áo len này đẹp nhỉ. 6 là chữ 7 áo này. Áo này 6 là lết dinh. 7 là áo chữ. Áo len 65kg có vừa chị nhá. Áo len 60kg có vừa này. Đây là màu vàng này. Chất vải của nó rất là lì, rất là đẹp, rất là mịn. Chị Dương Tuyết màu đỏ đấy nhá. Em đang xả cho các chị đấy. Các chị mà không lấy cái áo này thì cái len này đẹp này, ấm. Đây ạ, nhìn em nhé. Lấy một quần, ok chị Trần Luyến một quần nhé. Đây của nó là màu đen này. Hàng này thì là mặc luôn, bây giờ nó rất là ấm. Mà mặc dáng của nó thể thao đẹp. Chị nào lấy chốt cho em áo. Áo len màu đen của chị Vũ Tâm một con nữa này. Xả cho chị đây là mã số 7 nhé. Cho em mã số 7 kèm số điện thoại nhé. Mã số 7 kèm số điện thoại em. Đây là màu đỏ. Màu đỏ này của nó cũng đẹp. Lấy đen size L, ok của chị Hương Lê nhé. Chị nào lấy chốt cho em, các chị phải lưu ý phải cho em màu. Đơn thuốc sâu răng em chốt nhận được rồi, đơn trước đó vậy ạ. À, đơn trước đó của chị dứa xanh sao là báo hay vấn đề gì đấy đây. Để em kiểm tra xem là áo len đen của chị Lan Xuân có một con nhé. Màu đen này có bao nhiêu con chị?
Màu đen này hết rồi, còn đâu. Đây. Màu đen đây nhá, màu đen có 3-4 con thôi. Màu đen em có 3-4 con thôi. Bao nhiêu một áo? 140.000 các chị. Hôm nay thì các chị rất là trầm. 140.000. Áo này dặn đẹp này. Áo lên này đẹp này. Đây ạ. Đó, ok, đen cộng vàng của chị Minh Hằng nhá. Chị nào lấy màu nào thì chốt cho em màu đó. Đây của nó là màu đỏ, 65kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Áo đá trên canh bao nhiêu tiền? Áo đá trên canh đang bán là 170.000. Đây, mã áo đá đây. 170.000 áo đá này. Chị nào lấy chốt cho em với ạ. Ok, đen đỏ của chị Thu Dung nhá. Chị nào lấy màu nào thì chốt luôn cho em màu đó. Đây là màu đỏ. Áo hồng ngọc phía sau bao nhiêu? Áo hồng ngọc phía sau là 150 chị nhá. 150 áo hồng ngọc đằng sau. 145 hay 150 nhỉ? 145 đúng không? 150. Đấy, ok của chị Hoa Kiều này, một áo đen này. Lên đỏ của chị Trần Nhung Phượng đây này. Chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Chị ra mặt dáng thể thao của rất là xinh. Của chị Hà Hiền có nhá. Chị nào lấy màu đỏ chốt cho em màu đỏ. Chắc là còn khoảng chục con màu đỏ thôi là hết. Còn màu vàng với màu cam. Còn có chục con màu đỏ thôi. Ok nhá, chị nhận được hàng đẹp lắm. Cảm ơn chị Trần Luyến nhá. Cao 1m65 thì chị mặc hơi ngắn mất rồi. Quần bò nhũ không, quần bò nhũ bổ sung ở ngoài em nhá. Lên đỏ của chị Kim Phượng có này. Áo đen của chị Hoa Kiều có nhá. Của chị Hiền Hà có màu đỏ nữa này. Đó, còn có 4-5 con màu đỏ, chị nào lấy chốt cho em. Áo hạt ngọc có mấy màu, áo ngọc kia có 3-4 màu thì đấy, có màu đen. Của chị Trọng Trương Tuấn Đạt cho em số điện thoại nhá. Trương Tuấn Đạt cho em số điện thoại màu đen nhá. Màu đen còn có 1 con là hết sạch hàng rồi. Các chị mua thì các chị Nga Trần cho em số điện thoại. Đen đỏ này 150, ấm lắm mà đẹp. Đen đỏ của chị Nguyễn Thành có nhá. Còn 3 con, tổng cộng còn 3 con màu đỏ. Chị nào lấy chốt luôn một con em để em mặc. Của chị Thúy Nhi một con nữa này. Thúy Nhi một con nhá. Mặc sang màu nâu tây. Hai áo len giảm giá không? Chị ơi không, con này em đã xả rồi mà. Chị Thủy Ngô cho em, Thủy Thanh Ngô cho em số điện thoại nhá. Đây là màu nâu tây. Chị nào lấy 7 nâu tây thì cho em 7 nâu tây kèm số điện thoại này. Nâu tây này còn được khoảng 6 con. Nâu tây này có 6 con đấy các chị nhá. Đây là nâu tây có 6 con này. Đen đỏ chị Nga Trần có ạ. Áo kết hai vai còn không? Áo kết hai vai tối nay lại về chị nhá. Kết hai vai tối nay em sẽ bán luôn là mã số 1. Hàng đấy đang cháy hàng và hot hàng. Kể cả ở các like khác đặt cũng không có. Có thì số lượng của nó cũng vài con chứ không bao giờ nhiều như bên em. Bởi vì hàng đó bên em đã rất là nhiều hàng, đặt cách đây 2 tháng rồi. Tối nay nó sẽ lại về. Ok, Thủy Thanh Ngô màu đen có ạ. Chị nào lấy màu nâu tây nhá. Của chị Hoài Như cho em số điện thoại, có nhìn thấy chị Thúy Vũ. Chị nào lấy nâu tây thì chốt cho em nâu tây này. 140.000, chất vải của nó đẹp cực kỳ. Nhìn em nhá. Em xả nó có chị giá này em cũng tiếc lắm. Em đã thông báo xả từ sáng rồi. Đối với tất cả các chị là khách hàng quen, tối nay các chị sẽ rất là tiếc. Chị Hoài Như một con nâu tây. Ok, của chị một con nâu tây. Chị nào lấy nâu tây chốt cho em mưa to à? Nâu tây chốt cho em nâu tây nhá. Đẹp lắm. Hôm nay màu này của nó thì sang. Riêng mà cái màu này của nó sang, tất cả những màu này em đã lựa chọn đã lọc màu rồi. Chị mọi một con dâu tây như này. Chị nào lấy dâu tây thì chốt cho em nâu tây nhá. Nâu tây, dâu tây cũng được. Còn có 3, 4, 5. Em còn 5 con. Ok, của chị Trung Nguyễn một con lâu. Con nâu chứ con lâu à. Chị mọi có nhá. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Của chị Nguyễn Phượng này, cam với lâu tây của chị này. Cam với lâu tây của chị, cam thì còn đâu. Đây là một lâu tây. Có quần tất không? Chị Trần Thượng ơi, em vừa mới bán quần tất xong. Đỏ của chị Định Lưu có nhá. Chị nào lấy nâu tây thì chốt cho em nâu tây ạ. Có sai. Cái này 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. 65kg đổ xuống các chị mặc vừa này. Chị nào lấy chốt cho em đấy ạ. Ok. Của chị Hạnh Trần nâu tây và đỏ có nhá. Chị Tạ Như Thùy cho em điện thoại. Chị Lan Xuân cho em điện thoại này. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Chị ơi còn cái gì mang lên bán nốt này. Chốt cho em nhá. Nâu tây kèm số điện thoại. Chị đen mà, chị Trần Kim Phượng màu đen thì cho em màu đen kèm số điện thoại. Thôi, lấy cái này để bán sau. Này để bán sau. Bán luôn đi. Con áo này
này bán cho các chị với giá của nó xả là 80.000 này. 80.000 có màu hồng, màu xanh, có cổ cao và cổ thấp. Như này nó rất là lẻ, có vài con đi. Thôi. Cho em con này là mã số 7, mã số 8 nhé. Mã số 8 với giá của nó là 80.000 cho các chị này. 80.000 mã số 8. Nô tê của Thu Hoài Cao có này. Lạnh đấy. Mã 8 kèm số điện thoại em nhé. Mã 8 này có ít thôi, xả cho các chị là 80.000. Đây là gen của nó, là gen 2 lớp. Màu lâu một cái ok ở chị Hướng Đông có mặc vừa nhá, 55kg các chị mặc vừa thoải mái. Đấy chị nào lấy chốt cho em này. Mã 8 kèm số điện thoại. Còn 4 còn 3 con màu lâu, 4 con màu, 3 con màu lâu tây. Một con màu vàng. 3 con, 2 con màu vàng, 3 con màu xanh. Chị nào lấy con nào thì chốt luôn cho em con đó này. Đây của nó là màu xanh này. 80.000 cho các chị nhá. Đây của nó là áo giữ nhiệt. Kim Oanh ơi nhắn tin bên em làm gì đã trả lời được. Một áo len nâu tây ok chị Vũ Sinh nhá. Đấy chị nào lấy mã số 8 thì chốt cho em này. Em đang xả hàng các chị với giá này của nó là giá yêu thương chứ còn bình thường cũng chẳng có đâu. 80.000. Mã 8 của chị Ngọc Thêm Võ một con nhé. Đây của nó, hàng này của nó là hàng giữ nhiệt. Tất cả của nó đều là hai lớp, cổ là cổ thấp các chị ạ. Đây là mã 8 kèm số điện thoại của em. Mã 8 của chị Ngọc Thêm Võ một con nữa này. Có màu hồng, hai con màu vàng. Màu xanh của nó đấy ạ. Ok lâu tây của chị Vĩnh Tâm có này. Nhìn em nhé. Đây là màu vàng này. Đơn hôm qua của chị hơn 1 triệu gửi chưa? Trung Nguyễn ơi bên em đã chốt vàng. Chốt rồi tức là đã gửi rồi nhá. Châu Hoàng một con màu nâu tây như này. Mã 8 của chị Anh Trần như này. Mã 8 của anh Trần một con nhá. Của chị Lê Huỳnh màu nâu tây đúng không ạ? Hàng này của nó là hàng gen mà chị Minh Hằng một con màu vàng cho em số điện thoại nhá. Chị ơi phải cho em số điện thoại. Không cho số điện thoại làm sao em chốt được. Hồng của chị Kim Hoan có này. Giữ nhiệt màu xanh có như chị Lê Nhường nhá. Cho em số điện thoại nhá. Cho em số điện thoại chị nhá. Cho em số điện thoại màu xanh. Màu nâu tây của chị Oanh Trần có này. Nâu tây của chị Châu Hoàng có này. Có vài con thôi. Ai lại trêu con ở đây? Nguyễn Phượng một con này. Trêu nó làm gì cho nó khóc vậy. Không làm được, rứt đầu. Chị nào lấy đi chốt cho em ấy ạ. Nâu tây mã số 8. Còn 3 con nâu tây. Màu nâu tây này của nó đẹp này. Của chị Hà Võ một con mã số 8 màu hồng nhá. 65kg của chúng các chị mặc vừa. 65kg. Chị Minh Hằng ơi, các chị chốt đơn muốn có đơn hàng đẩy lên thì các chị phải cho em số điện thoại, nếu không là sẽ không có đơn hàng đâu. Bây giờ là máy tính chốt chứ không phải là bằng tay chốt chị nhá. Bằng tay chốt thì có thể là dồn đơn cho các chị và tìm túi thả vào, nhưng mà bằng máy thì nó không chốt được. Vàng 60kg của chị Ngọc Thảo có mặc vừa này. Đây là màu vàng. Gen của nó là gen 2 lớp. Màu xanh của nó đẹp. Màu xanh này của nó có 3 con này. Đây là xanh coban. Bên em không miễn phí ship chị nhá. Có thấy mình không thích đồ bên bạn lắm, cảm ơn chị Nguyễn Trâm em có nhìn thấy chị nhá. Màu nâu tây và màu hồng của chị Ngọc cái này. Nâu tây và hồng của chị Ngọc cái này. Màu hồng của chị Hải Yến có nhá. Màu hồng còn 2 con. Màu hồng của chị Đặng Thủy có này. Chị nào lấy màu xanh coban và màu nâu tây chốt cho em, màu hồng còn 1 con thôi. Áo tay ngắn bao nhiêu chị Thủy? Chị màu nâu tây số 8 của chị Tuyết Vũ có 1 con nữa này. Màu vàng chị Minh Hằng có nhá. Còn 1 con nâu tây. Ok của chị Hoa Hoàng màu hồng và màu xanh có này. Lâu tây của chị Nguyễn Kim Trường có này. Lâu tây hết rồi chị Lê Nhường. Chắc là Lê Nhường có được con lâu tây không? Còn hai con màu xanh. Hồng lấy hai cái chị Hà Võ thêm một con nữa này. Còn hai con màu xanh chị nào lấy cho nốt nhé. Còn hai con màu xanh chị nào lấy cho nốt cho em màu xanh. Lưu ý là chia sẻ like cho em để độ công khai. Hồng này các chị lấy đi chốt cho em nhé. Hồng mã số 9 này. Đây là hồng cổ mã số 9 của em. Số điện thoại của em có em đã đăng trên tường rồi, 9 số chị nhé. Rồi màu xanh của chị Giữa Xanh có này. Màu hồng của chị Phạm Thị Hà có nhé. Màu hồng của chị Phạm Hà có nhé. Đây có hai con hồng, một con hồng của thấp này. Hồng của Hà này. Chị cho luôn vào mã đấy đi. Hai con màu cam. Em có hai con màu cam. Chị nào lấy màu cam thì chốt cho em màu cam nhé. Màu cam kèm số điện thoại em. Đây của nó là màu cam.
Hộp sau lưng của em nó là quần 6S chị nhá. Đó là quần tất 6S dày, có lông ở bên trong. Tư vấn kem đi hương, tư vấn kem dưỡng da. Chị Thúy Nhi ơi, nhưng mà kem dưỡng da nhà em làm gì có kem dưỡng da ở nhà đâu. Em đang sử dụng riêng cá nhân thôi. Thúy nữa sẽ giới thiệu các chị thuốc sâu răng. Thuốc sâu răng thì là 10 người nhận được, cả 10 người đều rất hài lòng. Thế các chị nhá. Đó, số điện thoại đây ạ. Đây của nó là màu cam. Em có hai màu cam, của chị Ngọc Thảo một con màu cam này. Đây có một con màu cam nữa, chị nào lấy chốt hốt cho em. Cổ này của nó là cổ bông hoa. Hết hàng và cháy hàng nhá. Chị nào lấy cam chốt cho em cam nhá. Đấy là con cam. Có một con màu đen. Có một con màu đen. Có một con màu đen này. Dứa xanh mua nhiều thế. Chị dứa xanh thì mua nhà em nhiều lắm, khách quen rồi. Mua nhiều luôn đấy chứ không phải là mua ít đâu. Có một con màu đen, chị nào lấy đen thì chốt cho em nhá. Có hai cam, một đen. Đây là hồng củ cao. Củ cao ở đấy 5 con. 5 con củ cao. Cho vào đấy luôn. Đây nhé, áo này của nó là áo 8 cổ cao này, chị nào lấy 8 cổ cao thì chốt cho em. Màu đen ok, màu đen của chị ạ, 65kg của chúng các chị mặc vừa. Áo em mặc đó là chất gen các chị nhé, nó là gen 2 lớp rất là đẹp. Đó, nhìn em, gen 2 lớp cao cấp, mua ít trên line lắm, toàn điện thoại bình chốt đơn. Vậy à chị Thúy, ok, chị Hường Đông màu đen này. Cổ cao hồng có 5 con, chị nào lấy chốt nhanh em nhé. Thúy Nguyễn Thị, phải không, Nguyễn Thị Thúy. Đây ạ. Thế hôm nay em nhìn cái tên hơi lạ lạ. Đó, đây của nó là hồng cổ cao này. Duy nhất có màu hồng thôi. Hết hàng này rồi đúng không chị? Hết sạch nhá các chị nhá. Đó, chị nào chốt thì chốt luôn cho em. Xin chào Lan Rừng Bốn Phương nhá. Hồng cổ cao của chị Thanh Nguyễn một con này. Có 5 con, chị nào lấy chốt cho em. 80.000 thôi, đang xả nốt cho các chị đấy. Quần ống loe chị bổ sung ở ngoài của em nhá. Quần ống loe em vẫn còn đi bổ sung ở ngoài, 63kg chị Đào cũng chỉ có mặc vừa. 80.000 đang xả nốt cho các chị. Hồng cổ cao chị Vũ Tâm cho em số điện thoại này. Của chị Nhung Vương cho em số điện thoại này. Các chị phải cho số điện thoại em mới chốt được đơn hàng nhé, chứ không em không chốt được đâu. Tất cả phải để lại cho em số điện thoại. Đó, con áo này em bán cho các chị là 180 này. À 80.000, 80.000 hết. 80.000 hết. Kết vai tối mai, tối nay em lại bán nhá. Tối nay 8 giờ em lại bán áo kết vai. Đây ạ, con áo này nhá, bán cho các chị là 180.000 nốt này. Xả nốt. Nick Thúy Nguyễn bị khóa rồi. Ôi giời ơi, thế à. Em có sức này bị khóa đây, sáng á. Cho em đây là xả 9 này. Thúy Nguyễn mua nhiều lắm. Là phải nói thẳng trực tiếp cho chị tốt. Em đi bán cà phê. Một 80 đối với cái con 9 này cho các chị nhá. 9 kèm số điện thoại cho em. Con này 65kg một số là các chị mặc vừa. Con này đẹp này nhỉ. 180 bán nốt cho các chị này. Cổ cao hồng. Chia sẻ nhiều bị khóa. Đây ạ, chị nào lấy chốt cho em nhé. Đây là con số 9 kèm số điện thoại. Số 9 kèm số điện thoại em nhé. Bán cho các chị với giá của nó là 180.000 nốt này. 65kg đổ xuống các chị mặc vừa, co giãn 4 chiều thoải mái. Hàng này của nó thì nó là hàng báo. Đó, trước kia em bán hàng báo rất là nhiều. Bị chật Hương ạ. Quần mèo thế này phải nhận được đơn bên em mới gửi quay lại cho chị được. Đó, chắc là có đơn quay về các chị rồi, nhưng mà em phải nhận được đơn thì mới quay về chị nhá. Chị Đào Nguyễn Thị một cao này có này. Một đá một đen ok ở chị Thúy Thanh nhá. Chị nào lấy chốt cho em, đây là số 9 kèm số điện thoại. Số 9 kèm số điện thoại cho em. Tay của nó xinh chưa? Tay của nó rất là đẹp, tất cả cổ tay của nó đều có hoa. Len hồng phía sau giá bao nhiêu? Len hồng phía sau đang bán là 150.000 chị nhá. Đấy là len lông hồng tối em sẽ bán.
Áo nào, con này của nó rẻ mà. À, chị ơi, khóa tay công lúc đầu không có đấy, có tay công lúc đầu tí nữa sẽ bán luôn bây giờ. Còn con áo công đâu chị nhỉ? Chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Tay của nó là con số 9. Số 9 này đẹp. Chị nào lấy số 9 chốt cho em nhé. Số 9 báo của chị Châu Hoàng có này, của chị Bích Hằng có này. Chắc có được khoảng chục con thôi. 65kg của chúng ta chỉ mặc vừa. Báo số 9 của chị Phúc Lộc Thịnh nữa này. 180.000 chẳng mua ở đâu giá này luôn. Tay của nó toàn bộ là tay gen. Nhìn em nhé. Đây là tay gen này. Hàng hoa này của nó xinh. Đặt hàng từ từ mùng 5 tháng 12. Hôm nay là bao nhiêu rồi chị? Mùng 5 tháng 12 thì chắc chưa nhận được đâu. Nếu đi Viettel thì chưa nhận đâu. Hôm nay 11 đúng không? Chắc là trong vòng hôm nay hoặc ngày mai chị nhận được hàng thôi. Chị Ngân có ạ. À, hỏi nhận được chưa để chị báo nhân viên. À chị ơi, cái này thì em phải kiểm tra sổ. Nếu như đơn quay đầu của chị về có cái là nhân viên bên em sẽ tự động gọi lại cho các chị ngay, đổi ngay. Các chị không phải sốt ruột bởi vì là nhiều lúc đơn cũng phải 10 15 ngày mới về đến đây chứ không về nhanh như thế được đâu. Vì các chị chuyển theo hệ thống chậm. Mà em yêu cầu cho các chị là khi gửi hàng đổi thì là toàn bộ gửi chậm chứ đừng gửi nhanh. Gửi chậm cho vì ship của nó rẻ, các chị mà gửi nhanh vì ship của nó lên gần 100.000 cơ. Đó, nhiều chị thì cứ bảo bên em gửi bảo hàng cho chị to ơi là to. 8-9 con áo mới có 50.000 các chị kêu giới cái đất lên. Nhưng mà các chị gửi cho em một con áo còn 60 mấy nghìn. Thế lúc đó thì không biết là em kêu ai. Đó, trực tiếp các chị là nếu chị nào là người đi gửi nhiều thì các chị sẽ biết mà không bao giờ lăn tăn vì ship. Đó, chị nào lấy chốt cho em nhé. Đây của em là mã 9 chị Tâm Thanh có này. Mã 9 này em có vài con thôi, không có nhiều. Mã 9 kèm số điện thoại em nhé. Mã 9 kèm số điện thoại em đấy ạ. Cái máy này của em không chia sẻ được đâu nhá. À, mã 9 của chị Trung Nguyễn có này, chị Hiếu Dương có này, của chị Nguyễn Lê có này. Đó, còn 4 con. Còn 3 con, còn 4 con nhá. Chị nào lấy chốt nốt cho em này. Mã 9 kèm số điện thoại chị Nguyễn Lê có. Beo này của nó là beo đẹp đấy, beo chuẩn hàng Quảng Châu loại 1 chứ không phải là beo linh tinh đâu. Đây là còn dư hàng em bán cho các chị đấy. Nhìn em đấy ạ. Áo này đang bán là 180.000. Xả nốt cho các chị nhá. 180.000 xả nốt cho các chị, trả được bao nhiêu quần áo này đâu. Bán này em còn lỗ vốn rồi, nhưng bán nhiều. Có áo phao chị mặc vừa không? Vũ Thị Ánh ơi, áo phao tối nay có áo phao chị vừa đấy ạ. Tối nay có áo phao to. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Chị Bình mang của em cái con áo ở trong nhà vào đây. Con áo dại, dài, có áo thân dài này. Bán toàn bộ với các chị với giá của nó là 320.000. 320.000. À, chị Lại Thì Ngọc Dầu ơi, có đi chưa vậy? À, bé ơi, bé ơi, ai làm đơn của chị Lại Thì Ngọc Dầu đi chưa? Đi chưa? Sao em không làm cái đơn của chị đi đi? À thế hôm qua chị vừa lấy xong làm gì đã đi được. Nếu các chị mà nhặt xỉ các chị phải thông báo cho đi bên em mới cho đi nhá. Con áo này là con áo ong. Bán toàn bộ cho các chị áo dài, áo thân dài 65-70kg của chúng các chị mặc vừa. Bán toàn bộ cho các chị với giá của nó là 320.000. Hàng Quảng Châu loại 1 áo ong đây này. Áo này các chị mặc mấy váy thì đẹp cực kỳ luôn. Ban nãy em vừa mới mặc với quần 3D nhỉ. Đây để em mặc với quần tất cho các chị xem luôn nhá. Em mặc cả bộ lên cho các chị nhìn thấy ạ. Rất là đẹp. Quần 6S màu đen đi kìa chị. Đây. Đây em mặc cả bộ cho các chị xem này. Quần 6S đây em cũng thử luôn để các chị nhìn thấy nhá. Đây là quần tất dày, bên trong của nó có lông. Con áo này em bán toàn bộ cho các chị với giá của nó là 320.000. Áo này của nó là kaki cao cấp loại 1 hàng Quảng Châu. Đẹp nhỉ?
có thể mặc cả bo và cả được cả các chị có thể là mặc cả kéo và cả suông nhá. 320.000 cho các chị này, rất là đẹp con áo này. Chị nào lấy chốt nhanh cho em với ạ. Hàng đi một tuần rồi chưa có à, chị Nguyễn Lê cho em số điện thoại để em kiểm tra đơn nhá. Rồi ok, của chị Hồng có này, tất cả các chị lấy xỉ hôm nay em thấy các chị đi đâu hết rồi. Con áo này bán cho các chị với giá của nó là 320.000. Em xả toàn bộ luôn. 320.000 các chị nhá. Con này của nó là áo thân dài. Đó, đây của nó là dáng đằng sau và đây là dáng đằng trước. Các chị nhìn em là có mũ. Con này thì nó có dây kéo ở bên trong. 65, 68, 70kg một xuống các chị mặc vừa. Chị mua đồ không thấy nhân viên gọi điện. À chị Thu Hà ơi, để lại cho em số điện thoại này. Nó là bị sót đơn. Cái này các chị có thể kéo được thành hai lớp nhé. Ví dụ như là các chị kéo dây bên trong của nó vào như thế này thì nó là sẽ là cái áo này của nó là dạng măng tô. Ở đây nó có chun ở giữa này. Đó, sau đó là mình sẽ kéo khóa vào. Còn nếu như các chị thích mặc suông thì các chị có thể mặc suông. Đây của em là quần 6S với giá 135.000 và con áo ngoài, áo trong là 180.000, áo ngoài bán là 320.000. À, các chị đã khách quen này các chị nên mua bởi vì nó đẹp lắm. Lớp lót của nó bên trong nhé, tất cả đây là hàng Quảng Châu. Áo lông là trên Facebook bao nhiêu? À, đầu tiên à, áo trên Facebook đầu tiên áo này, à áo lông đấy em đang bán với giá của nó là 155.000. Đây ạ, con này của nó đẹp chưa? Chất vải của nó thì không phải chê một công nào. Đây toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp, có đủ size chị nhá. À, số béo ok, mã chính của chị này. Chị nào lấy áo này thì chốt cho em. Đây là mã số 10 kèm số điện thoại. Đẹp lắm, từng cái khuy cái cúc của nó luôn. Đẹp nhỉ chị nhỉ? Đây nhá, các chị nhìn em nhá. Đây là túi khóa áo của nó. Gấu của nó là loại 1 cao cấp. Hàng này các chị đi trường đi sở mặc thì cực kỳ là thích luôn. Đẹp nhỉ? Em đứng xa này các chị nhìn thấy nhá. Chị nào lấy chốt cho em áo này, đang bán cho các chị với giá của nó là 320.000. Có màu gì chị nhỉ? Màu đỏ. Có màu đỏ này, màu đen này, màu xanh rêu luôn đúng không? Đúng không? Màu đỏ, màu đen, màu xanh rêu. À, chị Nguyên Lê có size chứ, chị Dứa Xanh ơi, có đủ size mà. Có đủ size cho các chị, 45kg đổ lên các chị mặc vừa. Các chị nhìn qua em mặc thì các chị biết tất cả chữ này của nó đều là chữ dập. Không bao giờ sợ bị hỏng, bị bay. Không bao giờ sợ bị bạc màu. Đẹp lắm luôn, áo đó có màu khác không? Áo này có màu đỏ. Em có màu đỏ này, có màu đen này. Màu đỏ, màu đen và màu xanh rêu. Chờ em tí nhá. Cái hàng này của nó hàng Quảng Châu là đúng đấy. Chị nào lấy thì chốt luôn đi, không là tiếc. Con này của nó đẹp mà xinh. Chất vải của nó thì lì. Đây là màu đen. Đây là màu đen cho các chị nhá. Ok, áo dạ còn không, áo da còn không. Hôm nay chị vào xem thử. Ok chị Thanh Thủy nhá. Còn mấy màu, đây của nó là màu đen này. Mặc cho các chị sang màu rêu này. Đây là màu xanh rêu. Màu đen thì ra các chị nhìn nó hơi tối bởi vì là nó không phát hiện ra màu. Không phát hiện ra các chi tiết đường áo của nó. Các chị có thể kéo dây của nó vào trong này. Tùy theo các chị kéo. Đây là màu rêu. Đây là màu rêu cho các chị này. Con này của nó ấm lắm. Bên trong có trần bông. Cái này mà mặc với quần 3D cũng đẹp. Chị nào chốt màu rêu chốt luôn cho em nhé. Con này thì từ độ khoảng các chị 48 cho đến các chị 65, 67kg các chị mặc vừa. Đây là màu rêu này. Mặc trông nó rất là tây. Mặc cái hàng này trông nó tây cực kỳ luôn. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Đây là màu rêu. Em quay đằng sau đi ok nhé. Đây là đằng sau cho các chị. Đây là đằng sau. Đằng sau này các chị có thể kéo dây tùy theo các chị kéo đến đâu. Mình kéo đến đâu nó sẽ ôm đến đó. Em mặc cái con này của nó là size hơi to, nó hơi rộng. Đây là màu rêu. Quần tất em mặc bao nhiêu? Đang bán là 135.000 quần tất nhé. Áo lông vũ chị chưa? Áo lông vũ cho chị Chư Hương, chị Hồng Ngọc ơi, chị đã chốt đơn chưa? Đây của nó là màu xanh rêu này. Thử nốt sang á. Cái này các chị mặc mấy váy mà. Cái này của nó là dạng áo khoác ngoài, dạng măng tô, người ta toàn mặc như thế này thôi. Người ta chỉ mặc coi như cái áo khoác ngoài thôi chứ không mấy khi người ta kéo khóa đâu. Gọi là áo khoác nhẹ mà ấm và đẹp. Năm nay thực ra là các chị ở trên này thì các chị chưa thấy cái hàng này nó mốt lắm. Chứ cái hàng này ngoài thị trường nó đang là hàng mốt đấy ạ. Mà rất là đẹp. Rồi ok, mã 10 của em nhá. Bao nhiêu tiền? 320.000 cho các chị. 320.000. Trước mình bán là 380 hay 390 nhỉ? Trước mình bán 380 đúng không? Đây của nó là màu đỏ các chị nhá. Đây là màu đỏ này. Chị nào lấy màu nào thì khoác chốt cho em màu đó. Đó, nó khoác nhẹ như này rất là đẹp. Bình thường chỉ cần khoác như này thôi, chả cần khoác nhiều nhỉ. Nó cũng rất là ấm, trông cũng rất là tây rồi. Cái này các chị mà đeo ba lô thì xinh lắm. Các chị kéo khóa lên nhá. Bao nhiêu?
À, màu đen ok chị Hiếu Dương có nhá. 320.000 cho các chị. 320.000 rất là rẻ con áo này. Chất vải của nó thì không cần phải chê, nặng trịch luôn. Kéo cái dây này vào. Kéo cái dây này vào thì mình là áo như thế này. Như một con váy. Như một con váy luôn. Nhìn em nhé. Kéo dây vào nó như một con váy luôn. Đó, còn nếu không các chị thích thì các chị có thể bỏ ra. Đi với bốt này đẹp nhỉ. Đây của nó là màu đỏ. Đẹp nhỉ. Đây là màu đỏ này, như một con váy luôn các chị nhá. Chị nào lấy chốt cho em với ạ, rất là xinh, đặc biệt là có mũ đội nữa. Em bán với giá của nó là 320.000 cho các chị. Lấy thêm một quần tất ok ở chị Ngân Hoàng ạ. Màu nào đẹp hả Hương? Chị ơi màu nào đẹp á? Màu đỏ. Em đã mặc thử cả ba màu rồi. Các chị thích màu nào? Thực ra là màu nào của nó cũng đẹp, các chị kết hợp với tất cả các loại đều được mà. Nó dễ mặc lắm. Cho em cái em mặc luôn cho nó ấm. Mã 10 chị Lê Hải cho em số điện thoại nhá. Rồi ok. À, chị Vũ Thị Ánh ơi, chị lấy màu nào à? Chị thích màu nào? Chị thích màu nào thì chốt cho em màu đó. Thích màu nào thì chốt cho em màu đó. Mặc em thấy rất là đẹp, còn em chẳng biết các chị cảm nhận như nào, nhưng đối với em thấy đẹp. Chị Lê Hải có nhá. Chị Ánh ơi lấy một con đi. Chị Ánh thích con nào thì chốt lấy một con. Cái này là đang xả hàng đấy, ưu tiên cho buổi trưa ngày hôm nay thôi. Chứ bình thường không có giá này đâu, bình thường bán với giá của nó phải cao. Riêng cái dòng này của nó là dòng Quảng Châu, nhìn từ cái tay của em, từ cái ống tay này. Cái này thực ra là nó mặc cho những cái người gọi là hơi tây tây một tí, nó mặc nó rất là sang. Chất gì tất cả cái này của nó đều là chất thun quảng, nó kiểu như là chất thun mang tô ấy các chị ạ. Đẹp lắm, không xù, không bay, không hỏng, không nhã, không gì cả. Chị nào lấy cho nhanh của em nhé. Em cũng thấy nó đẹp, của chị Nguyễn Sâm màu đỏ này. Em cũng thấy nó rất là đẹp mà mặc nó rất là sang. Chị nào lấy cho nhanh của em nhé. Chị nào lấy cho luôn cho em nhé. À, Hương ơi, lát ngừng like cho chị. Chị Phương ơi, cái này thì nhân viên bên em sẽ chốt đơn cho các chị mà. Cái này nhân viên bên em sẽ chốt đơn cho chị. Ok, chị Lê Hải màu đen nữa này. Rồi, bao nhiêu? 320.000 cho các chị nhá. 64kg, chị Vũ Thị Ánh để lại cho em mã số 10 kèm với điện thoại. Các chị có thể mặc vừa. 64kg thì cho em số điện thoại. 65, 67kg đổ xuống các chị là mặc vừa con áo này rồi. Mặc nó rất là sang. Mình khoác mình váy, váy dài của nó ấy. Đặc biệt các chị mặc mấy cái váy nó đến đây này, nó rất là xinh luôn. Có áo da không? Chị ơi áo da thích quá à. Hà Út ơi mua đi. Con này của nó đẹp mà. Con này của nó đẹp. Em chuẩn bị tới đây cũng đi chơi một số nơi lạnh lạnh là cũng phải chuẩn bị mấy con áo như thế này. Mấy lại bốt mấy áo ấm mặc để đi chơi. Độ ok ở chị Nguyễn Sâm màu đen nhá. Chị nào lấy màu nào chốt cho em màu đó. Mã 10 màu rêu chị Vũ Thị Ánh có nhá. Màu rêu của chị Ngân Lê có này. Quần tất 135 ok của chị Hiếu Dương có nhá. Hàng này của nó và một cái đỏ nữa ok nhá. Nhìn cả bộ của em ấy ạ. Em đang mặc cả bộ cho các chị nhìn thấy nhá. Quần tất này của nó có 1 cân thôi đấy. Quần tất này của nó có 1 cân thôi. Không bao giờ sợ lộ mông. Em đang đi mấy bốt các chị nhìn em nhé. Bốt này của nó rất là đẹp. Bình thường mà các chị mua cái con, bình thường mà các chị mua cái con quần tất đấy thì là ở bên cạnh này của nó bao giờ các chị đeo nó cũng bị phùng. Nó sẽ bị phùng hết ở phần này lên nhá. Mà các chị thấy không, chân em Hương rất là nhỏ, mà em mặc cái con quần này nó không bị phùng một tí nào. Đấy, em đang đi mấy bốt. Chị nào lấy đi chốt cho em nhá. Đây là mã số 10. Đang mặc bao nhiêu? Beo ở bên trong đang mặc bán với giá của nó là 180.000 sản. Chị muốn mua quần bò chất đẹp có chưa? Chị Vũ Thị Ánh ơi, nhà em lúc nào cũng có quần ở ngoài. Live chưa tối nghỉ à? Không chị ơi, tối em vẫn bán hàng bình thường nhá. Buổi trưa này thì là em muốn xả cho các chị. Như hôm nay em đã thông báo rồi, áo phao để rất là chật nhà luôn. Cho nên là trưa nay em đã xả nó, chị tất với giá 150, không bao giờ bán giá đó nhá. Nhưng mà tối nay thì em vẫn cứ bán hàng bình thường, 8 giờ bắt đầu bán. Các chị cứ yên tâm là tối em không bỏ các chị đâu, không để các chị buồn đâu. Em đi đâu thì đi, làm gì thì đi. Áo khoác lông, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng mà cứ đến tối đấy là phải về. Kể cả nhiều lúc đang ăn ở dưới cách nhà khoảng 4-50 cây cũng phải phi về để bán hàng cho các chị đúng giờ, 8 giờ đến 8 giờ 15. Bên em thì được cái là không bao giờ bán hàng linh tinh, bán hàng đúng giờ đúng giấc. Bất chợt bán trưa em sẽ thông báo cho các chị. Quần bò đá nhập xỉ bao nhiêu, cái này thì chị comment qua cho em qua Facebook hoặc qua Zalo ấy, hoặc qua Messenger cho em nhé. Đó, chị nào lấy chốt cho em nhá. Màu này của nó đẹp này. Chị nào lấy màu đỏ chốt này. Có quần bò 65kg, 65kg em hết size rồi, không còn. Đẹp nhỉ chị nhỉ? Thực ra mặc nó rất là tây. Nhìn mặc nó rất là tây luôn. Cái dáng này của nó tây này. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Cái gì? Không em. Đấy, chị nào lấy thì chốt nha. Mình khoác nhẹ thôi cũng đẹp. Quần này, bốt này. Bốt này mua 120.000, trả ai tin. Chị nào thích đi giày thể thao đẹp. Áo hồng trên canh bao nhiêu? Xin chào chị Thị Thức nhé. Áo hồng trên canh đang bán giá của nó là 140, 150.000 đúng không?
150.000 đồ béo hồng, bán quần bò chất đẹp đi Thúy Phụng ơi, ở ngoài cửa hàng của em cũng còn. Các chị nhìn nhá, rất là đông nhá. Mọi người vẫn đang làm việc, đang chốt hàng. Ngồi như học sinh đi học luôn, 9 đứa. Nhìn em. 4 đứa bên này, 5 đứa bên kia, 9 đứa liền. Tí nữa em livestream cho các chị xem. À, em muốn xem mẫu thì vào Zalo à chị? Chị Hương Nguyễn ơi, muốn xem mẫu thì à không. Nhà em thì lại được cái không bao giờ đăng bài trên tường. Like khác người ta sẽ đăng cho các chị để mời chào, để nhặt trên cái bình luận. Như nhà em thì chỉ thỉnh thoảng em mới đăng để thông báo với các chị là có hàng này về thôi. Chứ còn nhà em không mấy khi em đăng trên tường đâu. Chị nào theo dõi nhà em thì các chị biết. Lưu ý là chia sẻ like cho em nhé. Bấm theo dõi chung số của em này. Chị ơi, áo ở giữa bao nhiêu? Ở giữa có bán luôn áo ở giữa không? Bán luôn áo ở giữa cho các chị nhá. Áo giả bò với quần mèo có bán không, để em bán luôn nhờ. Quần mèo đâu chị? Quần mèo em bán luôn đó các chị nhá. Mít thế. Ôi dồi ôi. Chị ơi ngồi cho nó ấm. Em còn quạt sưởi bên cạnh đây này, lạnh lắm. Nhà em nó rộng lắm, nhà em nó to. Nó không có không lắp được điều hòa, bởi vì nó thông theo hệ thống cầu thang. Cái hàng này phải, nếu như mà muốn ấm phải bán trong phòng cơ. Nhưng mà phòng nhà em thì nó lại bé, không bán được. Trên tầng 2 thì rộng nhưng mà không leo lên đấy được. Leo lên thì chết. Ngồi đây toàn phải sử dụng quạt sưởi thôi, dạo này nó lạnh. Đấy, chị nào lấy chốt cho em nhé. 150, chị Trịnh Mơ ơi, cứ để lại cho em 150 kèm với điện thoại để em xem là còn không. Đó, đây là quần tất, quần nhung này. Cái áo đỏ ấm lắm mà đẹp lắm. Bây giờ mới vào là chị Xuân Thịnh. Thịnh Xuân bây giờ mới vào á. Rồi, chào Xuân Thịnh nhá. Đây là quần mèo. Quần mèo đây nhá các chị nhá. Đây là quần mèo của em, toàn bộ là hàng Quảng Châu. Nếu như các chị mua quần mèo lông của nó là hàng Việt Nam mình, các chị đã phải mua với giá của nó là 150 và 155, 160, thậm chí là có chị mua 180 quần này. Thế nhưng hàng đó của nó các chị mặc vẫn bị đũng dài. Và hàng đó, à thế à, chị Nguyễn Thị Sang nhận được hàng rồi, đẹp lắm đúng không? Cảm ơn chị nhá. Áo phao còn không? Chị ơi áo phao để xem lại like xong comment của em với, gọi điện trực tiếp cũng được. Chứ bây giờ không bán lại áo phao đâu, bởi vì em hết hàng rồi, tối nay lại về nhưng mà không biết về hàng gì các chị nhá. Nhưng mà nó về là nó sẽ về cái dòng cao cấp chứ nó không về cái dòng này nữa. Cái dòng này em hết hàng rồi, em xả hàng các chị thôi. Quần này đúng của nó không dài mà không xù, không bay, không nhão. Em cho các chị xem tận của nó bao bì và tem mác nhá. Và đây là ống cho, đây là bên trong của nó. Đây là bên trong lông của nó, không khác gì con quần tất cả. Hàng lông của nó lông xanh, lông đỏ, lông tím. Nó không phải là hàng đẹp, mà chỉ có lông đen của nó là hàng lông đẹp thôi. Và hàng Quảng Châu thì nó không. Nói thật với các chị là 120.000 không ai bán cho chị giá quần này. Em nhập bằng 1.000 con một chứ không bao giờ nhập 1-200 con một. 1.000 con một, 2.000 con một. Mỗi ngày về được khoảng 100-250. Thậm chí không về con nào, rất là tiếc. Đợt này về lần cuối cùng là được 200 con. Nhìn em quần mèo nhá, đây là mèo xịn nhá. Có màu ghi và màu đen, 120.000. Chị nào đấy thì chốt luôn cho em với ạ. Áo đang mặc này là mã số 9 chị nhá. Mã số 9 này bán với giá của nó là 180. Quần mèo này 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. Em có thể mặc cho các chị xem trực tiếp luôn thay con quần tất này. Đó, em gửi cho chị quần chưa có mèo nữa. À thế này, thế nào cho chị nhờ. Mông bự cũng mặc được, 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. Mông 100 các chị còn mặc được thì chả có gì, các chị mông bự không mặc được ạ. Em sẽ mặc trực tiếp luôn, mình có thể là thay thế con quần tất, bởi vì nó cũng ôm như một con quần tất luôn. Áo khoác bạn bán bao nhiêu? Áo khoác nào gì nhỉ? Áo khoác ban nãy của em là 150 em xả mà. Em cho các chị xem quần mèo nhá. Quần giả bò còn ít nào không chị Bình? Quần giả bò à? Không còn đúng không? Chốt được gần hết đơn chưa? Đây là quần mèo cho các chị nhé. Đó, quần mèo này nó cũng chẳng khác gì cái quần tất cả. Đây là quần mèo. Hàng về rất là ít. Chị nào nói quần mèo thì comment cho em quần mèo nhé. Cặp của nó cũng là cặp cao. Và túi của nó cũng rất là sâu. Chị nào lấy mèo thì chốt cho em mèo kèm số điện thoại này. Các chị lưu ý nhá, mèo có mèo ghi và mèo đen. Chốt cho em mèo ghi và mèo đen kèm số điện thoại. Quần tất em vừa mới mặc rồi. Em vừa mới mặc quần tất trên người xong. Các chị ơi cho em số điện thoại nhá. Đây nhá.
cái gấu chân quần của nó, các chị nhìn em nhé. Đây là gấu chân quần của nó, ôm như quần tất luôn. Đây là gấu chân quần. Đấy, mặc nó ôm và co giãn 4 chiều, lông của nó lông nhung. Có quần bò không? Chị ơi có quần bò nhá. Em cũng có thể đi bốt cho các chị xem. Bởi vì quần mèo này của nó rất là dễ mặc, nó không khác gì con quần tất cả. Sáng em bắt em về. Tí em làm. Có mỗi 10 cái quần mèo này với lại một cái áo Paris đúng không? Đây nhá, các chị nhìn em nhé, đây là quần mèo. Em đứng hẳn lên ghế cho các chị xem nhé. Đó, đây em đang mặc với cái con quần này của nó. Em đang mặc với cái này của nó là mặc với đi với bốt. Nó y như con quần tất luôn, không khác một tí nào. Nhưng nó chỉ khác là nó là một gân. Đây là quần mèo em đang mặc cho các chị xem. Đây là toàn dáng của nó. Chị nào có quần mèo thì chốt cho em quần mèo kèm với điện thoại này. Có màu ghi và màu đen. Chị mang cho em cái màu ghi ở đây chị Bình. Có màu ghi và màu đen, chị nào lấy thì chốt cho em nhé. Đó là con quần mèo, em cho các chị nhìn tổng dáng rồi. Quần mèo chị nào lấy thì chốt cho em quần mèo kèm số điện thoại. Ok, của chị Nguyễn Minh 6 cái. Cái quần này thì từ 40kg cho đến các chị 65kg mà các chị mặc vừa. Chị nào lấy mèo thì chốt cho em mèo. Mà lần này là lần cuối cùng mèo về rồi các chị nhá, không có hàng nữa đâu. Mà đúng đợt lạnh này các chị nhận được hàng, các chị không thể chê con nào. Tất cả bên trong của nó là lông nhung. Bao bì tem mác thì em đã cho các chị xem rồi. Quần mèo này của em nhà em rất là nổi tiếng. Chị nào mà lấy quần mèo của em rồi chốt cho em feedback một câu xem nào, quần mèo có đẹp hay không. Bao nhiêu tiền? 120.000 một con, không xù, không bay, không nhão, không hỏng. Đặc biệt là không bị chảy đũng nhá. Đấy các chị nhìn thấy không? Bình thường các chị mua con quần khác hàng Việt Nam của nó ấy, chỉ mặc một lúc thôi. Đứng lên cái đũng của nó sẽ chảy xuống tận đây. Các chị cứ phải kéo lên thế này. Kéo mãi nó lên cao, nhưng một tí nó lại tụt. Nhưng riêng con quần này thì các chị đứng lên ngồi xuống nó thoải mái luôn. Đứng lên ngồi xuống thoải mái mà không bao giờ bị tụt các chị nhá. Nhìn em, dáng của nó thì rất là đẹp, rất là ôm. Đây là quần mèo. Ok, quần mèo, các chị cho em quần mèo, quần đẹp quá. Mèo hai cái chị Thoa Phạm đây này. Quần mèo đen ok của chị Lương Nguyễn có nhá. Chị mới chốt hàng, hàng chuẩn lắm, đúng rồi. Mãi chị mới nhận chốt, được chốt hàng. Đúng rồi, hàng nhà em thì các chị cứ yên tâm. Tất cả hàng các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán. Quá đẹp mà rẻ. Không ai bán cho các chị quần mèo với giá này đâu. Em lấy hàng vài nghìn con cơ. Đẹp mặc ấm, đang mặc thấy ok. Chị biết hàng đang mặc à? Chị Minh Luyến. Lạnh như thế này mặc được mà, lạnh như thế này mặc rất là tốt. Ok, quần mèo của chị Lưu Đài Lưu nữa này. Đó, nhìn em quần mèo nhá. Đẹp chưa? Không đẹp em không lấy tiền của các chị. 65kg rồi xuống các chị mặc vừa. Bề mặt này của nó không bao giờ bị xù, quay mới giặt thoải mái, không bị bạc màu và không bao giờ bị bay màu. Không bị bạc màu, không bị bay màu. Em có màu ghi. Chị ơi còn có màu ghi nào mang đây cho em xem. Mang ghi đây. Đó, màu ghi hiện tại ở nhà em còn không có màu ghi cơ. Chiều nay nó mới về mới trả lương các chị được. Em ở Yên Thế Bắc Giang và em xếp hàng toàn quốc nhá. Màu ghi hiện tại nhà em không biết. Chị ơi, xem là còn sót con mèo ghi nào không? Đây, quần mèo em còn phải đang xem nó còn màu ghi không. Hàng đang trên đường về nhà em rồi thì em mới dám bán. Tức là tối nay nó sẽ cập bến về đến nhà em. Hiện tại bây giờ đang trên đường. Các chị cứ chốt thoải mái. Rồi ok, của chị Nguyễn Mai hai mèo nữa nhá. Hai mèo đen ok, chị nào lấy mèo chốt cho em với ạ. Rất là lạnh. Em nói thật với các chị nhá. Mẹ đẻ em rất là khó tính. Em bán quần áo 10 năm nay rồi. Cho bà cái gì bà cũng chê. Cái gì cũng bảo của mày không đẹp. Cái gì cũng bảo tao không vừa ý. Bởi vì làm sao? Các bà già, các bà có tuổi rồi. Thế nhưng khi em gửi cho mẹ em hai con quần mèo này thì gọi điện lên là mày gửi cho tao vài cái nữa. Tao mặc thế còn thấy thích lắm, thoải mái lắm, đẹp lắm. Cho nên là lấy vài con nữa. Đó, các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán nhé. Chị nào lấy mèo chốt cho em ấy ạ. 120.000 một con. Đen mèo 3 con ok chị nhá. Của chị Bùi Nhàn cứ để lại cho em số điện thoại các chị nhá. Đó, ấm chưa? Ấm cực kỳ luôn. Có thể kéo cạp lên cho các chị xem này. Nó ấm lắm luôn đấy. Đấy, nhìn em nhá. Cái cạp của nó cao như thế này cơ mà. Và đây của nó là túi rất là sâu. Cái túi quần của em nhá. Cái điện thoại của em nó to như thế này. Em có thể đúc cho các chị thử nhìn cái túi. Đây ạ. Nó kín mít luôn con điện thoại nhá. Và đây của em là con S8 nó to chứ không phải là nó bé. Đấy, dài và to. Mà em đúc vào đây nó vừa in luôn. Không bao giờ sợ bị rơi, túi của nó rất là chắc mà rất là ôm quần. Chị nào lấy mèo chốt cho em mèo nhé, có mèo ghi. Hiện tại mèo ghi ở nhà em thì hết sạch rồi nhưng mà mèo ghi của nó đẹp lắm. Em cháy hàng này mà em không có hàng. Chị ơi kiếm cho em một con mèo ghi ở đâu? Không, chị lên phòng của em có cái con mèo em đang mặc đấy. Không có à? Bảo đồng chí kia lên phòng ấy, lấy cho em cái con mèo ghi. Đây nhá. Nhìn em này. Em lấy cho các chị xem cái con mèo ghi của em đây. Con mèo ghi của em ở trên nhà. Em có vài con em cũng để em mặc. Nó ấm lắm. Chị nào lấy chốt cho em. Ok. Của chị Thuận Dương có ạ.
À, chị Nguyên Lê ơi, cứ để lại cho em số điện thoại là được, bởi vì là em có nhìn được màn hình đâu, em cứ mải giới thiệu quần có nhìn được màn hình đâu, cứ để lại cho em mèo kèm số điện thoại là được. Còn chân váy kim sa và quần thể thao không? Chân váy kim sa và quần thể thao. Quần thể thao em hết rồi, chân váy kim sa thì vẫn còn. Chị nào lấy chân váy kim sa để chốt cho em. Đó, chị Hà Hải, một mèo đen ok của chị Ngoan Hoàng, một mèo đen cái này. Xin chào chị Nôi nhớ nhá. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Mèo kèm số điện thoại. Mèo kèm số điện thoại này, mèo mèo nhanh của em, hàng Quảng Châu loại 1 nhá. Nhìn em với ạ, chốt mèo đi. Chốt mèo nhanh của em với. Mỏi quá, đói quá, chưa còn chưa được ăn cơm. Cho chị quần mèo vợ đơn tối hôm qua nhé. Chị Cao Sang ơi, nếu mà có đơn thì báo nhân viên em chốt luôn nhá. Chị Hà Hiền cho em số điện thoại nhá, cho chị quần bò nhũ đen còn không? Chị Hồng Đoàn ơi còn đấy ạ, chốt cho em là quần bò nhũ đen nhá. Quần bò nhũ đen, chị mang cho em quần áo này đi. Không bây giờ này. Em quần áo công của em thôi nhỉ. Quần áo cổ cao công này này. Kia kia. Đó, chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Đây của em là quần màu ghi này. Ướt à? Không, khô cái gì. Đây là quần màu ghi, đây là quần màu ghi của em này. Em cũng mặc đấy. Em quay máy giặt suốt ngày rồi các chị nhá. Em mặc từ đầu vụ đến tận bây giờ. Thơm đấy. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Đây của nó là màu ghi. Đây là màu ghi các chị nhá. Có khô không chị để em mặc. Đây để em mặc thử cho các chị xem màu ghi của nó. Đây là quần của em đấy. Em mặc từ đầu vụ đến giờ đấy. Hôm nào rét là em bỏ ra em mặc mà ấm. Đặc biệt là đi đường không cần phải mặc cái gì nhiều. Các chị nhá, chỉ cần mặc một con quần này thôi. Em đi tối, có hôm em đi lấy hàng 7:30 em bắt đầu dưới Hà Nội em về. Thế mà mặc cái con quần này của nó ấm cực kỳ luôn. Không cần phải mặc một cái gì, không cần phải phụ thêm áo quần áo mưa hay cái gì cả. Đây ạ, em mặc thử cho các chị xem cái quần màu ghi này. 11 là quần mèo à? 11 là quần mèo. Quần mèo toàn comment quần mèo có 11 đâu chị. Không cần. 11 không cần quần mèo đâu, 11 áo công đi kìa. Con áo công cộc còn một ít mang lên bán nốt đi. Công gì kìa. Đây là quần mèo nhá. Mèo này là mèo màu ghi này. Mà con này của nó chắc thật đấy. Con này em quay máy giặt suốt ngày này. Độ lười thì không ai bằng. Độ lì không ai bằng. Độ ương không ai bằng. Độ lười của người và độ lì của quần. Yeah. Các chị nhìn cho em nhé. Đây là con quần màu lông chuột. Và áo này là mã số 11. Quần mèo không có mã đâu chị ạ. Chị ơi, mã đâu? Có một ít con áo công này này. Con áo công này bán với các chị là 190.000 nhá. Lạnh thế. Con mèo đang báo là cháy nhà đấy. Con này còn 200 em bốc nước. Đây nhá. Các chị nhìn em này, đây là con mèo màu ghi. Đây là con mèo màu ghi này, đây là con áo công. Con áo công này bán cho các chị là 190.000. Chị nào lấy con mèo ghi chốt cho em nhé. Đây là con mèo ghi. Đây nhá, chị nhìn toàn của em con mèo ghi nhá. Đó, rất là đẹp. Rất là sang. Đây là màu ghi và ban em mặc là màu đen cho các chị rồi. Và đây nó là con quần của em. Đây là con quần của em đang mặc nhá. Em vừa mới mang xuống cho chị xem. Hiện tại nhà em là đang hết hàng, hàng đang trên đường về. Tối sẽ có hàng trả hết cho các chị, mai hàng sẽ đi. Các chị mà muốn chuyển phát nhanh mặc đúng đợt lạnh này thì ngày kia các chị sẽ nhận được hàng. Nhìn em nhá. Đây là con mèo của nó màu ghi này. Em đang mặc đấy, mà em quay máy giặt thoải mái mà mặc biết bao nhiêu lần rồi chứ không phải là một lần mà nó vẫn như thế này. Đấy, chị nào chốt thì chốt cho em ạ. Ok, mèo hai cái đen và ghi của chị Nguyễn Nguyệt có nhá. À, quần mèo cạp cao mà chị. Đây đây. Cạp của nó cao mà. Đây cạp của nó trên rốn rồi. Cạp của nó trên rốn rồi, có phải dưới rốn đâu. Đây là bên cạnh của nó này. Nhìn được em này. Trên rốn hết rồi đấy. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Ok ok, mèo hai chiếc của chị Minh Luyến có nhá, của chị Vương Minh Trường có này. Áo beo vừa ban nãy em bán với giá của nó là 190.000. Con áo công này là mã số 11, cũng 190.000 cho các chị. Chị nào lấy quần mèo chốt luôn cho em. Dáng quần của nó thì ôm thì không phải chê một câu nào. Nhìn em nhá. Đây là dáng quần. Em giặt nhiều rồi đấy. Em giặt quá nhiều lần rồi. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Đây là mèo ghi. Mèo ghi, mèo ghi. Ok ok, dứa xanh cho em số điện thoại nhá. Mèo 3XL. 3XL không có. 65kg đổ xuống các chị mặc vừa thoải mái. Em đang mặc cái size XL đây này. Mà các chị 55-60 là các chị mặc vừa.
mà nó không bị nhão đâu, không bị xù, không bị bay, không bị gì cả, chắc cực kỳ luôn. Nhìn em nhé. Đấy, cái chun nó kêu to như thế cơ mà. Chuyển khoản trước có phí ship không? Không chị ơi. Ok, áo con của chị Oanh có nhá. Quần là 120.000, có màu đen và màu ghi. Ok, của chị Ngọc thêm võ có này. Võ thêm Ngọc, áo công này có độ khoảng hơi chục con. Khi nào lấy chốt em, áo công mã số 12, 65, mã số 11, 65kg của chúng ta chị mặc vừa. Bao nhiêu một vậy chị ơi, một cái của em đang bán cái giá của nó là 120.000. Một cái là 120.000 nhá, hai cái là 240.000. 60kg mặc được, 65kg của chúng ta chị mặc vừa. Hai cái của chị Minh Nguyễn có này. Rồi, mã số 11 của chị Nguyễn Thị Oanh có nhá. Một đen một ghi của chị em Võ có nhá, chị Minh Nguyễn có này. Đây là cái con quần em mang xuống của em mặc cho các chị xem đấy. Chứ ở nhà em là gì còn màu ghi đâu. Tối hôm qua chị nào chốt màu ghi, hôm nay đơn chưa đi được, mai mới đi được. Trước lấy một cái gì nhỉ? Trước chị lấy một cái bị chật, chị lấy một cái bị chật thì chị lấy cái đó là cái nào? Cái size XL, có XL và XXL cơ mà. Ok, ở chị Nguyễn Mùa có nhá. Bao tiền shop? Áo này đang bán là 190. Quần này thì đang bán với giá của nó là 120.000 một chiếc. Trước bán là 130.000 cơ, không có 120.000 đâu. Đợt này hết hàng bán nốt cho các chị đấy. Hết hàng chị nào lấy cho nhanh cho em nhé. Mèo mèo. Hết sạch quần em đang mặc à. Đây nhá, nhìn em nhá. Nó bị bật mất một tí này, vừa mới phát hiện ra thôi. Tí nó đi chạy lại. Rồi ok, của chị Thắng Nguyễn Thắng quần mèo đen nữa này. Của chị Hà Hiền có ghi nữa này. Có bộ nỉ chưa? Ôi trời ơi. Bộ nỉ để tối đi các chị nhá. Ok, chị Lê Quỳnh hai quần mèo nữa này. Một quần mèo ghi ok của chị Phúc Lộc Thịnh nhá. Cái này của em bị bục từ ban nãy em nhìn thấy rồi. Nhưng mà nó không có màu khác. Em không có màu nào để cho các chị xem, bây giờ em mới nhìn thấy. Bây giờ chị nhìn thấy em mới nhìn thấy. Đây nhá, nhìn em nhá. Đấy, chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. Mèo đen màu ghi Thúy Nguyễn cho em số điện thoại này. Lương Thị Vân cho em số điện thoại nhá. Nếu có 2XL, có 2X mà. Có 2X, có 1X và có 2X. Mèo đen chị Tô Thu Đông cho em số điện thoại nhá. Chị like áo pha 150 chưa? Áo pha 150 hết sạch ngay từ đầu like rồi. Không có một con nào nữa. Đó, tối nay lại có hàng áo pha. Tối nay em lại xả áo pha tiếp cho các chị. Nhưng mà không có giá đấy nữa đâu. Tối nay có áo phao nhưng không có giá đấy nữa. Ok, mèo ghi ở phi ý nhá. Như ý có nhá. Chị Ngọc thêm võ cho em số điện thoại nào. Chị nào lấy chốt luôn nhá. Đẹp lắm, xinh lắm, mặc ấm cực kỳ luôn. Chị nào lấy mèo thì chốt cho em mèo. Áo này là mã số 11. Lên áo da đi Hương. À, áo da đây còn vài con chị Bình. Áo da lông này còn vài con, bao nhiêu cân mặc vừa? Con áo da rẻ rẻ của em đâu nhỉ? Con áo da mà hàng Quảng Châu ấy. Hàng không có cổ ấy. Đấy. Con áo da này. Con size gì đấy? Con size L này. Xong hết rồi. Size L à? Con áo này 55kg để xuống các chị mặc vừa này. 55kg để xuống mặc vừa. Không. Chị mặc size L. Mèo ghi ok nhá. Cho chị hai mèo ok của chị Võ Ngọc thêm có mèo này. Chị nào lấy mèo thì comment cho em mèo. Con áo da này em bán cho các chị nốt với giá của nó là 280.000 này. 280.000, còn có vài con thôi, 55kg của xuống các chị mặc vừa nhá. 280.000, còn bao nhiêu con chị? Cho em con này là con số 12. Số 12 nhá các chị nhá. 280.000 nốt này, hàng Quảng Châu loại 1. Áo công đang bán là 190.000 chị Ngọc Mỹ ơi. Quần tất đang bán với giá của nó là 135.000, quần mèo là 120.000. Áo đang mặc bao nhiêu đang bán là 190.000 chị nhá. Có vừa. Đây ạ. À, nhìn của em áo da này. Bán nốt cho các chị 50kg đổ xuống các chị mặc vừa. 50kg đổ xuống các chị mặc vừa, em bán với giá của nó là 280.000 nốt, còn có vài con thôi. 280 chị ạ, bán nốt đi. 280. Đây ạ, còn bao nhiêu con chị bán nốt đây cho em? 8 con à? Em còn có 8 con thôi. Hai mèo ok chị Yến Nguyễn có nhá. Đôi XXL ok của chị Nguyễn Lê có này. Tối qua đặt hàng chưa thấy gọi, chị Trần Thu Hà ơi, bên em vẫn đang tích cực gọi hàng ở bên ngoài nhá. Chốt được một nửa chưa chị? Được 400 đơn một nửa chưa? Một nửa rồi. Thế còn 5-600 đơn này. Đấy, em một ngày em gần 1000 đơn hàng cơ, không phải ít các chị ạ. Một buổi sáng chốt, một buổi sáng mà trừ hai nhân viên đánh máy tính ra thì là còn 7 người chốt hàng. Thì bên em chỉ chốt được khoảng 400 đơn một buổi sáng thôi. Còn được khoảng 400-500 đơn chiều nay mới đang chốt nốt các chị nhá. Nhưng chắc chắn là trong vòng 5 giờ, trước 5 giờ chiều, 6 giờ chiều bên em sẽ chốt xong. Đó, tối qua đặt chưa thấy. Ok, hai mèo của chị đây này. Áo đính đá còn không Hương. Chị ơi, áo đính đá nào nhờ?
con mèo lót lông mà chị Liên Phạm, con mèo lót lông rất là thích luôn. Có áo da cổ 2V không? Cổ 2V thì em lại có cổ da lông 440.000, còn một ít màu đỏ, còn một ít màu đen. Nhưng mà chả biết nó còn size gì nữa, em muốn để dành cái Tết em bán ở cửa hàng. Bởi vì thực ra áo da nó chuẩn bị về những cái dáng mới, chuẩn bị về những cái dáng gọi là có màu, chuẩn bị có màu ghi và màu be. À, em lại áo đi, ôi dồi ôi, không lại áo nữa đâu. Em đang đói lắm rồi. Có áo da lót lông không? Có nhá chị nhá. Áo da lót lông có, cổ lông có. Đấy, chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. À, cổ áo có lông mà. Chị Huệ Nguyên ơi, cổ áo có lông đấy. Áo đang mặc này bán cho các chị là 280.000. Nhưng mà chỉ 48 cho đến 45 cho đến các chị 55 mặc vừa thôi. Hết size. Áo da 480 còn nhá chị Quyên Nguyễn nhá. Đấy là áo da thân dài. Trả hết hàng chưa? Áo da lông thân dài thiếu à? Thiếu nhiều không? Có về. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Còn nào lấy cổ thấp 90.000 không? Huệ Hương gửi hàng cho mình chưa? Chiều nay em gửi nhớ lại đến suốt sâu răng à? Ôi dồi ôi. Ôi em đến chết mất thôi. 350, áo da đình đá 350 hết rồi chị nhá. Còn mèo ghi chị nhá. Ok chị Thuận Dương Thị có này. Dương Thị Thuận có. Đấy, lại chút sâu răng. Bây giờ áo da này chị nào lấy đi chốt luôn này. Có 280.000 các chị. Áo da này chị để riêng một góc đi Tết em bán. Không bán nữa. Tất cả những quần áo này chị xếp vào giường cho em. Xếp vào trong nhà này. Không bán lẻ tẻ mà không vứt ngoài này nữa. Tết em bán. Đấy, chị nào lấy đi chốt cho em ấy nhá. 320 còn quần mèo đen của chị Luyến Nguyễn có này. Bây giờ muốn bán cái gì nữa này em bán. Các chị có muốn em bán thuốc sâu răng không nào? Có muốn em bán cho các chị thuốc sâu răng không? Thuốc sâu răng còn nhiều không chị? Còn bán đi. Nhưng mà còn làm gì còn để đến 5 chúng lọ à? Thuốc sâu răng. Nay nhận hai áo cộc len tăm rồi đẹp lắm. Áo cộc len tăm còn không chị Bình? Hàng 90 mang nốt vào đây. Tiện xả thì xả luôn. Áo da em mặc bao nhiêu bán là 280.000. Em sắp kiểu như là tăng động xả linh tinh rồi đấy. Các chị hỏi cái gì là em xả cái đấy. Có áo beo không? Áo beo có. Áo beo tối nay lại về chị nhá. Tối nay lại về áo beo. Con áo beo hàng 190 đúng không? 190 hay 195 nhỉ? Áo beo tối hôm qua bao nhiêu chị Bình ơi? Áo mặc này bán là 190.000 chị nhá. Áo da ngắn cổ lông đi. Áo da ngắn cổ lông còn có vài con. Còn ít Tết em bán. Rồi em không bán nữa đâu. Áo công à? Lại áo công. Đây á. Ơ thế à? Thế đi bán gì trên này? Thế hết. Còn mấy con bán lốt đây chị? Con áo này còn có vài con này. Từ sau cái gì còn nhiều thì mang vào nhá. Con áo này bán cho các chị 90.000 này. 90.000 con áo này. Đây là con áo len tăm ba lỗ 90.000. Khách hàng vừa mới bảo đẹp thế nhận được hàng rồi. Nhìn em nhá, lạnh lắm bây giờ em không thay ra nữa. Mà em cho các chị nhìn luôn trực tiếp thế này thôi. Có màu trắng, màu đen. Chị nào lấy màu nào chốt cho em màu đó nhá. Ba lỗ kèm số điện thoại của em. Mà vẫn à, hai quần của chị là 180. Chị mua từ hôm nào? Nếu mà mua từ hôm đầu tiên thì là 180.000 một đôi là đúng rồi đấy. Quần giả bò tối nay em lại về vài trăm nữa cơ. À, có nhìn thấy chị nỗi nhớ nhá. Cho chị áo công, chị Ngọc Mỹ ơi chờ em một tí nhá. Tối qua Ngọc Mỹ vừa chốt áo công rồi sao ấy mà. Đây này các chị nhìn em đấy ạ. Đây, đây là con áo công này đúng không? Con áo công này thì chốt cho em là mã số 12 đúng không chị Bình? Mã số 12 à? Mã số 12 con áo công. À, mã số 11. Mã số 11 áo công xanh. Công xanh này là mã số 11. Con áo này của em nó là mã số ba lỗ đen của chị Minh Hiếu một con này. Cho em ba lỗ kèm số điện thoại đi. Quần mèo chị Nguyễn Đáng cho em số điện thoại nhé. Đây của nó là màu đen này. Đây nhìn em nhé. Đây là đen. À, có mấy màu hương. Áo da em chỉ còn màu đấy thôi, không còn màu khác đâu. Rồi đây nó sẽ về đủ màu các chị. Đó là màu đỏ đô, màu da củ đậu ấy và màu đen. Cái màu trắng dồn đơn của chị Phương Ngô cho em số điện thoại nhé. Ba lỗ đen của chị Yến Nguyễn nữa này. Đấy của chị Hiếu một con nhé. Trắng của chị ba lỗ đen của chị Bảo Hồng Thị một con nữa này. Rồi ok nhá. Len tăm của chị Hoa Dương đen trắng nữa này. Của chị là hai con. Em chắc em chả cần phải mặc nữa đâu. 60kg chúng có chị mặc vừa thôi. Mã 11 công xanh cho em số điện thoại chị Nguyễn Mỹ nhé. Em chắc kiểu như là tăng động và nhớ linh tinh mã rồi. Ba lỗ đen chị mới mọi cho em số điện thoại nhé. Ba lỗ đen của chị Huyền Thanh Huyền có này.
Đó, em còn có 3 con nữa thôi, chị nào lấy cho luôn cho em đấy ạ. 3 lỗ đen của chị Huyền Thanh Huyền có nhá. Còn có 1, 2, 3 con. 3 con là hết 3 lỗ đen. Hàng 3 lỗ đen đấy của nó đẹp lắm. Hàng đấy của nó mặc sang cực kỳ luôn. Áo công chiều nay lại về chị Bình nhá. Bạn ấy chị điện được cho nó chưa? Thế nó đâu rồi? Nhắn tin nó có xem không? Nó có chốt thủ sang thì gọi điện không nghe máy nhắn tin. À đây, áo công có về. Đây, áo công có về. Em bán luôn áo công cho các chị nhá. Bây giờ nó phải về nhà em phải chắc chắn nó về nhà em thì em mới dám bán. Ok ok, ba lỗ đen nữa nhớ. Ô, hết rồi các chị ạ. À, em hết rồi, em chỉ có màu trắng thôi. Không còn màu đen nữa đâu, em mặc thử màu trắng luôn nhá. Chị cho em con áo công kim sa nào. 11 công xanh ok chị nhá. Chị Tứ Hồng ơi, hết màu đen rồi. 63kg mặc được nhưng mà nó không biết là em còn hàng không. Đó, bây giờ em bán công cho các chị nhá. Còn màu trắng đây này, chị nào lấy trắng, ba lỗ đen thì chốt cho em. Chị nào lấy trắng thì chốt cho em trắng thôi. Đen em hết rồi chị ơi. Hai cái ba lỗ chị Nguyên Lê cho em rồi điện thoại nhá. Hai cái trắng ok, lại thì ngọc dầu này, năm con này chốt lâu thế. Thì lại thì ngọc dầu lấy luôn 5 6 con vào, mặc mấy vest cực kỳ là đẹp luôn. Rồi ok, chốt cho em nhá. Bây giờ bán cho các chị con áo tay công này. Chị nào chưa có thì các chị chốt cho em, một chị nào có rồi thì thôi. 160.000. 160.000 cho các chị này. Đói hoái cả mắt rồi. 160.000 nhá. Chị Thắng Nguyên Thắng ba lỗ trắng ok chị nhá. Đó, em mặc mấy cổ cao các chị thấy đẹp không? Cổ cao này cũng đẹp, ba lỗ trắng của chị Quang Huy cho em số điện thoại nhá. Đây ạ. À, nhìn của em này. Đây của em là con áo công. Tay công này bán cho các chị về giá của nó là 160.000. 160.000 cho các chị ạ. À. Đẹp ơi là đẹp nhá. Đấy, em đi giày đi dép cho các chị xem. Đâu rồi, giày của em đâu rồi? Chị nào lấy, không thấy giày đâu nữa rồi. À, đây ạ, à, đây là công, chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Mã số 13 kèm số điện, mã số 12 đúng không chị Bình ơi? Mười mấy đây? Mã 14. Mày dở à? Áo này 13 tao còn chưa bán 14. Đây là mười mấy? 14 à? Thế cái mà nãy nó là cái gì đấy? Không ra chủ em dở ấy. Ba lỗ 13 à? Đây ạ, ok của chị Đàm Dung có nhá. Em mua áo công rồi đẹp lắm. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Áo công kèm số điện thoại, áo công. Xong đơn hàng của bên Viettel rồi. Nó đang đánh, còn ít đang đánh. Đây ạ, chị nào lấy chốt cho em nhá. Công. Em mua công rồi đẹp lắm, đúng rồi, con áo này của nó đẹp mà. Bây giờ mà xả 150.000 chắc chắn là cháy hàng. 1.000 con cũng cháy. Nhưng mà chân thành các chị là em lấy vào nó đã là 155.000 rồi. Em bán 170.000 được 15.000 một con. Bây giờ sáng nốt cho các chị dồn đơn thôi. Bán cho các chị để các chị yên tâm, coi như là vừa bán một kỷ niệm. Chứ con áo công này của nó đẹp. Đấy, mặc với quần mèo không thôi cũng đẹp. Mặc với quần mèo của nó này, ôm cực kỳ, đi đôi giày thể thao của nó thì càng đẹp tuyệt vời. À, em xem lại đơn hàng của trước lâu rồi mà chưa thấy. Chị Nguyên Lê ơi, thế thì là đơn hàng chị lại đi làm ở đâu? Hoặc là quay về cho bên em rồi. Đúng rồi, công xanh công cổ 3 cân. À, công cổ cao. Công cổ cao 190. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. À, đúng rồi, 170, bây giờ em xả 160. Em xả nhá. Em xả hàng đấy chứ không phải là tay công của chị Chi Công cho em số điện thoại nhá. 160.000 cho các chị. Công ok của chị Nguyễn Sợi này, 160.000. 280 có mấy màu chị Kim Liên Trần ơi, em chỉ có một màu đen thôi, không có màu gì nữa cả. 60kg có vừa chị nhá. Tối nay áo đính đá 350k không hương. Tối nay áo đá đính nhá, áo da đính đá 350k. Làm gì có áo nào đâu, áo da đấy em hết sạch lâu rồi. Gọi hàng nó có hàng đâu. Tối nay có con áo 240.000, con áo hai bên đá này lại về cho các chị. Hiện tại nhà em chỉ còn màu đen thôi. Tối nay nó về đủ màu. Ok của chị BB có nhá, của chị Chi Công có ạ. Chị lấy cho em con áo hai vai đá vào đây nhá. Hàng 240. Con vào đây, con đi vào. Con đi vào. Con đi vào nhanh. À, bình quát nó sợ không dám vào. Con đi vào đi. Đây đây, con lợn mà nó mẹ, con lợn đây mẹ. Con mẹ ơi, con lợn đi. À, ok, mèo đen của chị Tô Thu Đông nữa này. Áo công của chị BB nhá. Chị nào lấy công thì chốt cho em công. Khoác da của chị Nam BB có này. Đó, con này đang bán là 130.000. Đẹp lắm, mặc một cái gì cũng đẹp, mặc một cái gì cũng sang các chị nhá. Đấy, có thời gian ngày thì em mới la cà với các chị như này được. Chứ còn nếu mà bận thì em cũng chả la cà được đâu.
Con này của nó mà bán tối em bán gấp rút nhanh lắm, chị đảo qua mã thôi. Vai của nó cào thoải mái. Ok chị Thu Hương có nhá. Chị nào lấy áo công thì chốt cho em công nhá. Ok, công của chị sợi đỗ có vừa nhá, 50 kg các chị mặc thoải mái vừa. 50 kg các chị mặc thoải mái vừa. Áo đá sau em bao nhiêu? Con áo đá đằng sau em đúng không chị? Con áo đá này đang bán 170.000. Đây nhá, con áo này tối nay nó sẽ về hàng. Tối nay đầu live em sẽ bán luôn. Tối nay đầu live em sẽ bán luôn nhá. Đẹp nhỉ? Triệu rưỡi. Đây ạ, nhìn em nhé. Đấy, chị Bình chị đang mặc áo 1,5 triệu, em vừa mới bán đây này. Đấy, chị Bình đấy. Đây là chị Bình. Vài em nữa cho chị Bình vào bán hàng cho các chị nhé. Vài em nữa chị vào để bán nhé. Con áo này em vừa mới bán 150.000 đây này. Đẹp chưa? Vừa bán xong, chị Bình chị 56 kg đấy. À, ok của chị Lan Phạm nhé. Chị mặc rồi đẹp lắm. Đấy à, áo khoác công ok chị em vo đây này. Con áo này tối nay em sẽ bán nhé. Tối nay em sẽ cho ra mắt các chị lại đủ màu. Màu trắng, màu đỏ và màu đen. Hiện tại nhà em bây giờ chỉ còn màu đen thôi. Hiện tại bây giờ nhà em chỉ còn màu đen. Tối nay em sẽ bán cho các chị con áo này ở đầu line luôn. Con áo này đang bán cho các chị với giá là 240.000. Tất cả đây của nó là hạt đá kết kim sa. Nhiều chị đã nhận được hàng bên em rồi cái hàng này. Và phản ánh rất là phản hồi của các chị rất là tốt. Với con áo này nó quá đẹp luôn. Xuất sắc con áo này. Nó tí nữa thì tối nay thì em sẽ bán con áo này các chị nhá. 60 kg các chị có mặc vừa áo công đang mặc. Đấy là giới thiệu qua cho các chị nhìn thấy. Tối nay đầu live bắt đầu 8 giờ em sẽ bán con áo này. 8 giờ em sẽ bán có màu đỏ, màu đen và màu trắng. Áo bên trong bao nhiêu? Áo bên trong đang bán là 190.000. Chị nào chốt áo công chốt cho em đấy ạ. Mình nhận được áo công rồi, chồng khen Hương mãi. À, khen mãi Hương ạ. À. Chị Hồng Ngọc ơi thế à? Ra nói với các chị một câu như này này. À, tối nay em có quần cho các ông chồng nhá. Tối nay em có quần. Nhiều chị gọi điện cho bên em bổ sung quần cho chồng. Tức là quần nỉ mặc bên trong đấy ạ. Mặc bên trong cái mùa đông lạnh này này. Thì bình thường em không có bán hàng nam. Nhưng mà tối nay em sẽ về cái dòng đó cho các chị. Nếu các chị bổ sung cho chồng. Tức là em lấy hộ các chị thôi chứ em không có lấy lãi. Lấy hộ các chị để mua cho chồng. Để cho các ông gọi là phấn khởi khi thấy vợ mua trên live. Nhớ các chị nhá. Để chị quần mèo đen ok chị miễn sợi cho em số điện thoại nhá. Đấy chị nào lấy chốt cho em. Áo công này của nó đẹp mà sang mà. Em cũng hết hàng, cháy hàng. Thực ra lượng khách trên này tại làm sao các chị đang rất là trầm. Mới các chị mua rồi. Mỗi một người mua con áo này chỉ mặc một lần thôi chứ không mặc được 2 lần, 3 lần. Nhá, không mặc được 3 cái áo một mã. Cho nên là các chị đã có rồi cho nên là mới trầm như thế. Hồng Nhung áo gia công đẹp lắm. Đúng rồi, đẹp lắm. Áo gia công này đẹp lắm. Em đi theo con áo gia công này 1 tháng nay rồi chưa bao giờ em thấy nó lỗi mốt. Vấn đề các chị hỏi rất là nhiều. Đơn hàng chị đặt ngày mùng 3 tháng 12 có người gọi hỏi địa chỉ được chưa nhận được mùng 3 tháng 12 chị Hoa Phạm ơi nếu mà đi bên Viettel chưa nhận được đâu. Chân váy bò bán đi. Vậy à chị Duyên Hà, các chị lại có nhu cầu về chân váy bò đúng không? Nếu mà có nhu cầu về chân váy bò thì mai em lại đi tìm chân váy bò với các chị nhá. Đấy chị nào đéo đẹp nhỉ chị nhỉ. Quyên lấy một cái mua mặc ấm. Có 150.000. Các chị mua ngoài á toàn 300 mấy. Đẹp em đang xả đấy. Màu đấy hưởng đẹp. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Thêm một áo công ok chị Ngoan nữa ạ. Chị Ngoan Hoàng, chị Hoàn Ngoan đúng không? Chị nào lấy chốt cho em áo công nhá. Bây giờ các chị có thắc mắc gì hỏi em không nhỉ? Thắc mắc gì hỏi em thì hôm nay là ban ngày. Em có thể trả lời các chị đến 3 giờ chiều. Nhưng nếu mà rơi vào khoảng buổi tối thì là không thể trả lời các chị đến 12 giờ đêm được. Bây giờ tất cả những cái gì mà các chị muốn chia sẻ với em Hương, ví dụ như từ nhân viên chốt hàng, từ bên em bán hàng, cái gì không được, cái gì không phải, cái gì tích cực, cái gì nên phát huy thì các chị nên nói với bên em và cái gì mà phải xử lý ngay thì các chị báo luôn để em xử lý nhá. Còn em nói thật với các chị này, áo công 62 kg 1m67 không mà vừa chị nhá. Áo công 64 kg không vừa đâu chị ơi, 60 kg một số mà vừa thôi. Áo thun hoa xanh ở tay còn không? Áo thun hoa xanh ở tay. Là áo nào chị nhỉ? Áo thun hoa xanh ở tay. À, áo này đúng không ạ? Chị cho em con áo trắng này. Mặc gì màu đấy? Đây nhá, đây đúng con này không chị? Đúng con này không? Chị đang hỏi em con này hay con nào ấy nhỉ? Đúng con này không ạ? Con áo thun hoa xanh, đây của nó là lá xanh và bông hoa. Đúng con này thì ok cho em. Còn quần tất da chân và đen mỏng không? Còn chị Kim Hoan nhá, cứ dồn đơn cho em còn đấy ạ. Bán áo dài tay mặc màu khác đi. Màu gì được? Dài tay em làm gì còn màu gì? Dài tay em chẳng còn màu gì cả. Đó, cho chị áo đen mã canh. Cho chị áo đen mã canh. Giả bò, cho em số điện thoại là được. Giả bò có màu xám không? Có, tối nay về màu xám đấy. Tối nay về được 100 giả bò màu xám. Màu xám, 100 màu xanh. 200, sẽ bán tất cả cho các chị với giá của nó là 80.000. Bán tất luôn tối nay nhá. Áo trong chị xem em đang mặc, ok. Chị Bùi Thúy Hằng ơi, áo này là 190.000. Có bò trơn không? Có giả bò trơn không? Tối nay có giả bò trơn rồi. Tối nay có giả bó trơn màu xanh và màu đen các chị nhá. Hàng đã về đến, hàng đã lên xe ô tô của nhà em đang về đến đây rồi, các chị cứ yên tâm. Cứ yên tâm là tối nay có. Thứ nhất là con áo hai vai. Thứ hai là quần giả bò. Thứ ba là nhiều lắm. Tóm lại là tả bây giờ không nhớ được.
Đó, bán áo hở vai ở giữa đi. Hở vai ở giữa à. Vừa nhận áo đá tay 240 với quần mèo xong đẹp lắm em ạ. Chị Minh Hồng ơi, có phải con áo em vừa mới cho chị xem không? Con áo vừa mới cho chị xem đấy, đẹp lắm. Con áo đấy của nó từ chất cho đến đá. Nhiều chị hỏi em những câu rất là buồn cười. Hương ơi, cái đá nó đẹp thế nhưng mà tối em gộp thêm. Chị Nami ơi, nếu mà tối chị gộp thêm thì là mai chị có đơn thì chị báo nhân viên gộp luôn cả thể cho em. Bởi vì là tối nay nhân viên bên em sẽ chốt đơn của các chị trưa nay, và sáng mai sẽ bắt đầu chốt của cái buổi tối ngày hôm nay. Cho nên các chị phải gộp thì phải báo nhanh với nhân viên. Còn áo công chị nhá, đây, à, đây của nó là màu trắng này. Đây là màu trắng này, em có ít. Áo khoác chị Bình vừa mặc là mã mấy? Mã nào ý chị? Mã đấy là áo phao 1, phao mã phao mấy nhỉ? Chị Bình ơi, chị Bình ơi, cái áo phao chị vừa mặc đấy là mã mấy nhỉ? Mã 3. Áo phao chị Bình mặc là mã 3 đấy ạ. Áo trắng vừa xong nhiêu? Áo trắng vừa ban nãy bán cho các chị với giá của nó là 179.000. Cho chị xem lại áo đá 480k đi, áo da. Chị ơi, xem lại like hộ em tối hôm qua. Với hiện tại hàng đó em đang cháy hàng, nó không có hàng. Nếu chị có lấy một con thì em may ra thì em bổ sung được cho chị. Còn bây giờ mà chị bảo em bán con nào đấy thì em chị cũng không bán được, nó không có hàng chị nhá. Quần giả bò chị không thích bằng quần mèo. Ok chị Hồng Ngọc nhá. Quần giả bò cũng đẹp, quần giả bò mặc mỗi cái của nó một kiểu. Giả bò kia mặc ở nhà thì nó thoải mái. Em đang mặc trên canh con giả bò đấy. Chị bảo tháo con quần giả bò này ra. Tối lại mặc vào. Ok chị Thu Trần kiểm tra đơn cho chị nhá. Vâng ạ, chị Thu Vũ nhá. Đây đây của nó là con áo đá này, 170.000. Mã số 17 đây chị. Thấy một lăng quăng bán 15 mã thôi đấy. Đi bao nhiêu? Đi bao nhiêu? Thế rồi á. Đây ạ. Con áo này đẹp này, con áo này em cứ treo mãi nhưng mà bây giờ em mới bán được. Đó, con áo này là 170.000 cho các chị nhá. 170.000 hai vai. Chị nào mà thích mặc vai một các chị kéo lên đây, mà chị nào không thích thì các chị kéo xuống cho em. Chị nào đấy thì dồn đơn cho em nhé. Con này của em là 170.000 cho các chị này. 170. Áo cộc đó em mua màu, em mua rồi, màu đen đẹp lắm. Màu nào của nó cũng đẹp. Em xem chốt hàng nhé, vì theo dõi từ đầu tiên cái nào cũng thích, chốt lần đầu tiên mà giao hàng thiếu mẫu em phải xem khách nào chốt sau hết hàng thì ôi. Chị Nguyễn Thị Oanh ơi, bây giờ nó lại chốt theo phần alpha B. Em chốt hàng theo phần alpha B. Hôm nào một cái bạn ấy chốt hàng ấy, bạn ấy hâm hâm lên ấy, bạn ấy mà làm từ dưới đổ lên thì những cái chị ở dưới lại có hàng trước. Còn hôm nào bạn ấy chốt từ đầu chốt xuống ấy thì các chị ở đầu lại đủ hàng, các chị ở cuối nó lại thiếu hàng. Và em nói thật với các chị như này này, ở những cái line như bọn em bán hàng nó đông khách như thế này không tránh được trường hợp thiếu. Ví dụ như các chị mà mua được khoảng 4 áo, thiếu một áo, em vẫn cho nhân viên cho đi bình thường cho các chị. Đó, và em sẽ ghi trực tiếp của nó là thiếu một con áo này và đơn sau các chị có em sẽ bổ sung ngay. Chứ bây giờ vì một con áo mà bỏ ba con áo kiểu các chị thì em cũng rất là em tiếc cho các chị và tiếc cho mình nữa, cho nên vẫn cho đi bình thường. Chứ bây giờ nhiều chị có một chị hôm qua như thế này, chị chửi bên cái chị mà chính cái chị mà tối hôm qua mà comment lên bảo là cái gì mà cái gì một đằng một nẻo gì đó, thì là hôm nay nhân viên của em đến em hỏi trực tiếp thì bạn ấy bảo là chị cứ gọi điện chị chửi em từ đầu đến cuối, chị không để cho em một nói câu nào cả. Đấy, bây giờ hàng của chị ý có ba, ví dụ như có 5 cái thiếu một cái em vẫn cho đơn đi. Chị bảo là chúng mày bán hàng làm gì, thiếu chúng mày bán làm gì, chúng mày nghỉ mẹ đi mấy nọ kia. Tóm lại là chị chửi một cái thái độ nó rất là căng thẳng luôn, rất là căng thẳng và rất là xúc phạm. Cho nên bạn ấy không chịu được và bạn ấy nói là bạn ấy không bán hàng cho nữa. Hôm nay em đã trực tiếp xử lý nhân viên rồi. Riêng nhà em thì đặc biệt bản thân em rất là nghiêm khắc đối với nhân viên, cái gì ra cái đó chứ không phải là linh tinh được. Kể cả như bây giờ chị nào điện cho em hoặc nhắn tin feedback trên này, nhân viên nhà em thế nọ thế kia, em sẽ gọi vào trực tiếp xử lý ngay. Đó, để cho các chị biết là không phải là lặng, nhưng mà mình mua hàng mình cũng tôn trọng một tí. Các chị điện đến thì các chị nói phải có người nghe. Các chị cứ chửi một dao, sau đó các chị tắt máy phục một phát. Các chị lên đây các chị nói các chị nói các kiểu thì em cũng khó chịu lắm. Thật đấy, em khó chịu mà nó gây mâu thuẫn cho bên em, cho chị nhân viên. Này này này. Đấy, bây giờ chị nào chốt áo này thì chốt luôn cho em. Nhà. Có mất ship các chị nhá. Vâng ạ, à, ok chị Nguyễn Thị Oanh. Chị thu cái gì đấy ạ? Chị nào lấy đi chốt cho em nhé. Đây của em là mã số 15.
6 70 kg xuống cho chị mặc vừa. Bán nốt mã này em sẽ nghỉ ở đây. À, nhân viên nói ngọt và mát ruột lắm. Đấy. À, người thì là nói nhân viên mát ruột, người thì nói là nhân viên là hỗn xưởng. Em không biết được cái nào mà em lường. Trong khi đó các bạn thì dưới trướng của em thì không bạn nào dám cãi. Em nói thật, không bạn nào dám cãi. Nhiều khi em đã nói rồi, trừ em cãi em khách hàng ra thì không ai được cãi với nhân mấy khách hàng cả. Vì em quy định như thế rồi. À, cái áo em thích, à, đơn hàng lại không có, buồn ghê. Oanh Nguyễn ơi, thế thì Oanh Nguyễn bổ sung vào hôm sau đi. À, hàng của nhà em nếu mà cái gì mà đẹp mà các chị thích bao giờ nó cũng về 1-2 lần chứ không bao giờ về một lần. Ví dụ tối hôm qua bán nhưng mà tối nay nó lại về nó đẹp ấy, thì là em vẫn bán bình thường các chị nhá. Đấy, chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. À, chị đặt cái màu đỏ có 2 bông hoa. À, có 2 bông hoa với áo khoác. Màu đỏ có 2 bông hoa. Màu đỏ có 2 bông hoa với áo khoác à? Vâng, ok chị nhá. Cái đó thì chị để lại số điện thoại, em gọi nhân viên của em với ạ. Có những chị đã chốt rồi nhưng các chị cứ hàng chưa đến các chị dậy sốt ruột, các chị để chốt thêm rất là khó. Đấy, bây giờ chị nào chốt áo này thì chốt luôn cho nó là em nghỉ ở đây nhá. Hẹn các chị vào buổi tối ngày nay 8, tối hôm nay 8 giờ. Em cũng đói lắm rồi, em cũng nghỉ để em đi ăn cơm đây. Đó, trưa nay là làm hàng xong là vào bán hàng luôn, các chị chưa có kịp ăn đâu. Bây giờ em nghỉ đây nhá. Các chị có gì thắc mắc hỏi luôn em đi ạ. Hết phao rồi hả? Chị Quỳnh Đời ơi, tối nay lại có nhá. Tối nay lại có đấy. Con áo phao này đẹp nhỉ. Mà ấm. Ấm đó, màu đen đang nóng hết rồi. Ấm mà đẹp. 150.000 quá rẻ. Em bán xong 150.000 mà em vẫn tiếc các chị ạ. Vẫn tiếc đứt ruột luôn bởi vì lấy nó cao quá rồi. Phao còn không. À, tối nhá chị Quỳnh Đời nhá. Tối nay có phao đấy ạ. Em ở In Thế Bắc Giang. Ship hàng toàn quốc cho các chị nhá. Đó, bây giờ em nghỉ nhá. À, 64 kg có mặc vừa chị Vương Nguyễn nhá. Chị ơi, của áo phao ngắn không? Không, của áo phao ngắn em không bán đâu. Ở bên em toàn bán hàng ấm với này. Nhìn chung là cái dòng thời trang của áo phao em rất ít bán bởi vì cổ của nó ngắn quá, nó thấp quá. Bán trên này nó khó. Cái gì mình bán phải là chung. À, chị đặt 2 đơn rồi, nhân viên là... À rồi, ok, cảm ơn chị Hồng Ngọc nhá. Đấy, nhân viên bên em. Các chị nhìn đây. 4-5 người chứ có phải ít đâu, em cho các chị xem nhá. Bên em nhá, nhiều lắm. Bên này của bên em ngồi là có 4 bạn. Bên này của bạn có 5 bạn nữa là 9 bạn tất cả. Đấy, nhìn của em nhá. Đang chốt hàng nhiệt tình cho các chị của buổi tối ngày hôm qua. Còn láo hay không láo thì cái đấy thì có gì các chị cứ phản ánh lại cho em sẽ chỉnh sửa ngay. Chị đặt 4 đơn mà nhân viên rất nhiệt tình mà, đúng rồi. À, bao nhiêu áo đang mặc? Áo đang mặc này em bán với giá là 170.000 nhá. 170.000 đối với áo em đang mặc trên người này. 17 chị lấy 3 chiếc, ok chị lại thì Ngọc Dầu nhá. Chị dồn đơn đi. Chị dồn đơn xong rồi báo nhân viên của em cho đi cả thể đi. Chị phải báo nhân viên của em thì các bạn mới cho đi. Nếu mà các chị đấy xỉ chưa báo là cho đi thì chưa ai cho đi đâu. Đó, chị nào lên cho luôn cho em, sau đó là em nghỉ nhá. Hẹn các chị vào tối nay. À, đừng lỡ áo của chị nhé. Rồi ok, chị Nguyễn Thị Oanh. Nhưng mà các chị mà trên 55 kg là không có áo đâu. Bởi vì áo đấy không vừa, 55 đổ xuống thôi. Ở chỗ nào Bắc Giang, em ở In Thế Bắc Giang và em ship hàng toàn quốc nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. Vào trang xem hộ em với ạ. Còn áo beo với quần legging không? Ban Mai ơi, áo beo còn. Áo beo có đấy. Chị Bình mang cho em con áo beo cho các chị chốt nốt áo beo nào. Hết sạch rồi á. Xem là còn cái con nào ở ngoài không? Áo beo. Chị ơi, áo beo đang trên đường về thôi, tối nhá. Tối lại bán áo beo tiếp. Có áo đen cổ lọ không? Có chị nhá. Thuốc sâu răng cũng có đấy. Chị nào mà thích thuốc sâu răng thì vào trong cái tường của em xem, xong nó comment cho em. 47 kg có mặc vừa thoải mái. 47 kg mặc vừa in luôn, chắc chắn là có. Không thấy sau buổi tối ngày hôm nay và sau 9 giờ sáng ngày mai không thấy nhân viên chốt lại. Buổi trưa ngày mai các chị gọi lại hộ em cái đơn trưa nay nhá. Các chị biển comment. Ok, 17 của chị Như Ý có nhá, cho em số điện thoại nhá. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em, với sau đó là em nghỉ này. Hẹn các chị vào buổi tối nay nhá. Tối nay có đủ size, đủ số, nhiều mã hàng cho các chị. Bây giờ em xin phép nghỉ ở đây nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. Ok, chị Như Ý có này. Xin chào tất cả các chị nhá. Chị em mới cứ ngồi thế này đến 5 giờ chiều em không được nghỉ mất. Xin chào tất cả các chị nhá. Hẹn vào 8 giờ tối nay ạ. Bấm theo dõi Thu Hương Shop ở chế độ công khai. 8 giờ đến 8 giờ 15 là chuẩn giờ em bán hàng. Còn ban ngày này thỉnh thoảng em mới bán thôi. Rồi ok, cảm ơn chị Hồng Ngọc nhá. Bây giờ em xin nghỉ ở đây nhá. Xin chào tất cả các chị nhá.